Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 90. Có nhiều người hơn cũng không cứu được ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Phàm nhìn tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong kia đang đánh tới, sắc mặt không chút gợn sóng, tựa như tất cả đều nằm trong dự kiến của hắn. Hiện tại hắn vừa mới đột phá bát biến chiến thần, đúng lúc đang cần rèn luyện để củng cố lực lượng bản thân. Coi như ngươi đã đột phá bát biến chiến thần, ngươi có thể mạnh đến đâu được. Hôm nay Tiếu Thiên Long ta không giết chết ngươi, ta thề không làm người. Tiếu Thiên Long hét lên giận dữ, Kim Long gào thét, đằng đằng sát khí. Ngươi nhất định là chó. Sắc mặt Tiêu Phàm hững hờ, đồ thần đao khẽ múa lên, từng đạo sóng đao, đợt sau mạnh hơn đợt trước, ép tới Tiếu Thiên Long khiến hắn hoàn toàn không chống đỡ được. Tam Vương Tử, chúng ta tới giúp người. Tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cuối cùng cũng tới gần, bọn hắn không chút do dự thi triển công kích mạnh nhất đánh về phía Tiêu Phàm. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thần long huyết mạch bên trong thân thể sôi trào, một cỗ long uy từ trong thân thể Tiêu Phàm tản ra. Đối mặt với tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong và Tiếu Thiên Long, hắn không dám khinh thường, dù sao, thực lực của Tiếu Thiên Long so với chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Đồ thần đao dâng lên từng đợt đao khí, tuy rằng Tiêu Phàm đã lâu không dùng đao, nhưng đao pháp của hắn cũng không kém kiếm pháp, hơn nữa còn từng bước tăng lên. Giết hắn, Tiếu Thiên Long phẫn nộ gào thét, long đao chém xuống tản ra đao khí cuồng bạo, bốn người kia cũng vây Tiêu Phàm vào giữa. Phụt phụt từng đóa huyết hoa nở rộ giữa hư không, tuy thực lực Tiêu Phàm mạnh mẽ, nhưng hắn là người, không phải thần, dưới sự vây công của ngũ đại cường giả, vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Nhưng Tiêu Phàm không quan tâm đến những thứ này, tựa như những vết thương kia không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí, đao pháp của hắn không hề có chút hỗn loạn nào. Nhìn một màn này, trong mắt Tiếu Thiên Long liên tục hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ trong chiến đấu, khi đối mặt với sinh tử, Tiêu Phàm đều kiên định như vậy, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Công tử, đúng lúc này, Kiếm La đang cố kéo thân thể bị trọng thương lại gần, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng phải đối mặt với ngũ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, chắc chắn Tiêu Phàm ngăn cản không nổi. Cứ như vậy, Tiêu Phàm có thể sẽ bị mấy người giết chết. Không cần tới, một mình ta có thể. Tiêu Phàm quay về phía Kiếm La kêu lên, vô cùng tự tin nói. Kiếm La hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn tin tưởng Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm ở chung bấy lâu nay, hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Phàm làm chuyện gì mà không nắm chắc. Dù là đối mặt với hóa thân của Minh Yểm, Tiêu Phàm cũng có thể chém giết, huống chi bây giờ chỉ là mấy tên chiến thần cảnh đỉnh phong. Đây không phải toàn bộ thực lực của công tử, Kiếm La đột nhiên hiểu ra, trong lòng liền an tâm lại. Hiện giờ Tiêu Phàm còn chưa thi triển các loại tu la áo nghĩa, tu la thần dực đâu, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm chưa dùng toàn bộ thực lực. Kiếm La lúc này mới biết bản thân vì quá lo lắng nên bị loạn, với thực lực của Tiêu Phàm, dù hắn không phải là đối thủ của mấy người kia nhưng nếu muốn rời đi, khẳng định là không có ai ngăn được. Nhưng Kiếm La cũng rõ, nếu Tiêu Phàm đã đồng ý với Nhạc Nhất Sơn sẽ trợ giúp tộc nhân của hắn thì Tiêu Phàm sẽ không bỏ đi như thế. Giết một mình ngươi không đủ, Tiếu Thiên Long cười lạnh nói. Tiêu Phàm là đối thủ mạnh mẽ nhất từ trước tới nay mà Tiếu Thiên Long gặp phải, nhưng hắn không tin, bị hắn và tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong vây giết mà Tiêu Phàm còn có thể chạy trốn. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồ sát Nhạc nhân tộc. Tiếu Thiên Long tức giận quát. Bởi cái chết của Tiếu Thiên Hoàng, chỉ lấy mạng của Tiêu Phàm còn không đủ để hắn hả giận, Nhạc nhân tộc cũng phải chôn cùng, trước khi giết chết Tiêu Phàm. Hắn muốn cho Tiêu Phàm biết rõ hậu quả khi đắc tội với hắn. Hắn không chỉ muốn Tiêu Phàm chết, mà người có quan hệ cùng hắn cũng đều phải chết. Vâng, Tam Vương Tử, những tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ đang đứng bên ngoài nghe vậy cũng hung dữ nhào về phía Nhạc nhân tộc. Nhạc nhân tộc chỉ còn khoảng 100 người, người cường đại nhất chỉ là cửu biến chiến thần, đám cường giả thương sinh thần quốc vốn không hề đặt bọn hắn vào mắt. Giết, Nhạc Thạch biết rõ. Hiện tại không liều mạng, đợi một lúc nữa sẽ không còn cơ hội, Tiêu Phàm một mình chiến đấu với ngũ đại cường giả, có thể sống sót hay không còn là ẩn số. Giết, Nhạc Nhất Sơn hướng về phía những cường giả của Nhạc nhân tộc quát lớn, thân thể khổng lồ của hắn nhảy lên thật cao, một cước chạy trước ra tay đánh về đám người phía trước.
Nhạc nhân tộc mặc dù cường tráng vô cùng, thân cao đến mấy trăm trượng, nhưng độ linh hoạt rõ ràng không bằng tu sĩ nhân loại, một cước này còn chưa rơi xuống, những cường giả chiến thần cảnh kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, cường giả chiến thần cảnh của Thương Sinh Thần Quốc đã xuất hiện ở phía sau nhạc nhân tộc, đao quang kiếm khí ẩm ấm chút xuống, đã giao thủ nhiều năm, bọn hắn biết rõ nhược điểm của nhạc nhân tộc. Nhưng đao mang còn chưa kịp rơi xuống, một đám nhạc nhân tộc đã thi nhau hóa thành một đống phế thạch chồng chất cùng một chỗ, không cần nghĩ cũng biết, nhạc nhân tộc đều đã trốn vào trong lòng đất. Đây là ưu thế của nhạc nhân tộc, bọn họ nắm giữ năng lực độn thổ, người bình thường muốn giết bọn họ, phải thi triển ra thủ đoạn không tầm thường. Trận chiến đấu này không phải dễ dàng có thể kết thúc. Tại một chỗ khác, cuộc chiến giữa Tiêu Phàm cùng 5 người Tiếu Thiên Long càng ngày càng kịch liệt. Theo thời gian dần trôi, vết thương trên người Tiêu Phàm càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. Nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Long cũng dần trở lên âm lãnh, hắn đột nhiên cảm thấy giết chết Tiêu Phàm như vậy thật quá tiện nghi hắn. Nếu như có thể cắt lấy từng khối thịt trên người Tiêu Phàm, có lẽ sẽ kích thích hơn. Đáng tiếc, Tiếu Thiên Long không phát hiện ra là, thương thế của Tiêu Phàm mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng thời gian bị thương lại càng ngày càng ít. Hơn nữa, mỗi một đao Tiêu Phàm xuất ra đều càng lúc càng nhanh, góc độ lại vô cùng xảo trá. Nơi xa, Tiếu Thiên Tà híp hai mắt nhìn xem tất cả, một ít tu sĩ cùng hồn thú phía sau hắn cũng bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa chiến đấu, căn bản không có ý nhúng tay vào. Chỉ là bát biến chiến thần cảnh giới mà dám cùng ngũ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đối đầu, người này rõ ràng là một kẻ điên. Tiếu Thiên Tà trong lòng âm thầm nói. Hắn là một người đứng xem, hắn thấy rõ không phải Tiêu Phàm không địch lại, mà là hắn cố ý khiến bọn Tiếu Thiên Long hao tổn sức lực, hoặc có lẽ là Tiêu Phàm không thi triển ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, Tiếu Thiên Tà có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức sao động trên người Tiêu Phàm đang chậm rãi biến thành vững vàng. Chiến thần cảnh đỉnh phong dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh, quả nhiên vẫn là không được. Tiếu Thiên Tà lắc đầu. Trừ Tiếu Thiên Long có thể miễn cưỡng đánh với Tiêu Phàm một trận. Bốn cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia, nếu như chỉ đấu một đối một, không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần. Tiếu Thiên Tà hít sâu một cái, trong lòng nghĩ có lẽ, hắn thật sự có thể giúp ta. Thời gian thong thả trôi qua, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, khí tức trên người Tiêu Phàm đã triệt để bình ổn, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Lúc này ngươi còn cười được, là bởi vì cuối cùng có thể chết đi đạt được giải thoát sao? Tiếu Thiên Long châm chọc nói, ngươi yên tâm, không cắt hết tất cả thịt trên người ngươi, ta sẽ không giết chết ngươi. Tiếng nói vừa rơi xuống, long đao trong tay Tiếu Thiên Long giận dữ bổ xuống, không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc. Keng, nhưng mà, lần này Tiêu Phàm dùng đồ thần đao nhẹ nhàng cản trước ngực, ngăn trở long đao đang nổi giận chém loạn, hơn nữa còn bắn ra từng đạo đao khí phóng tới Tiếu Thiên Long. Tiếu Thiên Long không kịp né đi, trên mặt liền bị một đao khí cắt một vết. Ta cười bởi vì hiện tại rốt cục có thể đại khai sát giới. Tiêu Phàm hững hờ đáp lại. Nhất thời khí thế trên người Tiêu Phàm biến thành vô cùng lạnh lùng, đao khí trên người cũng lộ ra sát phạt chi khí. Nếu như nói khi nãy hắn còn là một đao khách, như vậy bây giờ Tiêu Phàm đã biến thành một tên sát thần, bá đạo mà âm u. Đại khai sát giới, ngươi có thể giết ai? Tiếu Thiên Long tựa như nghe được chuyện cười to lớn nhất, bèn cười lớn, khịt mũi coi thường đối với Tiêu Phàm, long đao của hắn lại lần nữa dùng sức chém xuống Tiêu Phàm. Nhưng lần này, Tiêu Phàm lại bất động mảy may, sau lưng hắn mọc ra một đôi huyết sắc cốt xí to lớn. Huyết sắc cốt xí giống như hai thanh thiên đao, lộ ra sát phạt chi khí bất tận, khiến hư không bất động. Tu La Thần Dực, ngươi là người thừa kế Tu La Điện. Tại khoảnh khắc nhìn huyết sắc cốt xí, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh, bọn họ đã nhận ra thân phận của Tiêu Phàm. Tu La Thần Dực, người thừa kế Tu La Điện, những từ này, không có người nào không biết, không có người không hiểu. Nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Long tắt ngấm. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục xuất hiện một tia kiêng kỵ. Bách Hoa Sát, nhưng Tiêu Phàm cũng không biết người thừa kế Tu La Điện là gì, hắn chỉ biết Tiếu Thiên Long muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà hắn lại muốn sống sót. Cơ hội duy nhất để hắn sống sót, chính là giết Tiếu Thiên Long, bằng không không còn cách nào khác. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hư không bỗng tràn ngập khắc nghiệt chi khí,
sát khí đầy trời hóa thành vô số kiếm khí tàn phá hư không, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không ngăn cản nổi, thi nhau lùi về bốn phía. Nhưng mục tiêu của Tiêu Phàm không phải là bốn chiến thần cảnh cường giả đỉnh phong, hắn chỉ muốn giết Tiếu Thiên Long. Bị Tiếu Thiên Long áp chế lâu như vậy, trong lòng Tiêu Phàm cũng nén đầy một bụng khí giận, huống chi hắn đã giết Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nếu để cho Tiếu Thiên Long chạy mất, sau này sẽ phải đối mặt với càng nhiều cường giả Thương Sinh Thần Quốc, bọn họ muốn đi khỏi Thương Sinh Thần Quốc sẽ càng thêm gian nan. Tiêu Phàm biết rõ tại sao bên trong thiên địa lao ngục có thể có nhiều cường giả chiến thần cảnh như vậy, vì chiến thần cảnh sau khi chết, thần lực chi tinh sẽ không tiêu tán. Hơn nữa, khi tu sĩ lấy được thần lực chi tinh, chắc cao cũng không nỡ hủy đi, tích lũy sau bao tháng ngày, nên bây giờ mới có nhiều cường giả chiến thần cảnh như thế. Về phần Tiếu Thiên Tà ở đằng xa, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng hắn sẽ xuất thủ, nếu Tiếu Thiên Tà muốn đối phó với Tiêu Phàm, hắn chắc chắn đã sớm xuất thủ chứ không đợi đến bây giờ. Tiêu Phàm biết rõ, Tiếu Thiên Tà cũng không phải vì kiêng kỵ mình là người thừa kế Tu La Điện, hắn chỉ muốn Tiêu Phàm hỗ trợ mà thôi, bằng không trước kia Tiếu Thiên Tà sẽ không đặc biệt lấy lòng mình như vậy. Ngươi thực sự còn bảo tồn thực lực, Tiếu Thiên Long rung động, giờ phút này hắn phát hiện Tiêu Phàm so với trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khắc nghiệt chi khí ngưng tụ thành kiếm khí, chém tới đám người, cắt qua da thịt của bọn hắn. Chỉ một chiêu, làm cho ngũ đại cường giả chiến thần cảnh phải nhận lấy thiệt thòi lớn. Sát na vĩnh hằng, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hắn sẽ không cho Tiếu Thiên Long cơ hội, nếu như đã xuất thủ, như vậy hắn sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Cả người hắn hóa thành một tia chớp, phóng tới Tiếu Thiên Long, tại giờ khắc này, không gian như ngừng lại, trong ánh mắt của đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng vĩnh hằng. Tiếu Thiên Long phản ứng cực nhanh, tránh thoát một kích tất sát của Tiêu Phàm, nhưng dù vậy, một cánh tay của hắn vẫn bị kiếm quang chém xuống. A tiếng kêu như heo bị chọc tiết thảm thiết vang vọng tại hư không, đinh tai nhức óc, Tiếu Thiên Long dùng khóe mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn không phải do đau không chịu được mà kêu như thế mà là do hắn tức giận, bản thân vậy mà dễ dàng bị Tiêu Phàm chém đứt một tay, kết quả này hắn không tiếp thu được. Ngươi đừng la hét nữa. Có la hét cũng vô dụng, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, một câu đã phán định sinh tử của Tiếu Thiên Long. Ngươi là cái thứ gì, mà dám quyết định sinh tử của ta? Tiếu Thiên Long gầm thét, hai mắt trợn to như chuông đồng. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, sinh tử áo nghĩa hiện ra bên ngoài thân của hắn, nhanh chóng chữa trị những thương thế trên người hắn, chỉ trong nháy mắt, thương thế của Tiêu Phàm đã khôi phục như thường. Một màn này khiến cho tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong hết sức kinh ngạc, năng lực khôi phục của Tiêu Phàm thực sự đáng sợ. Chỉ cần không phải một kích tất sát, thương thế ngoài thân với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm không nói gì, hắn bước từng bước tới phía Tiếu Thiên Long, kiếm khí quanh thân hắn chấn động, hư không như bị cắt ra, sát phạt chi khí lăng lệ làm người ta run sợ. Chẳng biết tại sao, trong mắt Tiếu Thiên Long lóe lên một tia hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Sau hai bước, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, khí thế trên người cũng nhanh chóng tăng lên, hung dữ nhìn Tiêu Phàm, tựa như vì bản thân sợ hãi Tiêu Phàm mà tức giận. Thực lực của hắn không tệ, nhưng ta cũng không tin, linh hồn của hắn cũng có thể mạnh như vậy. Tam Vương Tử, năm người chúng ta hợp lực dùng linh hồn công kích, đánh vỡ linh hồn của hắn. Một trong tứ đại cường giả chiến thần cảnh truyền âm cho những người khác và Tiếu Thiên Long. Không sai, chúng ta phải sớm nghĩ đến, Tu La Điện chuyên tu nhục thân, kẻ này nắm giữ Tu La huyết mạch, bằng vào sức mạnh thân thể chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng dựa vào linh hồn, chúng ta đều là linh hồn mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn không diệt được hắn sao? Đừng nói năm người chúng ta hợp lực, chỉ cần một người trong chúng ta tùy tiện ra tay cũng có thể chấn nát linh hồn của hắn. Phải biết là linh hồn Tam Vương Tử đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, nếu Tam Vương Tử không phải vì muốn củng cố tu vi, ngài đã sớm đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, linh hồn năm người chúng ta hợp lực, cũng quá coi trọng hắn. Ba người kia mỗi người một câu, trong lời nói đều là tâng bốc Tiếu Thiên Long và rèm pha Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Long cũng bắt đầu dục dịch, sau đó truyền âm cho bốn người nói, mọi người hợp lực, dùng linh hồn công kích hắn. Vâng. Tam Vương Tử, tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kích động nói,
thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm. Nói thì lâu, nhưng tất cả sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi, cường giả chiến thần cảnh dùng linh hồn công kích, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm nhìn bọn hắn thất thần, hắn vốn đang tìm cơ hội để ra tay, thấy vậy đồ thần đao trong tay hắn lăng không chém một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiếu Thiên Long. Phù phù, cũng ngay tại giây phút này, năm đạo lưu quang đồng thời đánh tới, trong nháy mắt xông vào trong mi tâm Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Tiêu Phàm đứng ở hư không không nhúc nhích. Tiếu Thiên Long cùng tứ đại cường giả cũng đứng lơ lửng trên không, tất cả linh hồn lực của bọn hắn đều tràn vào mi tâm Tiêu Phàm, muốn một kích tất sát Tiêu Phàm, tự nhiên sẽ mất quyền khống chế thân thể. Linh hồn công kích, Tiếu Thiên Tà đứng ở nơi xa thấy cảnh này, con người co rụt lại, ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong đồng thời dùng linh hồn công kích, không phải người bình thường có thể chịu được. Có điều Tiếu Thiên Tà vẫn không xuất thủ, vẫn lẳng lặng nhìn xem. Giờ phút này, ở bên trong thần cung của Tiêu Phàm, năm người Tiếu Thiên Long đang lâm vào không gian vô tận, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ bóng dáng nào. Thần cung, hắn vậy mà tu luyện ra thần cung. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tự tin vừa mới dâng lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại sợ hãi vô tận. Cũng khó trách bọn hắn sợ hãi như thế, thần cung giả, linh hồn hòa vào bên trong thần cung, chi phối linh hồn không gian, đừng nói bọn hắn chỉ có 5 người, cho dù có 50 người cũng không thể là đối thủ của Tiêu Phàm được. Một đám người tự tìm cái chết, một tiếng nói băng lãnh vang lên, mang theo lạnh lùng vô tận. Sắc mặt mấy người Thiếu Thiên Long khó coi tới cực điểm, 5 người bọn hắn lại dám xâm nhập vào trong thần cung, đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Tiểu tử, người thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan sẽ không tiếp tục đuổi giết ngươi nữa. Tiếu Thiên Long cắn răng nói, hắn biết rõ bản thân lần này gặp đối thủ rồi. Không tiếp tục đuổi giết ta, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, giọng nói hắn tiếp tục vang lên, như ý ngươi, ta có thể sống đến bây giờ là do ngươi thủ hạ lưu tình, ta còn phải cảm kích ngươi sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường, hắn sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Nhưng trong mắt Tiếu Thiên Long lại là do bọn hắn thủ hạ lưu tình. Nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn tiếp tục tranh cãi, khi nãy hắn đúng là muốn giết mấy người để phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm lại đột nhiên thay đổi chủ ý, những người này dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu như có thể thu phục thì thế lực của hắn chẳng phải là sẽ tăng mạnh sao? Nếu như thu được tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong này, lần sau gặp gỡ tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong của chiến thần điện, hắn cũng không cần liều mạng. Trong lúc nhất thời Tiếu Thiên Long không biết trả lời như thế nào, hắn thật sự rất muốn giết Tiêu Phàm, đáng tiếc thực lực Tiêu Phàm quá mức mạnh mẽ, hắn không thể làm được. Nếu như có thể, Tiêu Phàm làm sao còn có thể sống đến hiện tại? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiếu Thiên Long lạnh giọng nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không thể không nói, Tiếu Thiên Long không phải là kẻ kiêu ngạo bình thường, bộ dáng của hắn chính là thấy chết không sờn. Thần phục ta, các ngươi có thể sống. Tiêu Phàm hờ hững tiếp tục nói. Làm trò, Tiếu Thiên Long ta đầu đội trời, chân đạp đất, từ khi nào phải thần phục người khác, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Tiếu Thiên Long cười lạnh nói, ngạo nghễ nhìn quanh bốn phía, hắn đang tìm kiếm thân ảnh Tiêu Phàm. Hắn không tìm không thấy bóng dáng Tiêu Phàm đâu, nhưng hắn phát hiện bốn cường giả chiến thần cảnh sau lưng hắn đang cúi đầu trầm mặc. Bọn hắn không giống Tiếu Thiên Long. Không sợ sinh tử, bọn hắn đã sống mấy ngàn năm, bọn hắn rất sợ chết. Các ngươi muốn phản bội Thương Sinh Thần Quốc sao? Tiếu Thiên Long nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức phẫn nộ quát, các ngươi phải biết, tộc nhân của các ngươi vẫn còn ở Thương Sinh Thần Quốc. Tứ đại chiến thần cảnh cường giả nghe vậy, không khỏi run run, bọn hắn có thể vì bản thân mà phản bội Thương Sinh Thần Quốc, nhưng bọn hắn không thể làm liên lụy cả gia tộc. Dù sao, mấy ngàn năm phát triển. Gia tộc của tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không phải lớn bình thường. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi thời gian, để các ngươi mang theo gia tộc đến nơi nương tựa ở chỗ ta. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Phải biết rằng muốn bồi dưỡng được tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong, cái giá phải bỏ ra không phải là nhỏ, dù là luyện hóa thần lực chi tinh cũng cần có thời gian, nếu như có thể thuần phục bọn hắn, thì đây là chuyện không thể tốt hơn. Ha ha, tiểu tử!
Thương sinh thần quốc của cùng tu la điện của ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi nếu dám đánh chủ ý vào cường giả của thương sinh thần quốc, tu la điện sẽ phải trả giá đắt. Tiếu Thiên Long nổi giận nói. Ta không có gì muốn nói cùng một người chết, Tiêu Phàm hững hờ lên tiếng. Tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong kia còn có thể chiêu hàng, nhưng Tiếu Thiên Long thì hoàn toàn không thể nào, Tiêu Phàm cũng không có ý định buông tha cho hắn. Dù sao, nếu như không phải thực lực hắn đủ mạnh mẽ, đã sớm chết dưới long đao của Tiếu Thiên Long rồi. Gào tiếng nói vừa rơi xuống, một tiếng gầm giận dữ truyền ra, bóng tối ở bốn phía tựa như một bức tranh, chậm rãi bị hòa tan. Sau một khắc, một bóng dáng từ đằng xa hiển lộ ra, linh hồn của Tiếu Thiên Long cùng tứ đại cường giả chiến thần cảnh thấy thế không chút do dự hóa thành một vệt sáng giết tới. Chẳng qua là khi bọn hắn tới gần thân ảnh kia, thân hình bỗng nhiên bị ngừng lại, trong mắt bọn hắn đều là vẻ sợ hãi. Thí thần tổ thú, con người Tiếu Thiên Long kịch liệt run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, trước mặt bọn hắn lại chính là thí thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù Tiếu Thiên Long biết rõ Tiêu Phàm muốn giết hắn, hắn hôm nay có khả năng sẽ bị giết chết ở chỗ này, hắn cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng tại thời khắc nhìn thấy thí thần thú, Tiếu Thiên Long thực sự sợ hãi, loại sợ hãi này phát ra từ sâu trong linh hồn hắn. Tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cũng chẳng tốt đẹp gì, giống như vô cùng kiêng kỵ sự tồn tại của thí thần. Bây giờ thí thần thú mặc dù tu vi còn có chút không ổn định, mãi rằng có ở giữa cửu biến chiến thần và chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn làm cho đám người Tiếu Thiên Long biến sắc. Một màn này khiến Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy nghi hoặc cùng tò mò, đến cùng thì ở đây, thí thần có thân phận gì, tại sao Tiếu Thiên Long lại gọi nó là thí thần tổ thú? Ta, chúng ta đầu hàng, tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong không chút do dự quỳ xuống, không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Muốn đầu hàng, đã muộn rồi, Tiêu Phàm xuất hiện trên đỉnh đầu thí thần, quan sát thân ảnh năm linh hồn, khóe miệng khẽ kéo lên, nhưng nể tình các ngươi giúp ta mài đao, cho các ngươi một cơ hội vậy. Tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong vốn đang tuyệt vọng, nghe thấy Tiêu Phàm nói lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ cần các ngươi giết chết Tiếu Thiên Long, ta sẽ tin tưởng các ngươi cam tâm tình nguyện thần phục với ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Tiếu Thiên Long liền biến sắc. Luận sức mạnh thân thể, hắn không sợ tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong này, nhưng linh hồn của hắn rất yếu. Nếu như tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong này hợp lực dùng linh hồn trùng kích hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tam vương tử, xin lỗi. Tam vương tử, ta nghĩ ngài hẳn sẽ hiểu cho bọn ta, thí thần tổ thú đã hiện ra, không có kẻ nào dám vi phạm mệnh lệnh của thí thần tổ thú, dù là thần chủ cũng không được. Tam vương tử, còn mong ngài thành toàn cho bốn người thuộc hạ, hy vọng của gia tộc chúng ta đều ký thác vào ngài. Tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kỳ vọng nhìn Tiếu Thiên Long, nhưng những lời này vào trong tai Tiếu Thiên Long lại là châm chọc cỡ nào. Nhưng hắn không biết phải phản bác lại lời nói của mấy người này như thế nào, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch với mệnh lệnh của thí thần thú. Thần chủ của thương sinh thần quốc cũng không thể ngỗ nghịch với mệnh lệnh của thí thần. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc. Trong đầu hắn không ngừng tìm kiếm mối liên hệ ở đây cùng thí thần, đáng tiếc trước đó thi triển chủng ma thuật với tên tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ kia, trong trí nhớ của hắn cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong giống như là sói đói nhào về phía Tiếu Thiên Long, trong chớp mắt, Tiếu Thiên Long chỉ cảm thấy áp lực của hắn tăng gấp bội. Tiêu Phàm cứ như thế lẳng lặng đứng nhìn, không cần hắn xuất thủ. Đã có thể làm năm người tranh đến ngươi chết ta sống, thật là thú vị. Lúc đầu, Tiếu Thiên Long còn có thể chịu được công kích của bốn người kia, nhưng theo thời gian, hắn rơi vào thế yếu, dù sao linh hồn công kích cũng không phải sở trường của hắn. Qua thời gian 20 nhịp thở, linh hồn của Tiếu Thiên Long bị linh hồn của tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong vây lại, không thể trốn đi đâu được. Ngươi không thể giết ta, ta mà chết, thần chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếu Thiên Long rốt cục cũng thấy sợ hãi, hắn không nghĩ tới tử vong lại cách hắn gần như vậy. Bây giờ biết sợ rồi sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nhìn Tiếu Thiên Long nói, ta đã nói, bấm ngón tay tính toán, ngươi sẽ chết ở đây, bây giờ ngươi tin chưa? Mấy người Tiếu Thiên Long nghe vậy, không khỏi run run. Không đợi đám người mở miệng,
thần sắc Tiêu Phàm bỗng lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ta nói ngươi chết, ngươi sẽ phải chết, ai cầu xin tha thứ đều vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt Tiêu Phàm lạnh nhạt liếc mấy người một cái, trong lòng mấy người này bỗng nhiên lạnh buốt, ánh mắt kia của Tiêu Phàm, thực sự quá đáng sợ. Nói ngươi chết, ngươi phải chết, ngữ khí bá đạo mà tùy tiện mãi quanh quẩn tại hư không, Tiếu Thiên Long giống như bị người phán tử hình, linh hồn run rẩy kịch liệt tựa như tùy lúc đều có thể bạo tạc. Còn không giết hắn, hai mắt Tiêu Phàm quét ngang, phẫn nộ quát. Tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong nghe vậy, tay chân như bị mất khống chế, tất cả đều dùng toàn lực vỗ ra một trường. Thần chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếu Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, giọng nói điên cuồng gào thét bị trưởng cương bao phủ hoàn toàn. Thí thần há miệng hút vào, lập tức cắn nuốt sức mạnh linh hồn của Tiếu Thiên Long không còn một mảnh, khiến tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong bị dọa đến toàn thân run rẩy. Tiêu Phàm lại tựa như chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể. Nếu dựa vào sức mạnh thân thể, Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn, có lẽ còn phải hao phí một chút thời gian và tinh lực, nhưng nếu dùng sức mạnh linh hồn, Tiêu Phàm có thể nói là vô địch dưới thiên thần. Cảm nhận được hồn lực trên người thí thần dao động, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, khoảng cách thí thần đạt tới chiến thần viên mãn càng ngày càng gần. Nếu thí thần đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, thì khi Tiêu Phàm thi triển sức mạnh thí thần, thực lực sẽ đạt tới một cấp độ khủng bố. Đại nhân, tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, nói đúng hơn, bọn hắn chính là kiêng kỵ thí thần thú. Khi nãy các ngươi vừa nói, cho dù là thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc cũng không dám không nghe lệnh của thí thần thú. Tiêu Phàm nheo hai mắt nói. Mấy người ấp úng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tựa như vì Tiêu Phàm không biết chuyện về thí thần thú mà kinh ngạc. Nhìn thấy mấy người không nói lời nào, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, các ngươi đã không nói, vậy ta đành phải tự mình tìm đáp án mà ta muốn biết thôi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Phàm bắn ra mấy đạo lưu quang. Phóng vào trong linh hồn bốn người bị dọa cho phát sợ muốn bỏ chạy. Nhưng Tiêu Phàm điều động sức mạnh của thần cung khiến linh hồn bốn người đều bị một luồng sức mạnh cường đại trói buộc, không thể động đậy nữa hơn nữa, thí thần thú còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bốn người căn bản không dám có bất kỳ phản kháng gì. Tiêu Phàm thi triển chủng ma thuật với bốn người, nhanh chóng xem ký ức của bọn họ, một linh hồn phân thân của hắn tùy thời chú ý biến hóa ở bên ngoài. Xem qua ký ức của bốn người, trên mặt Tiêu Phàm hơi lộ vẻ ngưng trọng. Thiên địa lao ngục lại là một tòa cổ mộ, thí thần chính là thủ hộ thần thú của cổ mộ, khó trách khi thí thần trở lại giới này lại có cảm giác như trở lại quê nhà. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn lại càng thêm nghi ngờ, Tiêu Thần Võ không phải đã nói chiến hồn đại lục là một ngôi mộ sao? Tại sao thiên địa lao ngục cũng là một ngôi mộ? Tiêu Thần Võ gạt ta. Tô Hỏa tiền bối nói nàng chính là người thủ mộ, chẳng lẽ mộ nàng canh giữ chính là thiên địa lao ngục này? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần nghĩ. Hơn nữa, Tô Hỏa còn để Vân Phán Nhi nói với hắn, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U chỉ là mộ nô mà thôi, lại liên tưởng đến việc Tiêu Thần Võ đã từng bị nguyền rủa, Tiêu Phàm lập tức có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Dạ Cửu Thiên và Dạ Cửu U thân làm mộ nô, lại muốn đi vào cổ mộ, rất hiển nhiên. Bọn hắn đã phản bội lại chủ nhân cổ mộ. Nhưng thân phận của bọn hắn là mộ nô, nhất định là không thể tiến vào tòa cổ mộ thiên địa lao ngục này, cho dù Dạ Cửu Thiên đã từng rút đi linh hồn, biến thành Tiêu Thần Võ, nhưng hắn vẫn không thể tiến vào cổ mộ được. Bọn hắn muốn đi vào cổ mộ, trừ phi hủy đi cái gọi là mộ bia mà Tiêu Thần Võ đã nói tới, cho nên Tiêu Thần Võ mới lừa hắn tiến vào đây, muốn hắn mang mộ bia ra ngoài. Một khi hủy mộ bia đi, Tiêu Thần Võ sẽ có thể tiến vào cổ mộ, Dạ Cửu U cũng có thể tiến vào. Xem ra, tổ tiền bối còn chưa nói rõ cho ta một số việc, Tiêu Thần Võ nói mộ bia ở trong tay người thủ mộ, nhưng tổ tiền bối căn bản cũng không thấy đưa ra, nói cách khác thì mộ bia hẳn là không nằm trong tay nàng. Tiêu Phàm khẽ trầm ngâm. Hắn phát hiện, hắn có quá nhiều nghi ngờ không thể làm rõ được, mộ bia không ở trong tay Tô Họa, tất nhiên cũng không thể truyền cho Vân Phán Nhi. Vậy mộ bia ở chỗ nào? Chưa nói tới mộ bia, chủ nhân của mộ địa này đã khiến cho lòng Tiêu Phàm vô cùng không bình tĩnh. Lấy hẳn một giới làm mộ, người này cũng thật quyết đoán. Tiêu Phàm tiếp tục xem ký ức của bốn người, rất nhanh đã thu được không ít tin tức liên quan tới Tu La Điện. Tu La Điện,
cũng không phải là truyền thừa của Dạ Cửu Thiên, mà là truyền thừa nhất mạch của chủ mộ nơi này, hoặc có lẽ là truyền thừa của một đại thế lực ở Thái Cổ Thần Giới Tu La Vương tộc. Mà vị chủ nhân của mộ địa này, có thể đã từng là một vị cường giả Tu La Vương ở Thái Cổ Thần Giới Tiêu Thần Võ từng nói điện của Tu La Điện không thể làm đồ đệ của hắn, rõ ràng là hắn đang tự rát vàng lên mặt mình mà thôi. Nghĩ đến việc sau khi tất cả Tu La Điện chủ các đời tiến vào giới này, đều phát hiện ra Tiêu Thần Võ nói dối, dù là phát hiện mộ bia, cũng không mang ra khỏi giới này, thậm chí tình nguyện để bản thân mình bị hủy diệt. Nhưng vừa nghĩ tới người thừa kế Tu La Điện ở trong thiên địa lao ngục, Tiêu Phàm lại cau mày. Bởi vì Tiêu Phàm mặc dù cũng được coi là một trong những người thừa kế của Tu La Vương tộc, chỉ là ở bên trong Tu La Vương tộc, người kế thừa như hắn còn có không ít. Trừ hắn ra, những người kế thừa Tu La Điện đều đến từ Tu La Vương tộc ở Thái Cổ Thần Giới. Luận về nội tình, Tiêu Phàm không phải đối thủ của Thái Cổ Thần Giới. Hắn cũng biết rõ tại sao Thương Sinh Thần Quốc không dám đối địch với Tu La Điện, bởi vì Tu La Điện đại biểu cho Tu La Vương tộc của Thái Cổ Thần Giới. Hơn nữa, Tu La Vương tộc có phương pháp kết nối giới này với giới khác, cứ qua một thời gian, sẽ có một số người từ nơi khác được đưa đến đây giới này, được Tu La Vương tán thành. Tuy vậy, đã vô số năm tháng trôi qua, vẫn không có kẻ nào chân chính lấy được truyền thừa của Tu La Vương, dù là các đời điện chủ Tu La Điện cũng không ngoại lệ, nếu không đến bây giờ sao có thể có không ít tu sĩ lần lượt chạy đến giới này. Tiêu Phàm cuối cùng cũng biết rõ, Tiêu Thần Võ và Dạ Cửu U muốn lấy được thứ gì, bọn hắn muốn lấy được chính là truyền thừa của Tu La Vương. Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U đều là Thiên Tu La, nhưng so với Tu La Vương vẫn có chênh lệch rất lớn. Bọn hắn thân làm mộ nô đương nhiên cũng muốn lấy được truyền thừa của Tu La Vương. Đọc được ký ức của mấy người, lúc này Tiêu Phàm mới hiểu rõ chân tướng. Hắn phát hiện, các đời Tu La Điện chủ thật đáng buồn, tất cả chỉ là một con cờ trong tay Tiêu Thần Võ mà thôi. Nhưng các đời Tu La Điện chủ cũng cố gắng thoát khỏi vận mệnh làm một quân cờ này, bọn họ đều ở lại đây chuẩn bị nền tảng cho hậu nhân. Các tiền bối đã cố gắng hết sức chuẩn bị. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm, cố gắng lấy được truyền thừa của Tu La Vương, đảm bảo chiến hồn đại lục một đời an bình. Sắc mặt Tiêu Phàm băng lãnh, ngữ khí kiên định nói. Tiêu Phàm vốn nghĩ Tu La Điện ở giới này chính là Tu La Điện của chiến hồn đại lục, hắn đã từng muốn đi qua tìm hiểu nơi mộ bia hạ lạc, nhưng bây giờ hắn phát hiện, chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn muốn đi tới Tu La Điện, vì bây giờ hắn chỉ được coi là một người thừa kế Tu La. Chứ không phải là chủ nhân của đại mộ, còn không phải là truyền thừa chân chính của Tu La Vương. Đừng nói là truyền thừa của Tu La Vương, cho dù chỉ là truyền thừa của Thiên Tu La, Tiêu Phàm cũng muốn phấn đấu để có được. Chỉ có biến thực lực của bản thân trở lên lớn mạnh hơn, hắn mới có tư cách đánh một trận với Dạ Cửu U, mới có thể thoát khỏi thao túng của Tiêu Thần Võ. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, muốn có được truyền thừa của Tu La Vương, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bằng không đã nhiều năm tháng trôi qua như vậy mà vẫn không có người nào thành công. Cũng may, Tu La Vương của giới này trước khi chết đã bố trí cấm chế, sẽ không có cường giả thiên thần cảnh chân chính ở đây, cho dù là người của Tu La Vương tộc từ Thái Cổ Thần Giới chạy đến, thực lực cũng không thể vượt qua thiên thần cảnh. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm thở phào một hơi. Huống chi, hắn còn nắm giữ thí thần thú, đã từng là vô thượng bá chủ ở giới này, chí ít, ở bên trong thiên địa lao ngục. Sức mạnh có thể uy hiếp được tính mạng của hắn dường như không có khả năng tồn tại. Sau đó hắn thu liễm tâm thần, nhìn linh hồn của tứ đại chiến thần cảnh cường giả đỉnh phong đang run rẩy. Cho các ngươi thời gian nửa năm, trở về xử lý tốt chuyện ở gia tộc mình, sau đó tới tìm ta, sau khi rời đi, hy vọng các ngươi biết phải làm gì. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bốn người nói. Chấm, vâng, sống chết của bốn người họ đã nằm trong tay Tiêu Phàm. Bọn họ nào dám phản kháng. Tiêu Phàm vung tay lên, hắn và linh hồn của tứ đại cường giả đều biến mất ở bên trong thần cung. Tất cả ánh mắt của những người ở bên ngoài đều rơi vào trên người Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Long và tứ đại cường giả chiến thần cảnh, bọn hắn biết Tiêu Phàm cùng 5 người Tiếu Thiên Long đang dùng linh hồn để chiến đấu. Khiến những người này ngạc nhiên là thời gian trôi qua đã lâu như vậy mà bọn hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Chiếu theo lẽ thường mà nói. Dùng linh hồn công kích để chiến đấu là phương pháp nhanh nhất để quyết định sinh tử, nhưng mà lần này, thời gian đã qua lâu như vậy mà chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại.
Với cách làm người của Tiếu Thiên Long, hắn nhất định là dốc hết sức lực, đã lâu như vậy, người kia vẫn chưa chết sao? Trong mắt Tiếu Thiên Tà khẽ lóe lên vẻ ngạc nhiên. Tiêu Phàm thật sự mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, chỉ là một thất biến chiến thần, lại có thể cùng ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong giao phong thì cũng không nói làm gì. Nhưng linh hồn của hắn cũng có thể chống lại lâu như vậy, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định Tiêu Phàm chính là người kế thừa Tu La Điện, nhưng trong lòng hắn vẫn còn đang do dự, có nên tìm Tiêu Phàm hỗ trợ hay không. Phù phù, đúng lúc này, bốn tia sáng từ mi tâm của Tiêu Phàm bắn ra, trở lại bên trong thân thể tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Ha ha, cuối cùng đã giết chết hắn, Tam Vương Tử Huy Vũ. Thuộc hạ của Tiếu Thiên Long lớn tiếng chúc mừng, trong giọng nói đều lộ vẻ kích động. Không đúng, linh hồn của Tam Vương Tử không thấy đi ra. Một tu sĩ sau lưng Tiếu Thiên Tà trầm giọng nói lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt thuộc hạ Tiếu Thiên Long trong nháy mắt cứng đờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hư không. Sau một khắc, sự tình làm tất cả mọi người kinh hãi phát sinh, chỉ thấy thân thể Tiếu Thiên Long từ trên không đột nhiên rơi xuống đất. Tam Vương Tử chết rồi. Đám người lấy tinh thần nhìn lên, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn mặc dù không biết thực lực linh hồn của Tiếu Thiên Long, nhưng tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia, linh hồn của họ chính là chiến thần cảnh viên mãn. Năm người hợp lực đối phó với một người, linh hồn Tiếu Thiên Long lại bị hủy diệt, điều này sao có thể không làm bọn không kinh hãi được. Chẳng lẽ bọn hắn đồng quy vô tận? Tiếu Thiên Tà khép hờ hai mắt, bởi vì lúc này Tiêu Phàm cũng chưa có động tĩnh gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn vung tay lên, một luồng sức mạnh nâng thi thể Tiếu Thiên Long tới bên cạnh hắn. Ngay sau đó, hắn điểm vào mi tâm Tiếu Thiên Long. Thiên Long chiến hồn không nên lãng phí, vừa vặn góp thành Long Phượng Trình Tường. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nói. Lúc này ở bên trong thần cung, một hạt châu màu đen đang lơ lửng, đây chính là tỏa hồn châu, phía dưới hạt châu có một con thiên hoàng to lớn đang bay lượn. Rất hiển nhiên, thiên hoàng này là do trước đó chém giết Thiếu Thiên Hoàng, nuốt linh hồn của nàng, sau đó bước ra thiên hoàng chiến hồn. Một luồng khí tức huyền diệu chậm rãi hiện lên, xung quanh tỏa hồn châu dần ngưng tụ lên một hư ảnh kim lân thiên long. Xem ra tỏa hồn châu so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm thầm nghĩ, nếu như trước kia hắn còn tin tưởng tỏa hồn châu là do Tu La Điện chủ sáng tạo ra thì bây giờ hắn lại không nghĩ như thế nữa. Tỏa hồn châu là đồ vật có thể chuyển rời chiến hồn, mà chiến hồn chính là đặc thù linh hồn thiên phú của tu sĩ chiến hồn đại lục. Vậy chẳng phải là tỏa hồn châu có thể chuyển rời linh hồn thiên phú của con người hay sao? Tiêu Phàm cũng không biết tỏa hồn châu là thần binh cấp bậc gì, nhưng nó so với pháp bảo bình thường chắc chắn chân quý hơn nhiều. Chỉ một lát sau, chiến hồn của Tiếu Thiên Long đã bị rút ra không còn gì, thân thể khô quắt lại, Tiêu Phàm buông tay. Thi thể của hắn lại một lần nữa từ hư không rơi xuống. Ngươi vậy mà giết chết Tam Vương Tử rồi. Ánh mắt đám thuộc hạ của Tiếu Thiên Long nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Bên này rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này đều quên cả đuổi giết Nhạc Nhân Tộc, đứng tại chỗ thất thần. Mấy người Nhạc Nhất Sơn và Nhạc Thạch ở nơi xa cũng kinh hãi vô cùng, bọn họ biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ hắn lại biến thái như vậy. Trong những vương tử và công chúa của Thương Sinh Thần Quốc, thực lực của Tiếu Thiên Long nằm trong ba người đứng đầu, bây giờ lại dễ dàng bị giết chết như thế. Bát Vương Tử, xin người hãy báo thù cho Tam Vương Tử. Một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đứng đối diện với Tiêu Phàm nhìn về nơi xa quát to. Bọn hắn mặc dù đã bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, nhưng dựa theo sắp xếp trước đó, chủ tử Tiếu Thiên Long của bọn hắn đã chết, bọn hắn không thể biểu hiện như không có việc gì được. Dù sao Tiếu Thiên Long bị giết chết, bọn hắn phải chịu trách nhiệm rất lớn. Ta cũng rất muốn thay hắn báo thù, nhưng bốn người các ngươi còn thêm cả Lão Tam, hợp lực lại cũng không phải đối thủ của hắn, các ngươi cảm thấy ta có thể giết chết hắn sao? Tiếu Thiên Tà bình tĩnh hỏi lại. Lời này của hắn vô cùng thẳng thắn khiến đám người không thể phản bác. Thực lực của Tiếu Thiên Long được công nhận là mạnh hơn Tiếu Thiên Tà, Tiếu Thiên Long đều đã chết, Tiếu Thiên Tà đi lên thì có ích lợi gì đâu. Cút, Tiêu Phàm lạnh lùng liếc tứ đại chiến thần cảnh cường giả một cái, ánh mặt tràn ngập sát khí nói. Bốn người sợ hãi lùi lại mấy bước,
một người trong đó cắn răng nói, chỉ cần ngươi không đi khỏi Cổ Hoang Sơn Mạch, thần chủ nhất định sẽ báo thù cho Tam Vương Tử. Chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt, bốn người không chút do dự bay về nơi xa, những tu sĩ khác đi theo Tiếu Thiên Long đến đây, thấy thế nào dám lưu ở nơi đây. Tiếu Thiên Long đã bị giết chết, bọn hắn lưu lại tuyệt đối sống không được bao lâu. Sau một lát, trừ Tiêu Phàm cùng người của Nhạc Nhân tộc, chỉ còn lại Tiếu Thiên Tà và thuộc hạ của hắn là chưa rời đi. Ngươi còn không đi, lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu lại. Tiếu Thiên Tà khiến Tiêu Phàm cảm thấy một cảm giác quái dị, dựa theo lẽ thường mà nói, Tiếu Thiên Tà làm huynh đệ nên báo thù cho Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long mới đúng. Nhưng hắn chẳng những không làm, ngược lại thần sắc cũng không có bất cứ biến hóa gì, tựa như cái chết của Tiếu Thiên Long và Tiếu Thiên Hoàng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Huynh đệ của mình chết mà hắn thờ ơ như vậy, đối với hắn, Tiêu Phàm không có chút hảo cảm nào. Tiếu Thiên Tà cứ lẳng lặng đứng ở đó, không có để ý tới, cũng không rời đi, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha, Tiêu Phàm, người vậy mà lại ở đây. Đúng lúc này, tiếng cười điên cuồng từ đằng xa truyền đến. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, năm bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận, một luồng khí tức điên cuồng cuốn tới, xuất hiện một trận mưa to gió lớn giữa thiên địa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thấy Chiến Thiên Hạ cùng Ngũ Đại Cường Giả đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm giống như nhìn sâu kiến, ngạo mạn vô cùng. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, bây giờ hắn đã đột phá bát biến chiến thần, cho dù phải đối mặt với năm chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ hãi. Một thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt kiếm la đã xuất hiện bên người Tiêu Phàm, bây giờ kiếm la đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần hai người hợp lực thì khả năng không phải nhóm người Chiến Thiên Hạ giết chết hai người, mà là hai người họ giết bọn hắn. Ở nơi này còn có thể gặp được ngươi, xem ra hôm nay ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn đây. Chiến Thiên Hạ, hắn quả nhiên là mệnh kiếp của ngươi, không nghĩ tới đi đến nơi này còn đụng phải hắn, có điều ngươi yên tâm, lần này, chúng ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Mấy người nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, trong lời nói tràn ngập vẻ khinh thường, ngược lại, Chiến Thiên Hạ đứng ở một bên vẫn trầm mặc không nói. Nếu như ở đây gặp được Tiêu Phàm, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, Tiêu Phàm chính là mệnh kiếp của hắn, cho dù Tiêu Phàm không giết hắn, hắn cũng sẽ vì Tiêu Phàm mà chết. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại cảm giác thấy một loại nguy hiểm, nếu lưu ở chỗ này, bản thân hắn có thể sẽ gặp phiền phức. Chiến Thiên Hạ, không phải ngươi sợ rồi chứ? Một lão giả áo bào đen thấy Chiến Thiên Hạ trầm mặc, lập tức châm chọc nói. Sợ, ta làm sao có thể sợ, còn mời các vị hợp lực với ta cùng giết hắn. Chiến Thiên Hạ lập tức lên giọng nói. Đương nhiên, năm người chúng ta cùng tiến lên là đã quá coi trọng hắn rồi. Lão giả mặc áo bào đen kiêu ngạo gật đầu. Nói xong chưa, một giọng nói hờ hững vang lên, Tiêu Phàm chờ mãi không thấy bên kia động thủ, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Phàm thản nhiên nhìn mấy người, chậm rãi bay về phía không trung, trong tay cầm đồ thần đao, giống như một tên sát thần, sát khí quanh thân cuồn cuộn. Đám người đứng xem đều dùng ánh mắt quái dị nhìn năm người Chiến Thiên Hạ, những người này chẳng lẽ đều là những tên không sợ chết sao? Vừa nãy Tiêu Phàm cũng cùng nhóm người Tiếu Thiên Long Ngũ Đại Cường Giả chiến thần cảnh đỉnh phong đánh một trận, hơn nữa còn giết chết Tiếu Thiên Long, dọa cho Tứ Đại Cường Giả phải rời đi. Năm người này chẳng lẽ còn mạnh hơn so với năm người Tiếu Thiên Long? Nhóm người Chiến Thiên Hạ tự nhiên sẽ không quan tâm ánh mắt của đám người, dưới mắt bọn hắn, đám người này căn bản không xứng để bọn hắn coi trọng. Hừ, Tiêu Phàm, đã sớm biết ngươi ngông cuồng, ngươi có gì ngôn gì muốn lưu lại không? Lão giả mặc áo bào đen đối mặt với khí thế của Tiêu Phàm, chẳng những không e ngại gì, ngược lại chủ động tiến lên. Đám người kinh ngạc nhìn lão giả áo bào đen, trong lòng có người tự hỏi, chẳng lẽ lão đầu này rất cường đại lại dám đơn đấu với Tiêu Phàm. Cũng khó trách lão giả áo bào đen khinh thường như thế, bọn hắn có năm chiến thần cảnh đỉnh phong, thực lực dưới thiên thần, tựa như không có ai có thể là đối thủ của bọn hắn. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm, bọn hắn đều không thể giết chết, đó mới là kỳ lạ. Hắn vẫn thường nghe nói thực lực Tiêu Phàm rất mạnh, rất quỷ dị, nhưng nghe nói cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hắn tu luyện tới giờ còn chưa thấy qua nhân vật biến thái nào. Ta muốn dùng ngươi tế đao, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Trong nháy mắt Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện,
đã ở trước người lão giả mặc áo bào đen, đồ thần đao trong tay hắn bắn ra đao mang mấy chục trượng, giống như cực quang. Hắn xuất thủ mạnh mẽ vô tình, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Lão giả áo bào đen kia kinh hãi, tốc độ của Tiêu Phàm quá là đáng sợ, dù hắn là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không thể nhanh như Tiêu Phàm. Lão giả mặc áo bào đen nhanh chóng lùi về phía sau, hắn chỉ thấy khóe miệng Tiêu Phàm kéo ra một vòng cung, con người đen kịt lộ ra u lãnh vô tận. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ lui lại sao có thể nhanh bằng Tiêu Phàm. Chỉ nghe phụt một tiếng, đao khí trực tiếp xuyên thủng lồng ngực lão giả áo bào đen, trực tiếp xẻ rách ngực của hắn. Hóa ra chỉ là một tên ngốc, khi nãy còn phách lối như vậy. Dọa tiểu gia nhảy dựng, ta còn tưởng rằng hắn chính là thiên thần trong truyền thuyết chứ. Ta còn nghĩ là hắn rất lớn mạnh đấy, vậy mà bị một đao giết trong chớp mắt. Lão già này hồ đồ sao? Lão già này không biết lấy dũng khí từ đâu, chẳng lẽ hắn không biết khi nãy Tiêu Phàm nháy mắt liền giết chết hai chiến thần cảnh đỉnh phong sao? Tu sĩ bốn phía đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ, bắt đầu không kiêng nể gì mà nhao nhao nghị luận lên. Phụt, lão giả mặc áo bào đen phun ra mấy ngụm máu tươi, một là do thực sự bị thương, thứ hai là bị lời nói của những người này chọc giận. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, thực lực cường đại của Tiêu Phàm đã vượt qua dự liệu của hắn. Bây giờ hắn đã rõ, tại sao chiến thiên hạ lại sợ hãi Tiêu Phàm như vậy, thực lực bậc này so bọn hắn nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Ta đã nói không thể khinh thường Tiêu Phàm, đáng tiếc các ngươi không tin. Bây giờ phải chịu thiệt thòi rồi thấy chưa? Chiến thiên hạ cười lạnh. Hắn đã nhiều lần ăn thiệt thòi trên tay Tiêu Phàm, bây giờ nhìn những cường giả khác của chiến thần điện không chiếm được chỗ tốt nào từ Tiêu Phàm, trong lòng hắn lại sảng khoái vô cùng. Sắc mặt ba người kia khó coi tới cực điểm, trong lòng bọn hắn thầm cảm thấy may mắn khi nãy xuất thủ không phải bọn hắn, bằng không hiện tại gặp thảm trạng kia chính là bọn hắn rồi. Mọi người cùng tiến lên, mấy người rất nhanh lấy lại tinh thần, hiện tại không phải lúc xem kịch. Nếu như lão giả áo bào đen chết, bốn người bọn hắn chưa chắc là đối thủ của Tiêu Phàm. Giết, chiến thiên hạ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn là người muốn giết chết Tiêu Phàm nhất, bởi vì mệnh kiếp tồn tại, hắn cùng với Tiêu Phàm chắc chắn là không chết không thôi. Một đám tự tìm đường chết Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn, đồ thần đao trong tay khẽ vẩy một cái, sóng đao nở rộ, con người lão giả áo bào đen co rụt vào, đao mang trực tiếp phá hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Khi nãy Tiêu Phàm không thật sự động sát tâm, bằng không bốn cường giả chiến thần cảnh bên người Tiếu Thiên Long đã chết đến không thể chết thêm. Nhưng với chiến thiên hạ cùng tu sĩ chiến thần điện, Tiêu Phàm sẽ không thủ hạ lưu tình, không đơn giản vì bọn hắn đã bị chiến luân hồi khống chế, mà còn vì bọn hắn lúc nào cũng muốn giết chết mình, vậy nên Tiêu Phàm nhất định không thể tha cho bọn hắn được. Quan hệ giữa Tiêu Phàm cùng chiến thần điện chỉ có thể là địch nhân, không thể trở thành bạn. Gào. Tiêu Phàm vận chuyển thần long huyết mạch, ngửa mặt lên trời giống to, sau lưng hiện lên một con huyết thần long to lớn, thần long gào thét, động thiên địa, uy lực kinh thiên. Chiến thiên hạ đang phóng tới Tiêu Phàm thấy vậy, con người lóe lên một tia kinh hoàng, tam đại chiến thần cảnh đỉnh phong ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này bọn hắn mới phát hiện đã quá khinh thường Tiêu Phàm, mà bản thân bọn hắn cũng quá tự phụ. Chỉ chớp nhoáng. Bọn hắn phát hiện thân thể vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Lục thần thất thức, Tiêu Phàm lại chém ra một đao, đao khí cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ bốn người ra sức giãy giụa, mất rất nhiều sức lực mới có thể cử động, nhưng huyết nhục trên người đã bắt đầu bị đao khí cắt đứt. A tiếng kêu đến tê tâm liệt phế, thảm thiết vô cùng vang lên. Lúc này bọn hắn không còn chút ý muốn chiến đấu nào, xoay người muốn bỏ chạy về nơi xa. Bởi vì cái chết của lão giả áo bào đen trước đó, Tiêu Phàm đã gieo vào lòng bọn hắn một nỗi sợ hãi mơ hồ. Phụt một tiếng, Tiêu Phàm lật tay chém một đao, một cánh tay chiến thiên hạ bay ra, sau đó nổ tung, hóa thành một mảnh máu tươi nhuộm đỏ hư không. Không để chiến thiên hạ lấy lại tinh thần, đồ thần đao trong tay Tiêu Phàm đã đặt trên cổ chiến thiên hạ. Ba kẻ còn lại đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, quay người muốn rời đi. Kẻ nào dám trốn? Kẻ đó sẽ chết, giọng nói Tiêu Phàm bá đạo vang lên. Ba người kia như bị định thân, hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn vênh váo chạy tới muốn giết Tiêu Phàm, nhưng vạn lần không ngờ lại có kết quả này. Tiêu Phàm,
tha cho ta. Chiến Thiên Hạ sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, run rẩy lên tiếng cầu xin. Quỳ xuống nói chuyện, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, vung tay phi một cây châm vào trong thân thể Chiến Thiên Hạ, trực tiếp phong ấn biển thần lực của hắn, sau đó rút đồ thần đao về, một cước đạp Chiến Thiên Hạ về phía mặt đất. Dầm một tiếng, thân thể Chiến Thiên Hạ bị đập mạnh vào mặt đất, giấy lên vô số bụi bặm. Trên mặt đất, sau khi bụi bặm tán đi làm lộ ra thân ảnh Chiến Thiên Hạ chật vật vô cùng, hắn vậy mà thực sự quỳ gối trong đống phế tích, đầu không dám ngẩng lên. Ba tu sĩ Chiến Thần Điện kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, đúng lúc này, thân hình Tiêu Phàm tiếp tục động, một lần nữa lấy ra ba cây kim châm, đánh vào trong thân thể ba người. Sắc mặt ba người đại biến, lúc này phục hồi tinh thần lại, trong lòng hối hận tới cực điểm. Nếu như khi nãy bọn hắn chạy trốn, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng giết chết bọn hắn, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm đã phong ấn tu vi của bọn hắn, nếu như muốn giết bọn hắn, cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Phó Điện Chủ Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nhìn Chiến Thiên Hạ, hắn đột nhiên cảm thấy, giết chết Chiến Thiên Hạ có thể làm bẩn tay mình. Một người không có cốt khí, không đáng để Tiêu Phàm đối phó hắn. Tuy nhiên, Tiêu Phàm không định buông tha cho Chiến Thiên Hạ, hắn ta nhiều lần hãm hại Tiêu Phàm đã mấy lần chịu thua thiệt trên tay hắn. Nếu như không phải mệnh hắn cứng rắn, có lẽ đã sớm chết. Hơn nữa, huyết vô tuyệt chết, ít nhiều cũng có liên quan tới Chiến Thiên Hạ, nếu như không phải hắn ở bên ngoài vọng cổ thiên đô ngăn cản đám người, cũng hủy đi truyền tống trận, nhóm người Tiêu Phàm tuyệt đối có thể thành công thoát khỏi thần kiếp địa. Một khi thoát đi, huyết vô tuyệt cũng không cần chết. Nghĩ vậy, sát ý trên người Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, ánh mắt nhìn về phía Chiến Thiên Hạ cũng biến thành đỏ thắm. Tiêu Điện Chủ, Chiến Thiên Hạ hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, trừ lần ở bên ngoài Nam Vực, đây là lần thứ nhất hắn cảm giác bản thân cách tử vong gần như vậy. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần Chiến Thiên Hạ, một tiếng nói đột nhiên vang lên. Tiêu Điện Chủ, Võ Nhược Phong đột nhiên tiến lên một bước, hít sâu một cái nói. Ngươi muốn cầu xin cho bọn hắn. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc Võ Nhược Phong một cái, Võ Nhược Phong không khỏi lạnh run, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Bản thân hắn cũng chỉ là một tù nhân mà thôi, có tư cách gì cầu xin cho bọn Chiến Thiên Hạ đây. Tiêu Phàm không để ý tới Võ Nhược Phong, ngược lại nhìn về phía Chiến Thiên Hạ nói, đây đã là lần thứ mấy ngươi đến giết ta. Ta, Chiến Thiên Hạ nhất thời không biết nói gì, số lần hắn chặn giết Tiêu Phàm, chính hắn cũng đếm không nổi. Thả ngươi, ngươi hẳn là cũng biết rõ không có khả năng, nhưng ta có thể cho ngươi thoải mái một chút, điều kiện là ngươi trả lời ta vài vấn đề. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đi đến một tảng đá lớn bên cạnh Chiến Thiên Hạ ngồi xuống. Trong mắt Chiến Thiên Hạ cuồng loạn, hắn biết rõ, bản thân hôm nay sẽ phải chết không nghi ngờ. Hít sâu hai hơi, hắn chậm rãi đứng dậy, tựa như đột nhiên nhìn thấu sinh tử, điều này làm cho Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Chiến Thiên Hạ trầm giọng nói, thần sắc vô cùng ảm đạm. Thời điểm khi một người biết rõ bản thân sẽ chết, ánh mắt của hắn tự nhiên sẽ không có bất cứ hào quang gì. Chiến Thiên Hạ chính là loại trạng thái này, bây giờ hắn chỉ muốn Tiêu Phàm có thể cho mình một cái chết thoải mái. Các đời Tu La Điện, đều là phản đồ của Chiến Hồn Đại Lục sao? Tiêu Phàm nhìn chăm chú Chiến Thiên Hạ nói, trong tay hắn lại cầm một ký ức thủy tinh. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ kết quả của vấn đề này, nhưng hắn vẫn muốn nghe Chiến Thiên Hạ chính miệng nói ra, không chỉ là để bản thân nghe được, cũng là muốn để Võ Nhược Phong cùng người của Chiến Thần Điện nghe được. Hắn tin tưởng, Chiến Thiên Hạ thân làm phó điện chủ của Chiến Thần Điện, chắc chắn biết rõ không ít bí mật mà người khác không biết. Không phải, Chiến Thiên Hạ cắn răng nói. Nghe hắn nói thế, thần sắc của Võ Nhược Phong đang đứng cách đó không xa khẽ biến. Gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Thiên Hạ, vẻ mặt lộ rõ vẻ không thể tin. Còn Chiến Thần Điện thì sao? Chiến Luân Hồi vì sao muốn ứng phó Tu La Điện? Tiêu Phàm lại hỏi. Tu sĩ Chiến Thần Điện cũng không phản bội Chiến Hồn Đại Lục, chỉ là Chiến Luân Hồi phản bội mà thôi. Hắn cùng với Tiếu Thương Sinh đang mưu tính cái gì đó, Tu La Điện làm ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn, cho nên phải chết. Thần sắc Chiến Thiên Hạ chậm rãi khôi phục. Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm nghe vậy. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, con người không khỏi nhìn Tiếu Thiên Tà đằng xa một cái. Tiếu Thiên Tà nghe vậy, cũng kinh ngạc không thôi,
bọn hắn rất rõ ràng biết Tiếu Thương Sinh là ai, đây chính là thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc. Tiếu Thương Sinh không phải đang ở thiên địa lao ngục sao? Tại sao lại ở chiến hồn đại lục được? Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, hắn luôn cảm giác, trong này có một bí mật lớn. Bản thể của Tiếu Thương Sinh vẫn ở thần vực của chiến hồn đại lục, còn thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc, chẳng qua chỉ là một linh hồn phân thân của hắn mà thôi. Chiến Thiên Hạ hít sâu một cái nói. Linh hồn phân thân, sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi thành vô cùng âm trầm, khi Chiến Thiên Hạ nói ra tên của Tiếu Thương Sinh, hắn đã đoán được kết quả này. Thì ra là thế, hắn chỉ là một linh hồn phân thân, khó trách hắn muốn tìm kiếm nhục thể thích hợp với hắn. Con người Tiếu Thiên Tà bỗng nhiên co rụt lại, dường như là đã nhìn thấy hy vọng. Một vấn đề cuối cùng, kế hoạch của Chiến Luân Hồi và Tiếu Thương Sinh là cái gì? Tiêu Phàm cưỡng ép để bản thân bình tĩnh lại. Chiến Thiên Hạ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, trong miệng hắn đột nhiên chảy ra từng tia máu tươi, con mắt cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, thậm chí có huyết lệ chảy ra. Gương mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, trán nổi gân xanh, cả người giống như là muốn phát điên. Tiêu Phàm thấy thế, biến sắc, một tia sáng trong nháy mắt bắn ra, xông thẳng vào bên trong não hải của Chiến Thiên Hạ. Hắn sao mà không biết, có người muốn âm thầm đưa Chiến Thiên Hạ vào chỗ chết. Trong não hải của Chiến Thiên Hạ, linh hồn của hắn bị một đoàn ánh sáng màu vàng kim gắt gao áp chế, bên trên mệnh cách xuất hiện từng đạo vết rách. Điện, điện chủ, tha mạng, Chiến Thiên Hạ kêu to. Rất hiển nhiên, đoàn ánh sáng màu vàng kim kia là cấm chế Chiến Luân Hồi lưu lại trong đầu Chiến Thiên Hạ, chỉ cần Chiến Thiên Hạ nói ra một ít bí mật của Chiến Luân Hồi sẽ triệt để gạt bỏ hắn. Kẻ phản bội, chết! Một tiếng quát như sấm phát ra từ bên trong đoàn ánh sáng màu vàng kim kia truyền ra, đoàn ánh sáng màu vàng kim càng thêm phát sáng. Diệt thần, cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, lại thấy một đạo hình kiếm quang mang gào thét đi tới, nổi giận chém về phía đoàn ánh sáng màu vàng kim kia. Tiêu Phàm, cứu ta, cứu ta! Chiến Thiên Hạ tựa như lại nhìn thấy hy vọng, ngữ khí đều có chút run rẩy. Ầm một tiếng, kiếm mang của Tiêu Phàm chém lên trên kim sắc quang mang, nhưng lại bị một cái lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới linh hồn lực của Chiến Luân Hồi cũng bá đạo như thế, đoàn ánh sáng bao phủ này thật đúng là không phải cường đại ở mức bình thường. Người của chính mình cũng giết, Chiến Luân Hồi, người thật đúng là không phải vô tình một cách bình thường. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ một lần nữa. Linh hồn của hắn trong nháy mắt biến hóa, biến thành bộ dáng của thí thần thú, mở ra cái miệng đỏ lòm như máu, cắn thẳng đến đoàn ánh sáng màu vàng kim. Đây là linh hồn thiên phú của Tiêu Phàm, bản thân hắn có thể hóa thành bộ dáng của thí thần thú, cũng có thể thi triển năng lực của nó, chỉ là Tiêu Phàm rất ít khi thi triển mà thôi. Một thoáng thời gian sau, chỉ thấy đoàn kim sắc lưu quang kia nhanh chóng tan ra, hóa thành từng đạo quang điện bay về phía trong miệng Tiêu Phàm. Hừ, bên trong đoàn ánh sáng màu vàng kim truyền ra một tiếng hừ lạnh, quang mang bỗng sáng tỏ vô cùng, giống như một vòng mặt trời màu vàng kim nhỏ. Lách cách từng tiếng nổ vang, âm thanh tan nát của mệnh cách của Chiến Thiên Hạ vang lên, linh hồn hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt đại biến, dùng hết toàn lực cắn nuốt đoàn ánh sáng màu vàng kim kia, ngay thời khắc hắn cắn nuốt đoàn ánh sáng màu vàng kim, Chiến Thiên Hạ cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chiến Thiên Hạ, Tiêu Phàm lần nữa biến lại thành bản thể, hai tay bưng lấy một đạo quang mang cực kỳ suy yếu, đó là linh hồn của Chiến Thiên Hạ. Giờ phút này, Chiến Thiên Hạ đã hết cách xoay chuyển, chưa nói tới linh hồn của hắn bị vỡ nát, mệnh cách cũng sắp bị tan nát. Tiêu Phàm, Chiến Thiên Hạ truyền đến một đạo ý niệm, giọng nói hết sức yếu ớt, tựa như đã dùng hết lượng toàn thân của hắn. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng âm trầm. Linh hồn lực liên tục đưa vào bên trong linh hồn của Chiến Thiên Hạ, thay hắn ổn định cuối cùng một tia không tiêu tan. Ta đã sớm biết rõ bản thân sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy. Chiến Thiên Hạ khôi phục không ít, miễn cưỡng lộ ra một tia buồn bã nụ cười, giờ khắc này, hắn thực sự đã nhìn thấu sinh tử. Tiêu Phàm không nói gì, lặng lặng nghe, hắn xác thực không nghĩ tới buông tha cho Chiến Thiên Hạ. Chỉ là không nghĩ tới Chiến Luân Hồi ra tay so với hắn nhanh hơn một bước. Tiêu Phàm, xem ra ngươi thực sự là mệnh kiếp của ta. Chiến Thiên Hạ lấy hết toàn bộ lực nói,
người muốn biết rõ kế hoạch của Chiến Luân Hồi cùng Tiếu Thương Sinh, bên trong hồn giới của ta có một miếng ngọc phù, trong đó có tất cả những thứ người muốn biết rõ, coi như là để chuộc tội cho tội nghiệt trong dĩ vãng của ta. Nói xong câu này, một tia linh hồn cuối cùng của Chiến Thiên Hạ cũng hóa thành vô số quang vũ tiêu tán ra. Tiêu Phàm cau mày một cái, hít sâu, trong nháy mắt rời khỏi không gian ý thức của Chiến Thiên Hạ. Tiêu Phàm nhìn thi thể của Chiến Thiên Hạ, chăm chú nhìn hồn giới trong tay hắn, hít sâu một hơi, lát sau mới hồi phục tinh thần. Hắn thực sự muốn giết chết Chiến Thiên Hạ, nhưng hắn không ngờ, bản thân chưa kịp giết chết Chiến Thiên Hạ đã bị Chiến Luân Hồi giết chết rồi. Nhưng nếu như không phải hắn buộc Chiến Thiên Hạ nói ra kế hoạch của Chiến Luân Hồi cùng Tiếu Thương Sinh, Chiến Thiên Hạ cũng sẽ không kích phát ấn ký của Chiến Luân Hồi lưu lại bên trong không gian ý thức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chiến Thiên Hạ cũng chết vì Tiêu Phàm, đây cũng là chỗ đáng sợ của mệnh kiếp. Tiêu Phàm, người thực sự giết hắn rồi. Nhìn thấy thân thể của Chiến Thiên Hạ không còn chút sinh cơ, Võ Nhược Phong lập tức hét lớn. Tiêu Phàm nhìn Võ Nhược Phong, căn bản không muốn giải thích gì với hắn, bởi vì giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại truyền âm cho Kiếm La nói, Kiếm La, thu hồi thi thể của hắn lại, chờ trở lại Chiến Hồn Đại Lục, lại tìm một khu phong thủy bảo địa hậu táng. Vâng, công tử, mặc dù Kiếm La không biết vì sao Tiêu Phàm lại muốn hậu đãi Chiến Thiên Hạ như thế. Nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm làm như thế, chắc chắn có lý do, về phần lý do gì thì hắn không biết. Hắn cũng chỉ cho rằng Tiêu Phàm coi Chiến Thiên Hạ thành một đối thủ chân chính, chứ không biết, bởi vì Chiến Thiên Hạ nói chuyện mà Tiêu Phàm muốn biết cho hắn. Sắc mặt của Võ Nhược Phong khó coi vô cùng, nhưng không tiện phát tác, Chiến Thiên Hạ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, hắn có tư cách gì đây? Ba người các ngươi, thả mệnh cách của các ngươi ra. Tiêu Phàm đi đến trước mặt của ba tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong khác, ngữ khí lạnh như băng nói. Mấy người nào dám do dự, tại mi tâm ba người, đột nhiên hiện lên một đoàn ánh sáng thực chất hóa, đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, mệnh cách bọn hắn đã bắt đầu phát sinh chất biến. Tiêu Phàm dẫn ra thí thần thú, rót linh hồn lực vào bên trong mệnh cách của ba người, Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, đưa tay chém ra một đao, hai lão giả trong đó bị Tiêu Phàm chém chết. Chuyện này dọa cho tên còn lại phát sợ. May mắn là, Tiêu Phàm cũng không giết chết hắn, thu hồi đồ thần đao, liền quay người rời đi. Tiêu điện chủ, Võ Nhược Phong thấy thế, thần sắc âm lãnh nói, mặc dù bọn hắn có sai, nhưng bọn hắn đã chịu thua, người không nên lạm sát kẻ vô tội như thế. Thời điểm bọn hắn giết ta sao không thấy người nói là lạm sát kẻ vô tội? Tiêu Phàm hứng hờ đáp lại, hắn lời giải thích với Võ Nhược Phong. Mệnh cách của hai người kia đã sớm không phải của bản thân họ. Người như vậy, sớm muộn đều sẽ biến thành con rối bị Chiến Luân Hồi khống chế, giữ lại bọn hắn làm cái gì? Từ bên trong ngọc phù mà Chiến Thiên Hạ lưu lại, Tiêu Phàm đã biết được kế hoạch của Chiến Luân Hồi và Tiếu Thương Sinh, cũng biết rõ tại sao Chiến Thần Điện muốn dồn Tu La Điện vào chỗ chết. Nguyên nhân này, cũng có liên quan tới Tiêu Thần Võ và Dạ Cửu U. Võ Nhược Phong không biết nói gì. Cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, mà là những ngày qua đi theo Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm không phải người như vậy. Bằng không nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ cứu Nhạc Nhân tộc không có liên quan. Người đi theo ta, Tiêu Phàm quét mắt qua tên tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong còn lại kia một cái, ngữ khí không cho phép từ chối nói, dứt lời, Tiêu Phàm đi đến phía đám người Nhạc Nhất Sơn. Công tử giết chết người, đều là người đáng chết. Hắn không cần thiết giải thích nguyên nhân với ngươi mà thôi, nếu như giải thích có tác dụng, Chiến Thần Điện đã không đối phó Tu La Điện. Lúc này, bên tai Võ Nhược Phong đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chỉ thấy Kiếm La chậm rãi đi tới, nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Có lẽ thực sự là ta sai. Võ Nhược Phong cay đắng cười một tiếng, hắn hồi tưởng lại trước đó mình bị Nhạc Nhân tộc hiểu lầm một màn, bản thân lo lắng thời điểm. Tiêu Phàm không phải là một mặt đạm nhiên sao? Có một số việc, giải thích sẽ không có ý nghĩa, cũng không giải thích được. Cùng công tử đánh cược, người đã thua, Kiếm La thản nhiên nói, sau đó đi về phía Tiêu Phàm. Ta thua sao? Vẻ mặt Võ Nhược Phong mờ mịt, hắn không biết bản thân có phải đã thua hay không, nhưng tâm tính của hắn lại đang từ từ thay đổi. Nơi xa, đám người Thiếu Thiên Tà vẫn bình tĩnh đứng ở đó, cũng không có ý động thủ. Bát Phương Tử, chúng ta bây giờ phải làm thế nào?
một thuộc hạ của Tiếu Thiên Tà thử hỏi. Giải tán, Tiếu Thiên Tà thở dài một hơi, hôm nay không có khả năng giết được Nhạc Nhân tộc, hắn cũng không nghĩ sẽ giết Nhạc Nhân tộc nữa. Vâng, đám người cung kính gật gật đầu, sau đó một đám tu sĩ cùng hồn thú không chút do dự rời đi. Tiếu Thiên Tà nhìn Tiêu Phàm vài lần, cũng quay người rời đi, thần sắc hắn hết sức phức tạp, không biết đang xoắn suýt cái gì. Tiêu huynh đệ, đa tạ ngươi. Nhạc Nhất Sơn nhìn Tiêu Phàm, cảm kích nói. Tiêu Phàm chém giết Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long, đã triệt để đắc tội Thương Sinh Thần Quốc, sau đó phải đối mặt chính là sự truy sát không ngừng của Thương Sinh Thần Quốc. Không cần, việc đã đồng ý với ngươi, Tiêu Mỗ tự nhiên làm được. Tiêu Phàm lắc đầu nói, nhưng, muốn mang theo bộ tộc của ngươi rời đi, cũng không phải dễ dàng. Nếu như hình thể các ngươi có thể thu nhỏ một chút, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm cũng xấu hổ, một Nhạc Nhân tộc mới sinh đã cao đến mấy chục trượng, chớ nói chi là Nhạc Nhân tộc trưởng thành. Hơn 100 Nhạc Nhân tộc nếu cùng động, có lẽ đều đất rung núi chuyển, chí ít không thể từ trên mặt đất đi. Về phần trên trời, Tiêu Phàm trước đó ngược lại đã lấy được một chiếc thần châu, thế nhưng là thần châu to lớn nhất cũng chỉ có mấy trăm trượng, chứa được một tên tu sĩ Nhạc Nhân tộc đã là vô cùng gian nan, sao có thể tiếp nhận hơn 100 người đây? Do đó, chỉ có thể hành tẩu từ sâu trong lòng đất, dù sao Nhạc Nhân tộc đều có năng lực độn thổ. Mà Tiêu Phàm, ở phương diện trận pháp cũng có nghiên cứu, đến thời điểm chỉ cần tạo ra một sơ hở ở trận pháp vây quanh cổ hoang sơn mạch, Nhạc Nhân tộc sẽ có thể tùy tiện rời đi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không muốn phiền toái như vậy, nếu như Nhạc Nhân tộc có thể có biện pháp thu nhỏ, vậy mang theo Nhạc Nhân tộc rời đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên mặt đất hình thể của chúng ta không cách nào thu nhỏ. Nhạc Nhất Sơn cười khổ lắc đầu nói. Lúc này, Nhạc Thạch đi tới, nghe được lời Tiêu Phàm nói, hắn há miệng muốn nói, nhưng lại giống như đang kiêng kỵ cái gì. Vậy các ngươi từ lòng đất theo sau lưng chúng ta, đến lúc đó nghĩ cách phá vỡ trận pháp. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hiện tại tạm thời chỉ có cách này. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm vung tay lên, một chiếc thần châu xuất hiện trên đỉnh đầu đám người. Mấy người Tiêu Phàm chuẩn bị bay lên thần châu. Tiêu tiểu huynh đệ, đột nhiên, Nhạc Thạch mở miệng kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Nhạc Thạch, nếu như các ngươi không muốn rời đi, hoặc là không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào. Không phải, chúng ta rất tình nguyện rời đi, cũng tin tưởng ngươi. Nhạc Thạch liền vội vàng lắc đầu, giọng nói hùng hậu quanh quẩn tại hư không. Ta muốn hỏi Tiêu huynh đệ, có thể giúp chúng ta một chuyện hay không? Tiêu Phàm cau mày một cái, mấy người Kiếm La cũng lộ ra một tia không thích, mang theo tộc nhân các ngươi rời đi đã là hết lòng rồi, các ngươi làm sao lại còn muốn được voi đòi tiên? Nếu như Tiêu tiểu huynh đệ có thể giúp ta chuyện này, Nhạc Nhân tộc ta nguyện ý quy thuận ngươi. Nhạc Thạch sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, vội vàng lại nói. Cha, tộc trưởng, Nhạc Nhất Sơn cùng những tộc nhân Nhạc Nhân tộc khác vội vàng lo lắng nói. Vô số năm tháng đi qua, Nhạc Nhân tộc bọn hắn nhưng chưa quy thuận ai bao giờ làm sao có thể chịu quy thuận kẻ khác. Tiêu Phàm có vẻ hứng thú, kinh ngạc nhìn Nhạc Thạch, Nhạc Nhân tộc có lẽ không phải rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm lại rất để ý đến năng lực của bọn hắn. Nếu như có thể để cho bọn hắn tiến vào tiểu thiên địa của bản thân, tiểu thiên địa phát triển nhất định sẽ nhanh hơn không ít. Chỉ là, Nhạc Nhân tộc bị nguyền rủa, bọn hắn là không có khả năng rời khỏi thế giới này. Coi như đồng ý, Nhạc Nhân tộc cũng không nhất định có thể đi theo hắn. Muốn ta hỗ trợ cái gì, nói trước một chút, Tiêu Phàm vẫn là không lập tức từ chối thỉnh cầu của Nhạc Thạch, ngược lại hỏi. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không quan tâm tới Nhạc Nhân tộc có thể thần phục với mình hay không, bởi vì chỉ cần hắn có thể mang theo Nhạc Nhân tộc rời đi, Nhạc Nhất Sơn sẽ đáp ứng làm nô bộc của hắn. Mà đối với Tiêu Phàm, một Nhạc Nhân tộc đã đủ để tiểu thiên địa phát triển, hơn nữa. Tiểu thiên địa đoán chừng cũng không cần đến bọn hắn. Nhìn Tiêu Phàm mở miệng, Nhạc Thạch cực kỳ kích động, thực lực của Tiêu Phàm đã rõ như ban ngày, nếu như Tiêu Phàm có thể đáp ứng, Nhạc Nhân tộc có lẽ sẽ không bị giới hạn ở nơi này nữa. Sắp xếp suy nghĩ một lần, Nhạc Thạch nói ra, Tiêu tiểu huynh đệ có biết nguyên nhân tại sao Nhạc Nhân tộc chúng ta không cách nào hóa hình không? Là bởi vì nguyền rủa. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Trước đó hắn muốn đưa Nhạc Nhất Sơn vào bên trong tiểu thiên địa, đáng tiếc hắn không thể làm được, Nhạc Nhất Sơn cũng đã nói với hắn việc này. Ngươi biết rõ, Nhạc Thạch vô cùng kinh ngạc,
Ngươi nói không sai, nhạc nhân tộc chúng ta không thể hóa hình, là vì mộ chủ của cổ mộ nguyền rủa chúng ta. Mộ chủ của cổ mộ, Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, mộ chủ không phải đã sớm rồi chết sao? Có ít người cho dù đã chết, hắn cũng có thể ảnh hưởng đến người khác. Nhạc Thạch thở dài một hơi, năm đó mộ chủ đi tới chiến hồn đại lục, phong ấn mảnh cổ địa này, biến nó thành thiên địa lao ngục, cũng tự chôn mình ở trong đó. Tự chôn, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Không sai, năm đó mặc dù mộ chủ bị trọng thương, nhưng tính mệnh cũng chưa đến điểm cuối cùng, mộ chủ bắt tiên tổ của chúng ta, để tiên tổ thay hắn tạo một chỗ phong thủy bảo địa. Nhạc Thạch tựa như lâm vào trong hồi ức cổ xưa. Ngừng lại một chút lại nói, tiên tổ của ta bất đắc dĩ, dựa theo yêu cầu của mộ chủ, tạo nên một tòa cổ mộ mạnh nhất, dù là thiên thần cường giả, cũng đừng hòng trộm được mộ của hắn. Về sau, mộ chủ lại để cho tiên tổ thay hắn trông coi mộ địa. Hơn nữa bắt ép tiên tổ thề, nếu không thể thủ hộ mộ địa, cổ nhạc tộc sẽ bị diệt vong. Về sau quả thật có người xâm nhập cổ mộ, lão tổ cũng bị người giết chết, từ đó về sau, huyết mạch của cổ nhạc tộc càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng thực sự biến mất, biến thành nhạc nhân tộc. Bởi vì sự tồn tại của lời thề cùng lời nguyền kia, chúng ta không có cách nào hóa hình, cũng không có cách nào rời khỏi giới này, chỉ có thể bị người chém giết. Nói đến đây, Nhạc Thạch thở dài một hơi. Năm đó cổ nhạc tộc là bá chủ một phương cổ mộ, đáng tiếc theo thời gian trôi qua, cổ nhạc tộc cũng bị đẩy ra khỏi võ đài lịch sử. Chuyện này luôn là nỗi đau trong lòng nhạc nhân tộc, huyết mạch cổ nhạc tộc kiêu ngạo của bọn hắn, cũng không còn cách nào khôi phục. Ý ngươi là muốn để cho ta thay các ngươi giải trừ lời nguyền. Tiêu Phàm hiểu rõ ý tứ của Nhạc Thạch, chỉ là muốn giải trừ lời nguyền cho bộ tộc này, không phải dễ dàng như vậy. Đúng, Nhạc Thạch trịnh trọng gật đầu. Ngươi tin tưởng ta có thể làm được sao? Nhạc tộc trưởng cũng đánh giá ta quá cao rồi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Chưa nói tới hắn mới tiến vào thiên địa lao ngục, thời gian ở đây cũng chưa quá dài, coi như hắn dành nhiều hơn thời gian ở chỗ này, cũng không có năng lực này. Mộ chủ cổ mộ, đó là tồn tại bậc nào, chính là Tu La Vương trong truyền thuyết, Tiêu Phàm đến thiên Tu La cũng không phải, làm sao có thể phá giải lời nguyền của Tu La Vương. Ngài là người kế thừa của Tu La, ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm được. Nhạc Thạch trầm giọng nói. Cũng không phải hắn tin tưởng Tiêu Phàm có thể làm được, mà là qua từng ấy năm tới nay, đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc được với người thừa kế của Tu La Điện, nếu như không nắm được cơ hội này, về sau còn cơ hội hay không cũng không biết. Tiêu Phàm trầm ngâm, tựa như hiểu được ý của Nhạc Thạch, nói, ngươi nói, mấu chốt để phá giải lời nguyền của nhạc nhân tộc các ngươi là ở Tu La Điện. Không sai, Nhạc Thạch trịnh trọng gật đầu, nếu như ngài có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta còn có thể tặng bản đồ cùng nội bộ cấu tạo đồ của Tu La Sơn cho ngươi. À, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Nhạc Thạch, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bản đồ địa hình cùng nội bộ cấu tạo đồ của Tu La Sơn, nếu để cho người của Tu La Điện biết rõ trên người Nhạc Thạch có nắm giữ, đoán chừng đã sớm giết tới. Nhất là nội bộ cấu tạo của Tu La Sơn. Đây chính là trực tiếp thông vào chỗ sâu của cổ mộ, có thể đi tới nơi đó, có tỷ lệ rất lớn có thể đạt được truyền thừa của Tu La Vương. Cám dỗ này đối với Tiêu Phàm mà nói không phải là nhỏ, hắn muốn cự tuyệt cũng không thể. Tại sao ngươi lại tìm ta? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn tin tưởng, nếu như hắn đưa nội bộ cấu tạo đồ của Tu La Sơn cho người thừa kế Tu La Điện khác, chắc chắn có rất nhiều người nguyện ý giúp hắn. Dù sao, sau khi lấy được truyền thừa, thì việc giải trừ lời nguyền của nhạc nhân tộc chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay mà thôi. Trước kia ta chưa bao giờ thấy qua người kế thừa Tu La Điện, hơn nữa chúng ta mấy ngàn năm qua một mực bị trận pháp của Thương Sinh Thần Quốc vây khốn, không có cách nào rời khỏi cổ hoang sơn mạch. Nhạc Thạch khổ sở nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn tin tưởng Nhạc Thạch không nói dối, bởi vì nhạc nhân tộc bị vây ở cổ hoang sơn mạch, quả thật đã qua thời gian mấy ngàn năm. Thế nhưng tại sao mấy ngàn năm nhạc nhân tộc không đi vào Tu La Sơn, vì bản thân giải trừ lời nguyền? Một câu tiếp theo của Nhạc Thạch đã để cho Tiêu Phàm thoải mái. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, tộc nhân của chúng ta ngoại trừ tiên tổ, những người khác đều không thể tiến vào Tu La Sơn. Nhạc Thạch bổ sung một câu. Được, ta đồng ý với ngươi. Tiêu Phàm gật đầu nói, Nhạc Thạch cho lợi ích quá lớn, Tiêu Phàm không cách nào cự tuyệt. Hiện tại hắn rất muốn lấy được truyền thừa của Tu La Vương để thực lực của bản thân tiến thêm một bước,
muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Thần Võ, chỉ có khiến tự thân thực lực mạnh lên. Đạt được truyền thừa của Tu La Vương là một đường tắt, đối với Tiêu Phàm mà nói, bây giờ thời gian rất cấp bách, có đường tắt có thể đi, hắn sao có thể từ chối. Đương nhiên, còn một phương diện khác nữa, Tiêu Phàm cũng có chút tâm tư, nếu quả thật có thể giải trừ lời nguyền của nhạc nhân tộc chẳng phải sẽ có thể đi theo bản thân rời khỏi thiên địa lao ngục sao? Kể từ giờ trở đi, nhạc nhân tộc ta đều nghe ngài điều khiển. Nhạc Thạch kích động nói. Đám người Nhạc Nhất Sơn thở dài một hơi, bọn hắn biết rõ, Nhạc Thạch làm như vậy cũng là vì toàn bộ nhạc nhân tộc của bọn hắn mà thôi. Mấy ngàn năm nay, tộc nhân của bọn hắn càng ngày càng ít, nếu như tình trạng này tiếp tục, tương lai tất nhiên khó thoát khỏi kết cục diệt tộc. Nhạc Thạch khẩn cầu Tiêu Phàm, thứ nhất là tìm kiếm trợ giúp của cường giả như Tiêu Phàm, thứ hai cũng muốn để tộc đàn thoát khỏi lời nguyền, trở lên cường thịnh hơn, bọn chúng có lý do gì để ngăn cản đây? Được. Tiêu Phàm gật đầu, quay người bay lên Thần Châu, nhưng vừa chuẩn bị đạp không mà lên, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, ngươi nói mộ chủ để tiên tổ của ngươi thủ hộ Tu La Sơn, vậy vì sao lại còn có thí thần tổ thú? Thí thần đại nhân đã từng do mộ chủ mang tới, nó chính là thủ hộ giả cổ địa của giới này, hơn nữa ta còn biết rõ, ở bên ngoài cổ mộ, còn có nhất mạch thủ hộ giả, bọn hắn nắm giữ quyền lực mở ra thông đạo thông tới thế giới này. Nhạc Thạch không giấu giếm nói. À, còn mộ bia thì sao, phải chăng cũng ở trong tay người thủ mộ? Tiêu Phàm từ việc Nhạc Thạch biết tin tức mà cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn biết rõ mọi chuyện ở bên ngoài thiên địa lao ngục. Chuyện này khiến Tiêu Phàm đối với lời nói của hắn lại tin tưởng thêm mấy phần, nếu như là nói dối, chắc chắn sẽ có sơ hở. Lời nói của Nhạc Thạch không có bất kỳ sơ hở gì, ngược lại cùng tin tức mà Tiêu Phàm biết có chút tương đồng. Từ đó có thể xác minh được, có thể có được những tin tức này thật sự là ngoài ý muốn của Tiêu Phàm. Mộ bia tự nhiên là ở bên ngoài của cổ mộ, hiện tại còn ở trong tay người thủ mộ hay không, ta cũng không rõ ràng, bởi vì đã từng có người xâm nhập vào thế giới này, lừa gạt thí thần đại nhân ra khỏi cổ mộ. Nhạc Thạch lắc đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thí thần lại là bị người lừa gạt ra ngoài. Việc này thật đúng là tin tức ngoài ý muốn. Thí thần là bị ai lừa gạt ra ngoài? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi thốt ra. Khó trách khi thí thần tiến vào thiên địa lao ngục, lại có cảm giác như về đến nhà, hóa ra trước kia hắn thực sự thuộc về nơi này, chỉ là bị người lừa gạt chạy ra khỏi cổ mộ. Điều Tiêu Phàm thắc mắc là, năm đó ai đã lừa gạt thí thần ra khỏi cổ mộ? Là cái tên Tiếu Thương Sinh trộm mộ kia, cũng chính là hắn đánh lén giết chết tiên tổ của chúng ta. Nhạc Thạch hung ác nói, trong giọng nói lộ ra sát khí vô tận. Tiếu Thương Sinh, thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu nhớ kỹ cái tên này. Trong lòng lập tức trầm tiếng nói, không phải chỉ có một mình Tiếu Thương Sinh, thí thần năm đó là bị Dạ Cửu U đánh trọng thương, nói cách khác, Dạ Cửu U cũng có tham dự vào trong đó, thậm chí Dạ Cửu Thiên cũng có tham dự vào trong đó, có thể là ba người bọn hắn hợp lực đánh trọng thương thí thần. Không sai. Chính là dạng người âm hiểm đó. Nhạc Thạch phẫn hận gật đầu, trong mắt như phun ra lửa, nói tiếp, sau đó không biết vì sao, một linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh đột nhiên chạy đến. Có lẽ là chó cắn chó. Tiêu Phàm nói thầm một câu. Trong lòng hắn đã có một phỏng đoán đại khái, đó chính là Tiếu Thương Sinh lén vào thiên địa lao ngục, cũng chính là mảnh cổ mộ này, sau đó đánh lén lão tổ của Nhạc Thạch, cũng đánh chết hắn. Sau đó chọc giận thí thần. Thí thần truy sát Tiếu Thương Sinh rời khỏi cổ mộ, cuối cùng rất có khả năng bị ba người Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh hợp lực vây giết. Lúc đó, kỳ thật cũng không giống như lịch sử đã ghi chép rằng thí thần thú chỉ đại chiến với Dạ Cửu U, đúng hơn là thí thần đại chiến tam đại thiên thần. Đáng tiếc, cụ thể như thế nào tạm thời không có cách nào tìm hiểu được, thí thần không còn là nó trước đây, có rất nhiều ký ức đã sớm bị mất. Một mình đối chiến với tam đại thiên thần. Thí thần thú không địch lại, sau khi trọng thương, ba người kia lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau, Dạ Cửu U bị chém thành tám khối, trấn phong tại các nơi. Mà sau khi Tiếu Thương Sinh chạy trốn, dùng một linh hồn phân thân lừa gạt Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên, chân thân của hắn vẫn lưu tại Chiến Hồn Đại Lục. Đồng thời Dạ Cửu Thiên cũng bị thương thảm trọng, cho nên mới tu luyện âm dương luân hồi quyết, một lần nữa sinh ra một linh hồn mới. Nói chính xác,
Dạ Cửu Thiên mới là người thắng cuối cùng. Đương nhiên, việc này chỉ là phỏng đoán của Tiêu Phàm, dù sao, về sau thí thần thú lại bị ai đó giết chết, mặc dù hắn đã từng hoài nghi do chiến luân hồi làm, nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc đã là chiến luân hồi giết chết thí thần. Vẫn có quá nhiều nghi ngờ, có lẽ tương lai chỉ có thể tìm đáp án từ trong miệng Tiêu Thần Võ. Tiêu Phàm khẽ nheo hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói. Được rồi, đến thời điểm rời đi rồi, các ngươi cũng quen thuộc với giới này, chỉ cho chúng ta một phương hướng đi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nhạc Thạch nói. Được, Nhạc Thạch kích động gật đầu, bây giờ cuối cùng cũng có thể rời khỏi Cổ Hoang Sơn Mạch, cơ hội như thế này rất khó gặp được. Chẳng biết tại sao, Nhạc Thạch đối với Tiêu Phàm vô cùng tín nhiệm, tựa như là Tiêu Phàm nhất định có thể giải trừ được lời nguyền trên người của Nhạc nhân tộc bọn hắn. Sau một khắc, Nhạc Thạch chỉ cho Tiêu Phàm một phương hướng, hơn 100 Nhạc nhân tộc cùng chui vào lòng đất, khắp nơi khôi phục bình tĩnh. Nhạc nhân tộc là một chủng tộc đặc thù, Kiếm La nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Nhạc nhân tộc bây giờ đã bị thoái hóa, nghe đồn là cổ nhạc tộc mới lớn mạnh, bọn hắn đánh nhau đều là dùng từng tòa núi lớn điên cuồng công kích, người càng mạnh, còn có thể dùng tinh thần làm vũ khí. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Trong lòng hắn cũng rất chờ mong, nếu như sau này nhạc nhân tộc có thể giải trừ lời nguyền, khôi phục lại huyết mạch, biến thành cổ nhạc tộc, lại sẽ trở nên cường đại như thế nào đây? Đi nào, Tiêu Phàm khoát tay, một mình ngồi ở trên đầu thần châu bắt đầu tu luyện. Vừa mới đột phá tới bát biến chiến thần, lĩnh ngộ tám thành sinh tử áo nghĩa, vừa vặn rèn sắt khi còn nóng. Từ khi tiến vào thiên địa lao ngục đến giờ, Tiêu Phàm đối với áo nghĩa lại có lĩnh ngộ mới. Nhất là sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm dường như đã lĩnh ngộ được một đại kiếm chiêu, chỉ là cần thời gian để hoàn thiện mà thôi. Cũng ngay tại thời điểm bọn Tiêu Phàm đang phi hành, tại một sơn cốc trong chỗ sâu của Cổ Hoang Sơn Mạch, mấy bóng dáng đang lơ lửng trên không, đứng giữa là một bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên một tay cầm kiếm mà đứng, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, đáng sợ đến cực hạn, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này. Nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Một ống tay áo của hắn trống rỗng, hiển nhiên là một tay bị cụt. Cho dù như thế, ánh mắt bảy tên tu sĩ xung quanh hắn khi nhìn về phía hắn vẫn tràn đầy kiêng kỵ. Trên cánh tay phải của hắn, có một vết kiếm lộ ra từng tia máu tươi đã dần dần biến thành màu đen, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây chính là dấu hiệu bị trúng độc. Cho dù bị trúng độc, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng lưng của bạch bào thanh niên vẫn thẳng tắp như cây tùng, còn người sắc bén như kiếm. Nơi xa, một chiếc thần châu lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn vào sơn cốc, phía trên bong thuyền, một nữ tử xinh đẹp khoác áo lông màu đỏ đứng đó, trên mặt nghiền ngẫm nhìn vào bên trong sơn cốc. Môi đỏ yêu diễm lộ ra vẻ gợi cảm vô tận, trong khi bước đi, bờ eo thon như rắn nước linh động vô cùng, con người của nàng rơi vào trên người của thanh niên cụt một tay kia. Giống như đang đánh giá một con mồi. Độc Tý kiếm thần, người đầu hàng đi, Cửu công chúa nể ngươi là một nhân tài, mới không giết ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập trận doanh của Cửu công chúa, độc trên người ngươi cam đoan sẽ lập tức giải trừ, cũng ban thưởng cho ngươi vô số đan dược và công pháp. Không sai, Cửu công chúa nhân từ, bây giờ mới không giết ngươi, nếu là đổi lại công chúa và vương tử khác, bây giờ ngươi đã chết rồi. Đầu hàng đi, độc trên người ngươi. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Nhóm người vây công thanh niên tu sĩ cụt một tay ngươi một lời ta một câu, thần sắc hứng hờ, trong giọng nói đều là ý lấy lòng đối với nữ tử xinh đẹp kia. Thời gian một nén nhang, đã đủ để giết các ngươi. Thanh niên cụt một tay lông mày như đao như kiếm, lộ ra một luồng khí sắc bén vô tận. Trường kiếm cầm trong tay, thần sắc khôi phục như thường, mạn thiên kiếm khí kia, như một tiểu xà linh động. Vây quanh hắn xoay tròn. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng khẽ múa, vô số kiếm khí bị kiếm trong tay hắn kéo theo, sau đó chia ra làm bảy, xông thẳng tới bảy người vây quanh hắn mà đi. Hừ, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có phải đáng sợ như trong truyền thuyết hay không? Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tung một quyền đánh ra. Một biển lửa ngập trời, trong nháy mắt bao phủ lấy màn kiếm khí kia. Gần như đồng thời, sáu người khác cũng bắt đầu có hành động. Uy danh của Độc Tý kiếm thần, bọn hắn không thể không cẩn thận, mặc dù hắn chỉ là một tên thất biến chiến thần,
nhưng nghe đồn hắn đã chém giết không ít cửu biến chiến thần. Tu vi của 7 người này đều là bát biến chiến thần trở lên, còn có 3 tên là cửu biến chiến thần, 7 người hợp lực, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn hắn. Long xà vũ, thanh niên cụt một tay quát một tiếng, tốc độ của 7 kiếm xà kia bỗng nhiên bạo tăng, kiếm quang cũng càng ngày càng sáng chói lên, tựa như phát sinh một loại biến hóa nào đó, từ rắn hóa rồng. Sau một lát, 7 luồng long hình kiếm khí bắn ra, đan chéo lẫn nhau, hư không thỉnh thoảng truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, 7 người bị long kiếm chi khí quấn quanh, toàn thân chảy đầy máu tươi. Sau một lát, hư không mới khôi phục bình tĩnh, mà 7 người kia, sớm đã không thấy tăm hơi, bị 7 luồng long hình kiếm khí hình xé vỡ nát, cái gì cũng không lưu lại. Phù thanh niên cụt một tay thở ra một hơi, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, trên trán từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống, bắt đầu há mồm thở dốc. Thân thể hoạt động nhanh, huyết dịch trong cơ thể hắn lưu động cũng tăng nhanh, vì vậy độc tố khuếch tán cũng nhanh hơn không ít. Thân thể hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, một tay dùng kiếm chống đỡ thân thể, vẫn có chút lung la lung lay, trên khuôn mặt trắng bệch còn hiện ra một tia hắc sắc. Nhưng đôi con người đen kịt kia, lại càng ngày càng lăng lệ, lộ ra ánh sáng sắc bén vô tận. Lúc này, thanh niên bị cụt một tay chậm rãi đứng dậy, hắn phải dùng nghị lực to lớn giúp hắn chống đỡ để không ngã xuống. Bất khuất, cuồng ngạo, tất cả những thứ này đều không đủ để hình dung người thanh niên cụt một tay này, tựa như đây đều là bản tính bẩm sinh của hắn, vốn không cần cố ý biểu lộ. Con người băng lãnh mà thâm thúy lạnh lùng nhìn chằm chằm lên không trung, thần châu đang chậm rãi tới gần, toàn bộ sơn cốc đều biến thành đen kịt, giống như là toàn bộ thiên khung bị sụp đổ. Kinh phong thổi khắp bốn phương, lay động áo bào của thanh niên cụt tay, sợi tóc trong gió lộn xộn bay lên. Một đòn khi nãy của hắn, đã chém giết 7 đại cường giả, nhưng cũng đã tổn hao hết phần lớn thần lực của hắn, tăng thêm sự khuếch tán của nọc độc, hắn dường như đã cùng đường mạt lộ. Phía trên bong thuyền thần châu, nữ tử khoác áo lông màu máu híp hai mắt, thần sắc lạnh nhạt nhìn thanh niên cụt một tay nói, quả nhiên có chút thực lực, độc tí kiếm thần. Nam nhân của Tiếu Thiên Chi ta chính là thế này. Dứt lời, khóe miệng của Tiếu Thiên Chi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tà dị, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhìn càng thêm tà dị. Về phần 7 tên thuộc hạ đã chết kia, nàng không thèm đặt trong lòng. Thiên độc nữ, có lẽ nam nhân trong thiên hạ không có người nào dám cưới ngươi. Thanh niên cụt một tay lau máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, căn bản không có chút e ngại gì. Tựa như tử vong đặt ở trước mặt hắn, cũng là chả có gì khác biệt. Thiên độc nữ, chính là ngoại hiệu của nữ tử mặc áo lông màu máu Tiếu Thiên Chi, nàng ta vốn là cửu công chúa của Thương Sinh Thần Quốc, chiến hồn là chiến hồn siêu thần cấp vạn độc Thiên Chi trong truyền thuyết, cho nên người đời gọi nàng là Thiên độc nữ. Bản thân Tiếu Thiên Chi cũng vô cùng ác độc, giết người như diệt cỏ rác, tu sĩ nhân tộc đã chết trên tay nàng đều đếm không hết. Đừng nói cưới nàng, bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng cũng tránh như thấy rắn rết. Hừ, Tiếu Thiên Chi hừ lạnh một tiếng, giống như thanh niên cụt một tay đang uy hiếp nàng, cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là thần phục bản công chúa, hoặc là chết. Loại người giống như ngươi, đã định là một đời cô độc. Thanh niên cụt một tay cười lạnh nói, trong lời nói đều là vẻ trào phúng. Đồ chán sống, cửu công chúa để mắt ngươi, ngươi không biết điều cũng được, dám vũ nhục cửu công chúa. Tiếu Thiên Chi còn chưa kịp mở miệng, một bà lão phía sau nàng đột nhiên thét một tiếng, đánh về phía thanh niên cụt một tay. Vũ nhục, ngươi đừng vũ nhục hai chữ, vũ nhục, hai chữ này dùng trên người thiên độc nữ, ta cảm thấy là đang khích lệ nàng. Thanh niên cụt một tay cười lạnh. Tiểu tử, chớ có ăn nói ngông cuồng. Bà lão đã giết tới gần, một quải trượng cuồng nộ bổ xuống, phóng ra phong nhận sắc bén. Ta vốn khinh cuồng, thanh niên cụt một tay nhe răng cười một tiếng, khi thấy một kích của bà lão sắp rơi xuống, trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, một bộ thấy chết mà không sờn. Nghe được lời thanh niên cụt một tay nói, Tiếu Thiên Chi cau mày một cái, sát ý cũng càng ngày càng đậm. Nếu như trước đó nàng thực sự động lòng với thanh niên cụt một tay, thì bây giờ nàng đã thật sự muốn giết thanh niên cụt một tay. Chết đi, bà lão chợt quát một tiếng, vô số phong nhận cuốn tới, bà ta dù sao cũng là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, so vừa những bát biến chiến thần cùng cửu biến chiến thần trước đó còn cường đại hơn nhiều.
Kiếm quang diệu cửu châu. Thanh niên cụt một tay không tránh cũng không lùi, đột nhiên rút trường kiếm trên mặt đất ra, chém ra một kiếm nghênh đón, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như rút hết toàn thân khí lực của hắn. Đám người chỉ thấy chín đạo quang mang bay thẳng lên chín tầng trời, so với trước đó càng thêm mau lẹ. Uy lực của một kiếm này có lẽ không quá lớn, nhưng tốc độ của nó không rất nhanh, thậm chí, một kiếm này ngoài tốc độ, cũng chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn. Sau khi chém ra một kiếm này, thân thể thanh niên cụt một tay liền ngã xuống dưới đất. Chín đạo quang mang kia trong mắt hắn càng ngày càng xa, tập trung vào bà lão kia, cuối cùng bao phủ lấy bà ta. Vạn đằng, bà lão đã dùng hết toàn lực, chuẩn bị thi triển một đòn cường đại nhất của bản thân để ngăn trở một kiếm của thanh niên cụt một tay. Nhưng lời chưa dứt lời, giọng nói của bà đã dừng lại, công kích còn chưa kịp thi triển ra, chín đạo quang mang kia đã xuyên thấu thân thể của bà, máu tươi bắn ra. Tại mi tâm của bà cũng xuất hiện một vết kiếm, máu tươi chảy xuôi xuống, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà lão, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể của bà run rẩy, hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt dâng đầy sát khí. Một kiếm kia, chỉ thiếu một chút xíu đã chém nát mệnh cách của bà, chỉ thiếu một chút xíu, bà đã chết tại trong tay một tên thất biến chiến thần, chuyện này khiến bà làm sao mà bình tĩnh được. Cũng may tại thời điểm mấu chốt, linh hồn của bà đã kịp ngăn trở kiếm mang bắn vào trong không gian ý thức, mặc dù linh hồn bị thương, nhưng mệnh cách lại thoát được một kiếp. Đáng tiếc. Thanh niên cụt một tay thầm than một tiếng, ầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Tất cả thần lực của hắn đều bị một kiếm vừa rồi kia rút sạch, cũng không còn cách nào ngăn cản độc tố lan tràn, sắc mặt chậm rãi biến thành màu đen. Khóe miệng của hắn cũng tràn ra từng tia máu tươi, nhưng con người vẫn như cũ vô cùng trong suốt. Chết, bà lão từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, khoảnh khắc kia, bà cảm giác mình ở quỷ môn quan đi một vòng. Bản thân vậy mà kém chút nữa bị một tên thất biến chiến thần giết chết, việc này đối với ba mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tất cả phẫn nộ đều bắt đầu chuyển thành sát ý, bà lão thi triển ra một đòn bạo tạc, quải trượng biến thành đao mang dài chừng 10 trượng, một đao hung hăng chém về phía mặt đất. Giờ phút này thanh niên cụt một tay đã không còn chút sức phản kháng nào, làm sao có thể là đối thủ của bà. Nhưng thanh niên cụt một tay trên mặt lại không có chút sợ hãi nào. Ngược lại hắn nở nụ cười, trầm ngâm nói, hóa ra ta vẫn chỉ đạt được loại trình độ này. Khi đao mang kia sắp rơi xuống, thanh niên cụt một tay dứt khoát nhắm lại hai mắt, đối với thế giới này, hắn cũng không có gì quá quyến luyến. Nằm chờ chết ở đó, đây không phải cách làm người của ngươi. Đúng lúc này, một tiếng nói thản nhiên vang lên, một đạo thiểm điện phá không mà tới, giống như một tia nắng sớm, chiếu sáng cả thiên địa. Keng, một tiếng vang thật lớn. Một đao của bà lão bị đạo thiểm điện kia đánh trúng, đứng ở trên hư không, mặc cho bà dùng lực như thế nào cũng không thể cử động mảy may. Ngươi là ai? Con ngươi của bà lão hơi co lại, kinh ngạc nhìn về phía trước, chẳng biết lúc nào, tại phía trước nam tử cụt một tay xuất hiện một thanh niên mặc áo bào đen, ánh mắt băng lãnh nhìn bà. Phía trên thần châu, sắc mặt mấy người thiếu thiên chi vô cùng âm trầm, có thể cứu người dưới tay của chiến thần cảnh cường giả đỉnh phong, đó là thực lực gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh niên áo bào đen kia, trong lòng đều không bình tĩnh. Thanh niên cụt một tay cũng đột nhiên phát hiện ra có gì đó không thích hợp, đao khí kia mặc dù vẫn như cũ đâm vào da thịt đau nhức, nhưng uy hiếp tử vong lại biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ có người cứu mình? Thanh niên cụt một tay chậm rãi mở ra đôi mắt có phần mỏi mệt, một bóng lưng cao to mà thẳng tắp in vào bên trong tầm mắt của hắn, tấm lưng kia giống như đã từng quen biết. Nhưng trong lúc nhất thời hắn lại nhớ không nổi. Sao thế, không quen biết ta hả? Thanh niên áo bào đen kia quay đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Phàm, con ngươi của thanh niên cụt một tay hơi hơi co rụt lại, kích động sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này chính là thiên địa lao ngục, làm sao Tiêu Phàm có thể tiến vào được? Nhưng mà sự thật chính là như thế, thanh niên mặc áo bào đen không phải ai khác. Chính là Tiêu Phàm, kiếm la khống chế thần châu phi hành, vừa mới bay ra không đến một vạn dặm, Tiêu Phàm liền cảm ứng được chiến đấu tại nơi này. Dưới sự hiếu kỳ, linh hồn lực của Tiêu Phàm lập tức khuếch tán ra, liền phát hiện ra thanh niên cụt một tay. May mắn là tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, bằng không mà nói, Tiêu Phàm cũng không thể đến cứu hắn kịp,
bây giờ đoán chừng thanh niên cụt một tay cũng đã chết rồi. Sở huynh, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm nhếch miệng cười, nhìn người thanh niên cụt một tay. Khiến Tiêu Phàm gọi là Sở huynh, cũng chỉ có Sở Khinh Cuồng, người đã biến mất nhiều năm nay mà thôi. Thời khắc đầu tiên nhìn thấy Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm cũng hết sức kinh ngạc, hắn không ngờ Sở Khinh Cuồng lại xuất hiện ở thiên địa lao ngục. Nơi đây chỉ có người thủ mộ và Tu La Điện Chủ mới đủ tư cách dẫn người khác vào, hơn nữa phải được sự đồng ý cùng lúc của cả hai người đó. Sở Khinh Cuồng không phải là người của Tu La Điện, cũng chẳng có quan hệ gì với người thủ mộ, vậy thì làm sao mà huynh ấy lại xuất hiện được ở đây? Hơn nữa, điều khiến Tiêu Phàm càng thêm khiếp sợ hơn đó là, Sở Khinh Cuồng đã đột phá tới chiến thần cảnh hậu kỳ, tốc độ như vậy thì quả thật nhanh hơn mức bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm vẫn luôn chứa đựng sự cảm kích đối với Sở Khinh Cuồng. Khi còn ở Ly Hỏa Đế Đô, dù bọn họ biết rõ mình không phải là đối thủ của chiến thần điện nhưng huynh ấy vẫn dứt khoát ở lại. Đáng tiếc, đến cuối cũng huynh ấy vẫn bị bác lão dùng truyền tống trận pháp truyền đẩy ra bên ngoài. Thoáng một cái đã mấy năm không gặp, cảnh còn mà người thì mất. Nhưng có thể gặp được một người quen ở chốn thiên địa lao ngục như thế này vẫn khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng thân thiết. Đã lâu không gặp, Sở Khinh Cuồng mỉm cười, nhưng nụ cười trông vô cùng khó coi. Độc khí trên người hắn đã tấn công vào tim, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm phóng ra một vài tia sáng, lao thẳng vào cơ thể của Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng không hề phản kháng, cũng chẳng có sức mà phản kháng. Hắn bây giờ chẳng khác cái xác sống là bao. Tiêu huynh cẩn thận, bọn chúng đều là những cao thủ dùng độc. Sở Khinh Cuồng nói một cách hết sức yếu ớt. Yên tâm, một đám phế vật thôi mà. Tiêu Phàm nhếch miệng cười. Cũng vào đúng lúc này, một luồng ánh sáng gào thét lao tới từ phía chân trời, đó chính là Kiếm La. Trong nháy mắt, Kiếm La mang theo Sở Khinh Cuồng biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt lập tức trở nên ngưng động, thay vào đó là sự lạnh lùng cùng với sát khí không gì sánh được. Đồng tử trong con mắt của bà lão đột nhiên co lại, ánh mắt đó thật sự quá đáng sợ, tựa như nó đang nuốt gọn lấy linh hồn bà ta vậy. Chết, tiếng nói khẽ vang lên, khí thế trên người Tiêu Phàm đột nhiên tăng vọt, thanh kiếm dài bình thường trong tay bỗng khẽ run, từng luồng kiếm khí màu xám dày đặc bộc phát ra. Phụt, máu tươi bắn ra từ khắp người bà lão, một đạo kiếm màu sáng xuyên thẳng qua trán bà, lực linh hồn liên thông trong con người hắn lập tức biến mất. Giờ đây Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ được đến 8 phần của sinh tử áo nghĩa, uy năng của hắn sớm đã vượt qua viên mãn áo nghĩa rồi, dù có là một nhân vật thiên tài chiến thần đỉnh phong thì Tiêu Phàm cũng có thể đối kháng lại được, huống hồ là đám người dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh mà đột phá này. Bà lão không kịp cả lên tiếng kêu thảm liền tan biết không rõ sống chết, cơ thể ốm yếu, gầy gò của bà bay về phía hư không. Biểu hiện của Tiêu Phàm vô cùng lạnh nhạt, cứ như thể vừa làm một chuyện còn con vậy. Thân hình hắn lóe sáng, đã xuất hiện ở trên một chiếc thần châu khác. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian của 2-3 lần hít thở, những người khác còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Phàm đã cứu được Sở Khinh Cuồng rồi, hơn nữa còn giết chết được một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Trên thần châu, khuôn mặt của Tiếu Thiên Chi như sương băng, nhìn Tiêu Phàm đang đứng đối diện rồi lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thần châu thứ 13 sao lại nằm trong tay ngươi? Tiêu Phàm chắp tay, đứng sừng sững nơi đầu thuyền, thản nhiên nói, ta là ai không quan trọng, còn về thần châu 13 mà ngươi nói, nếu đúng bà ta tên là Tiêu Thiên Hoàng thì ta có thể nói cho người biết rằng thần hồn của bà ta đã bị tiêu diệt rồi. Ngươi giết bà ấy, Tiếu Thiên Chi chau mày, nhìn trông vô cùng ảm đạm, đáng sợ. Đưa thuốc giải độc ra, ta có thể tha mạng cho ngươi. Tiêu Phàm nhìn Sở Khinh Cuồng ở phía sau mình, khuôn mặt hờ hững. Mặc dù hắn có thể giải độc tố trong cơ thể Sở Khinh Cuồng nhưng mất rất nhiều thời gian, hơn nữa còn có khả năng xảy ra nguy hiểm, đối với hắn thì vấn đề thời gian vô cùng quan trọng. Sở Khinh Cuồng trúng độc do Tiếu Thiên Chi hạ thì trên người cô ta chắc chắn sẽ có thuốc giải tương ứng, dùng thuốc độc giải độc sẽ nhanh hơn nhiều so với việc hắn tự giải. Thuốc giải, Tiếu Thiên Chi cười nhẹ, như thể nắm được mạch sinh mệnh của Tiêu Phàm vậy. Một bình ngọc xuất hiện trong tay. Cô ta nói với nụ cười nham hiểm, trong này là thuốc giải độc, có bản lĩnh thì người tới mà lấy Tiêu huynh, đừng tới. Sở Khinh Cuồng dốc hết sức lực, cố gắng nói. Cô ta là thiên độc nữ,
thủ đoạn khó lòng phòng bị, đừng để chúng thủ đoạn hạ lưu của cô ta. Không sao, Tiêu Phàm gạt tay. Cô ta từng khống chế 4 thủ hạ cường giả chiến thần đỉnh phong của Tiếu Thiên Long thì đương nhiên hắn biết Tiếu Thiên Chi đang đứng trước mặt đáng sợ đến mức nào. Thực lực của Tiếu Thiên Chi có thể không quá giỏi nhưng thủ đoạn dùng độc của cô ta thì không ai có thể sánh bằng. Trong số những người mà Tiêu Phàm biết, có lẽ chỉ có Tiêu Linh Nhi là có thể liều mạng với cô ta mà thôi. Dù sao thì chiến hồn vạn độc thiên chi của Tiếu Thiên Chi so với nguyệt độc băng tàm của Tiêu Linh Nhi không hề cùng nằm trong một cấp độ. Nguyệt độc băng tàm được coi là một trong những kỳ vật cực độc trên thế giới, vạn giới chư thiên cũng rất ít khi nhìn thấy sự tồn tại của nó. Nếu là do nguyệt độc băng tàm của Tiêu Linh Nhi hạ độc thì có lẽ Tiêu Phàm còn phải kiêng kỵ vài phần, nhưng đây là vạn độc thiên chi, Tiêu Phàm có thí thần thú, hắn chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì không cần phải sợ đến độc dược đó. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đã đi tới không chút do dự. Tiêu, Sở Khinh Cuồng muốn hét lên để chặn Tiêu Phàm lại nhưng hắn không còn chút sức lực nào nữa. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong, cũng như các cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong của chiến thần điện đều nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng biết rằng Tiêu Phàm sẽ không làm những việc mà hắn không nắm chắc. Tiếu Thiên Chi thấy Tiêu Phàm đi tới thì tỏ ra hơi sững sờ, cô ta không ngờ Tiêu Phàm lại quyết đoán đến thế. Không biết là do hắn vô tri hay là do hắn không biết sợ. Tiêu Phàm bình tĩnh, thư thái, giống như đang tản bộ vậy, sau vài cái chớp thân là đã xuất hiện trên thần châu của Tiếu Thiên Chi, bọn họ bất giác lùi lại vài chục bước, cười lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Ta tới rồi, thuốc giải có thể đưa cho ta được chưa? Tiêu Phàm nói một cách thản nhiên, hắn chỉ cần nhìn là biết tu vi của Tiêu Thiên Chi chỉ ở mức bát biến chiến thần mà thôi. Nhưng phía sau cô ta lại có tới 3 cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, cả 3 đều nhìn Tiêu Phàm chằm chằm. Ta đâu có hứa là lập tức đưa cho ngươi đâu, Tiếu Thiên Chi cười lạnh. Ngươi có biết những kẻ lừa gạt ta đều phải nhận hậu quả thế nào không? Tiêu Phàm nhíu hai mắt lại, nếu không phải vì sợ người phụ nữ này hủy mất thuốc giải thì Tiêu Phàm đã xông lên giết thẳng tay cô ta rồi, làm gì có chuyện đứng đây nói những lời thừa thãi. Hậu quả gì? Lẽ nào người vẫn còn dám ra tay, nếu ngươi không sợ thuốc giải bị hủy thì cứ việc. Tiếu Thiên Chi cười híp mắt nói, trong sâu thẳm đôi mắt hiện lên một sự oán độc. Nếu ngươi muốn làm bạn với Tiếu Thiên Hoàng và Tiếu Thiên Long thì ta có thể tác thành cho ngươi. Tiêu Phàm mở rộng lòng bàn tay, đồ thần đao đột nhiên xuất hiện, luồng sát khí đáng sợ nở rộ ra. Ngươi thật biết nói đùa, ngươi nói ngươi giết chết Tiếu Thiên Hoàng thì ta tin. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào giết chết Tiếu Thiên Long được. Tiếu Thiên Chi cười lớn một cách điên cuồng, cứ như thể ta biết quá rõ ngươi vậy. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay Tiếu Thiên Chi, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ra tay, cứ kéo dài như này cũng không phải cách hay, chi bằng tự mình giải độc còn nhanh hơn. Tiểu soái ca, ngươi muốn giải độc thì cũng không cần phải gạt ta đâu. Tiếu Thiên Chi nhìn Tiêu Phàm với sắc mặt bông đùa, cô ta đung đưa bình ngọc trong tay. Phụt, trong nháy mắt một tia sáng bay ra từ chỗ Tiêu Phàm, tốc độ nhanh tới mức kinh hoàng. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một cánh tay bỗng bay lên cao, ngay sau đó là một tiếng thét thảm thiết truyền tới, máu tươi phun ra từ cánh tay bị cụt của Tiếu Thiên Chi, cô ta sợ hãi lùi về phía sau. Không ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại dám ra tay với Tiếu Thiên Chi, hơn nữa còn chém đứt một cánh ta của cô ta. Chưa đợi đám đông kịp định thần thì thân hình Tiêu Phàm chợt lóe lên, hắn chụp lấy bình ngọc trong tay rồi trong trở về vị trí cũ trong nháy mắt. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Tiếu Thiên Chi và nói, người đã tin chưa? Người đã tin chưa? Giọng nói bình thản, lạnh như băng cứ thế quanh quẩn bên tai đám người Tiếu Thiên Chi, tựa như một tia sét rầm vang, khiến đám người đó tê dại cả da đầu. Họ không khỏi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của Tiêu Phàm. Đôi mắt đó dường như có thể nhìn thấu linh hồn họ vậy, tất cả những thứ gì của họ dường như đều bại lộ hết thảy dưới đôi mắt đó. Nếu là trước đây thì có lẽ họ đã xông lên tìm Tiêu Phàm để báo thù rồi, nhưng lúc này bọn họ không dám nhúc nhích một chút nào cả. Trong nháy mắt có thể chém dụng một cánh tay của bát biến chiến thần trước con mắt của 3 tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong, một kẻ có thực lực như vậy hoàn toàn khiến bọn họ khiếp sợ. E rằng ngay cả đến Tiếu Thiên Long cũng không làm được. Trước đây bọn họ không tin Tiêu Phàm có thể giết chết Tiếu Thiên Long, nhưng bây giờ thì bọn họ thực sự tin rồi, Tiêu Phàm còn mạnh hơn Tiếu Thiên Long rất nhiều. Lời vừa nói ra,
Tiêu Phàm không đợi cho đám người đó kịp phản hồi đã vụt biết mất khỏi phía trên thần châu, một lần nữa khi xuất hiện, hắn đã ở ngay bên cạnh Sở Khinh Cuồng rồi. Hắn lấy đan dược từ trong bình ra, nhét vào miệng Sở Khinh Cuồng. Công tử, nếu đây không phải là thuốc giải thật sự thì sao? Kiếm La lo lắng nói. Nghe thấy vậy, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tiếu Thiên Chi, lạnh giọng nói, nếu không phải là thật thì tất cả bọn chúng sẽ phải chôn cùng với Sở huynh. Là bình này, nghe Tiêu Phàm nói vậy, Tiếu Thiên Chi cắn răng, vội vàng vứt ra một cái bình ngọc khác. Nhát kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm vẫn còn khiến cô ta hận trong lòng, cô ta thật không ngờ Tiêu Phàm lại không hề có khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì cả, đến một nữ nhân cũng có thể giết. Tiêu Phàm nhận lấy bình ngọc, hắn hơi híp mắt lại. Thật không ngờ cuối cùng hắn vẫn bị Tiếu Thiên Chi lừa gạt. Nếu lúc nãy đưa giải dược kia cho Sở Khinh Cuồng nuốt, có khi nào mà huynh ấy lại bị trúng độc rồi chết không? Vừa nghĩ Tiêu Phàm vừa mở bình ngọc thứ hai ra, nhưng điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc đó là trong chiếc bình này không hề có bất kỳ thứ gì cả. Hỏng rồi, có độc. Sắc mặt Tiêu Phàm tái đi. Tiếu Thiên Chi không thể nào đưa cho hắn một cái bình mà bên trong không hề có thứ gì cả, không cần nghĩ cũng biết, trong bình ngọc này chắc chắn có một loại độc dược nào đó, chỉ có điều nó không có màu, không có vị mà thôi. Thời khắc Tiêu Phàm mở bình ngọc ra thì độc dược bên trong đã phát tán ra bên ngoài rồi. Tiêu Phàm nhanh chóng cảm nhận được một luồng sương mù lúc ẩn lúc hiện bên trong kinh mạch. Khả năng kháng độc được trong cơ thể hắn cũng phải khó khăn lắm mới cản trở được. Điều này khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, huyết mạch của mình ngay cả huyết ma thi hồn tán cực độc cũng có thể chống lại trong một khoảng thời gian, vậy mà bây giờ khó khăn lắm mới có thể ngăn trở, điều đó chẳng phải chứng minh rằng độc dược này không thua huyết ma thi hồn tán sao? Tiêu Phàm vội vàng sử dụng thí thần thú, hút sạch toàn bộ độc dược trong huyết mạch ra, trong lòng hắn bỗng hiện ra một ý nghĩ, chiếc bình ngọc thứ hai là độc dược, vậy thì chiếc bình ngọc thứ nhất chính là thuốc giải của Sở Khinh Cuồng. Vừa nghĩ tới đây thì Tiêu Phàm đột nhiên ngã nhào xuống đất, sau đó lén nhét thuốc giải trong bình ngọc vào miệng Sở Khinh Cuồng, đồng thời hắn lấy ra vài cây kim châm, phong bế độc dược phát tán trong thân thể ba người Kiếm La. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một nhịp thở, đám người Tiếu Thiên Chi ở phía đối diện không hề nhìn thấy, họ chỉ thấy mấy người Tiêu Phàm đổ rạp xuống đất mà thôi. Công tử, có độc, Kiếm La sợ hãi kêu lên, Tiêu Phàm còn chưa kịp định thần đã ngã xuống bên bọn họ. Bàn tay dán chặt vào cơ thể Kiếm La và một tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong khác. Đầu ngón tay của Tiêu Phàm có hai vòng xoáy đang xoáy ngược chiều kim đồng hồ, không ngừng hút độc tố trong cơ thể hai người bọn họ ra. Hai người đó vừa mới trúng độc nên Tiêu Phàm giải độc một cách hết sức nhẹ nhàng. Nếu không phải Sở Khinh Cuồng lúc trước trúng độc quá nặng thì Tiêu Phàm đã chẳng cần phải đi tìm Tiếu Thiên Chi đòi thuốc giải, bởi vì bằng vào thần thông của hắn có thể hút hết khí độc ra ngoài. Hai người Kiếm La cảm nhận được độc khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất, họ nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng Tiêu Phàm lại dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ. Đừng cử động, cho ta thời gian 10 hơi thở, Tiêu Phàm truyền âm tới hai người. Nếu không phải vì tranh thủ thời gian 10 hơi thở thì Tiêu Phàm căn bản không cần diễn kịch cùng bọn họ, dùng một đao giết chết bọn kia là xong. Giờ mới phát hiện có độc thì quá muộn rồi. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó chính là Tiếu Thiên Chi cùng đám người đang đạp không bay lên, bay về phía Tiêu Phàm. Mặc dù áo bào của Tiếu Thiên Chi vẫn còn dính máu tươi nhưng nàng ta đã kịp lấy cánh tay đứt trở lại. Cô ta còn tỏ ra đắc ý vì Tiêu Phàm chưa lấy được cánh tay bị đứt kia. Nếu không đợi đến lúc Tiêu phải có được thuốc giải thì cánh tay của nàng đã bị hắn nghiền nát rồi. Nếu đúng là người đã giết chết Tiếu Thiên Hoàng và Tiếu Thiên Long vậy thì vừa hay ta sẽ mang đầu của người về lập công với thần chủ. Bỏ công bản công đã hao phí phệ tâm thần tán. Tiếu Thiên Chi nhe răng cười. Giờ nàng không còn muốn Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng làm nam nhân của mình nữa mà chỉ muốn giết chết bọn họ. Nghe được mấy từ phệ tâm thần tán khiến đám thuộc hạ của Tiếu Thiên Chi run lẩy bẩy, không dám đứng gần đám người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe thấy vậy thì sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, dù sao thì Tiếu Thiên Chi cùng với Tiếu Thiên Long và Tiếu Thiên Hoàng cũng là huynh muội. Tại sao lại không có bất kỳ tình cảm huynh muội gì cả? Chẳng lẽ sự cạnh tranh giữa các công chúa, vương tử ở Thương Sinh Thần Quốc lại lớn đến vậy? Đều muốn đối phương phải chết,
nghĩ đến cảnh Tiếu Thiên tà thờ ơ lạnh nhạt nhìn Tiêu Phàm giết chết Tiếu Thiên Hoàng và Tiếu Thiên Long khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Trong mắt Tiếu Thiên Chi, đám người Tiêu Phàm đã trở thành tù nhân, không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa rồi, nên bọn họ căn bản không hề để ý tới sự chuyển động nơi những đầu ngón tay của Tiêu Phàm. Công chúa, hay là cứ giết bọn chết hết bọn chúng để trừ hậu hoạn đi. Một lão giã chiến thần cảnh đỉnh phong đứng sau Tiếu Thiên Chi chau mày, lão ta luôn cảm thấy có một sự bất an trong lòng. Bổn công chúa còn định chơi đùa với bọn chúng, thôi bỏ đi, cũng coi như là đã báo thù được cho ca ca và muội muội rồi. Tiếu Thiên Chi gạt tay nói. Bộ dạng đó, cứ như thể là nếu mà ta để cho các người chết thì đã quá nhân từ với các ngươi vậy. Vâng, lão giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia cung kinh gật đầu, lão đưa tay vỗ mạnh vào đám người Tiêu Phàm. Xem ra ta đã quá nhân từ rồi. Cái đập tay của lão giả còn chưa chạm xuống thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, một đường kiếm dài xé nát trường lực, như thể một tia sét lia xẹt trong hư không. Cảnh tượng đó đã dọa đám người Tiếu Thiên Chi không hề nhẹ, chúng lũ lượt lùi lại, còn lão giả chiến thần cảnh đỉnh phong ra tay với Tiêu Phàm kia thì đứng nguyên tại chỗ, bất động. Phập một tiếng, một tia huyết kiếm lao ra từ giữa trán lão giả, lão ta trợn trừng hai mắt, hiện rõ sự sợ hãi và sững sờ. Lão không dám tin là bản thân mình lại chết như thế. Giết chết chiến thần cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Đám người Tiếu Thiên Chi đã tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm giết chết bà lão chiến thần cảnh đỉnh phong kia, nhưng bây giờ tận mắt thấy ở khoảng cách gần như thế này thật khiến bọn họ thêm phần kinh hãi. Trong lòng bọn họ đang nghĩ nếu Tiêu Phàm ra tay với chính mình như vậy thì không biết bọn họ có còn sống sót nổi không. Đáng tiếc rằng Tiêu Phàm không cho họ có thời gian để suy nghĩ nữa. Một tia sáng như điện xẹt phóng về phía Tiếu Thiên Chi. Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được Tiếu Thiên Chi, thì đám chiến thần cảnh đỉnh phong kia sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Mặc dù hiện tại Tiêu Phàm không hề sợ đám chiến thần cảnh đỉnh phong đó nhưng hắn không muốn bỏ qua cho Tiếu Thiên Chi. Bởi vì nếu hắn giết chết một tên chiến thần cảnh đỉnh phong thì tên còn lại sẽ nhân cơ hội đó đưa Tiếu Thiên Chi đi chạy trốn. Như vậy sẽ khiến Tiêu Phàm phải lãng phí thêm thủ đoạn mới có thể đuổi bắt được. Trải qua chuyện này, Tiêu Phàm lĩnh ngộ được thêm một đạo lý nữa, đó là có những người dù mình có nhân từ với họ thì họ cũng sẽ không biết cảm ơn, mà còn lấy oán báo ơn nữa. Cửu công chúa, cẩn thận! Hai chiến thần cảnh đỉnh phong còn lại nhìn thấy Tiêu Phàm muốn giết Tiếu Thiên Chi thì sắc mặt tái đi, lớn tiếng kêu lên. Tiếu Thiên Chi cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bây giờ nàng ta thật sự hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm rất thật sự đã giết chết Tiếu Thiên Hoàng và Tiếu Thiên Long. Ít nhất, thực lực mà Tiêu Phàm biểu hiện có thể làm đến mức này. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp xông đến trước mắt, trên mặt Tiếu Thiên Chi trước tiên là kinh sợ vô cùng, sau đó định thần lại, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vù, một tiếng nổ vang, Tiếu Thiên Chi chợt lắc mình biến hóa, hóa thành một đóa linh chi cỡ mấy trượng. Linh chi muôn màu muôn vẻ. Rực rỡ tươi đẹp, vô cùng chói mắt. Rất hiển nhiên, đây là chiến hồn của Tiếu Thiên Chi, Vạn Độc Thiên Chi. Trong chiến hồn đại lục, sau khi đột phá chiến thần cảnh, người bình thường đều có thể thi triển năng lực thiên phú của linh hồn. Hơn nữa có thể hoàn toàn hóa thành chiến hồn của mình. Tiếu Thiên Chi chính là một người như vậy nhưng người biết linh chi này không thể không lộ vẻ hoảng sợ. Hai cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đến gần Tiếu Thiên Chi càng có sắc mặt thay đổi điên cuồng. Bọn hắn vội vàng ngừng thân hình lại, nhanh chóng lui về nơi xa. Dù là chiến thần cảnh đỉnh phong, họ cũng không dám đến gần chiến hồn của Tiếu Thiên Chi, nếu không cẩn thận thì sẽ có nguy cơ trúng độc. Vạn Độc Thiên Chi, Tiêu Phàm cũng rất kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Nếu như là người khác, có lẽ cũng thật sự sợ Vạn Độc Thiên Chi nhưng đừng quên Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ. Trong mắt hắn, thi triển thiên phú linh hồn không khác với tu sĩ cấp thấp sử dụng chiến hồn. Trong thoáng chốc, đồ thần đao trong tay chợt biến mất, thay vào đó là một viên châu màu đỏ sẫm. Tỏa hồn châu, Vạn Độc Thiên Chi thấy thế phát ra một tiếng kinh hãi, nàng muốn biến trở lại nhục thân nhưng sao Tiêu Phàm lại cho nàng cơ hội chứ? Tỏa hồn, một tiếng quát nhẹ. Tỏa hồn châu tản ra một ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt. Vạn Độc Thiên Chi kia chợt dừng lại không hề động đậy trong hư không, khí độc vô số màu trên thân nó tản ra cũng đều bất động ở hư không. Tu La Điện Chủ, ngươi là Tu La Điện Chủ của chiến hồn đại lục. Nơi xa,
hai cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kinh ngạc thét lớn, con người co giật kịch liệt mấy lần. Bọn hắn giống với sinh tử nhị lão mà Tiêu Phàm chém giết trước đây, cũng đồng dạng chẳng có vẻ tốt đẹp gì. Tu La Điện Chủ khủng bố như vậy sao? Tại thiên địa lao ngục, Tu La Điện Chủ cũng chỉ là một người thừa kế mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm nhanh chóng tìm thấy đáp án. Hóa ra Tu La Điện Chủ mấy đời đều giết ra hung danh trong thiên địa lao ngục, những nơi từng đi qua dường như là hài cốt khắp nơi. Cho nên Phàm là người gặp Tu La Điện Chủ không thể không nhượng bộ lui binh, gặp Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Mà Tu La Kiếm và Tỏa Hồn Châu trong tay Tiêu Phàm chính là chứng minh tốt nhất thân phận Tu La Điện Chủ của Chiến Hồn Đại Lục. Trong mắt những tu sĩ như họ, Tu La Điện Chủ của Chiến Hồn Đại Lục còn đáng sợ hơn người kế thừa Tu La Sơn của Thái Cổ Thần Giới rất nhiều. Người kinh hãi giống vậy còn có Tiếu Thiên Chi, cuối cùng nàng cũng biết mình đắc tội nhân vật thế nào rồi. Đối phương lại là Tu La Sát Thần trong truyền thuyết. Khó trách hắn đáng sợ như thế, ngay cả Tiếu Thiên Hoàng và Tiếu Thiên Long cũng dám giết. Mạch Tu La Điện của Chiến Hồn Đại Lục này thực sự chính là một đám điên, rõ ràng thế yếu. Thiên phú và nội tình không bằng Tu La Vương tộc của Thái Cổ Thần Giới, mà giết cho người thừa kế Tu La Vương tộc biến sắc. Nhất mạch của bọn người Tiêu Phàm đã sớm khiến cho cả thiên địa lao ngục khiếp sợ. Chết, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện lần nữa. Nếu đã bại lộ thân phận thì cũng không cần tiếp tục che giấu nữa. Đừng mà, Tiếu Thiên Chi hoảng sợ kêu to. Nhưng mà Tiêu Phàm đã phạm sai lầm một lần, sao có thể phạm lần thứ hai? Phụt, một tiếng giòn vang, Tiêu Phàm xuất ra một kiếm, Vạn Độc Thiên Chi bị từng tia kiếm khí xé ra. Linh hồn bị chém giết, Tiếu Thiên Chi đương nhiên cũng không thể sống tiếp. Sau nháy mắt rơi ra từ thân thể còn có một viên thần lực chi tinh óng ánh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm mở miệng khẽ hút, sức mạnh linh hồn đầy trời đó đều bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó tiến vào trong thần cung. Sức mạnh linh hồn hào hùng của Vạn Độc Thiên Chi đối với thí thần và phệ hồn mà nói đều là vật đại bổ. Tiêu Phàm tin tưởng đợi thí thần nuốt linh hồn lực này, khoảng cách tới chiến thần cảnh viên mãn lại gần một bước. Đi, hai cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đó thấy thế, không hề do dự chạy về phía xa. Thần châu của Tiếu Thiên Chi cũng bị những người khác nhanh chóng điều khiển rời khỏi. Biết thân phận của Tiêu Phàm, họ không dám tiếp tục ở lại đây. Sát thần này chính là việc gì cũng làm ra được, cho dù giữ lại toàn bộ họ, có lẽ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng chạy, Kiếm La giận dữ thét một tiếng, lách người xông đến chiếc thần châu đó. Bỏ đi, Tiêu Phàm hờ hững nói, hắn giết người quả nhiên chưa từng hiền hậu nhân từ nhưng cũng chưa đến mức lạm giết vô tội. Những người này chỉ là thuộc hạ của Tiếu Thiên Chi mà thôi, giết họ cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Dù sao, hai cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đó đã trốn rồi, thân phận của Tiêu Phàm đương nhiên cũng sẽ bại lộ. Giết những tu sĩ cấp thấp đó hay không cũng không sao cả. Thật là thuận tiện cho bọn hắn rồi. Kiếm La hừ lạnh một tiếng, dừng lại sát thế. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh thân thể của Tiếu Thiên Chi, lấy hồn giới trên ngón tay ra. Hồn lực quét qua, phát hiện bên trong lại đều là thứ có liên quan đến độc. Có lẽ những vật này, Linh Nhi sẽ thích. Tiêu Phàm thầm cười, thu hồn giới lại. Còn thi thể của Tiếu Thiên Chi, Tiêu Phàm lại không có nghĩa vụ giúp nàng mai táng. Tiêu Phàm thường không giết nữ nhân nhưng nếu như có người tự tìm phiền phức, Tiêu Phàm cũng đều sẽ không nương tay. Nếu như Tiếu Thiên Chi giải trừ độc trong người Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không giết nàng nhưng cuối cùng Tiếu Thiên Chi chọn lựa tự chuốc diệt vong. Sau đó, Tiêu Phàm lại trở về Thần Châu, hút khí độc trong người Sở Khinh Cuồng và Võ Nhược Phong ra. Sau hồi lâu Sở Khinh Cuồng và Võ Nhược Phong mới tỉnh lại. Đa tạ Tiêu huynh, Sở Khinh Cuồng hít hơi sâu nhìn Tiêu Phàm, hắn đã không biết bản thân được Tiêu Phàm cứu bao nhiêu lần rồi. Mọi lời nói cảm kích, hắn đều giấu ở trong lòng. Tiêu điện chủ, đa tạ, Võ Nhược Phong cũng có chút thi lễ. Tiêu Phàm hờ hững liếc nhìn Võ Nhược Phong, hơi gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Sở Khinh Cuồng, hoài nghi nói, Sở huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Cũng khó trách Tiêu Phàm rất kinh ngạc, nơi này là nơi chỉ có Tu La Điện Chủ và người thủ mộ đồng thời đồng ý mới có thể dẫn người khác tiến vào. Sao Sở Khinh Cuồng lại có thể vào đây chứ? Chẳng lẽ lại là Bắc Lão? Nhưng ngay lập tức Tiêu Phàm phủ định ý nghĩ này, tuy Bắc Lão thực sự đã lĩnh ngộ được thời không áo nghĩa,
có thể truyền tống đến những không gian đặc thù nào đó. Nhưng muốn phá phong ấn ngũ hành của thiên địa lao ngục, tiến vào thiên địa lao ngục, khẳng định là chuyện không thể nào. Dù sao, vô số năm tháng đến nay, người có thể lĩnh ngộ thời không áo nghĩa cũng không chỉ một mình Bắc lão. Nếu như có thể tiến vào thiên địa lao ngục, thì sớm đã có người tiến vào rồi. Ngoài ra, với năng lực của Tiêu Thần Võ và Dạ Cửu U, nếu như hao tốn thời gian hàng ngàn năm để lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, ước chừng cũng sớm làm được rồi, không thể đợi đến bây giờ vẫn cứ thở ơ. Phủ định ý nghĩ này, trong lòng Tiêu Phàm đã mờ ảo có một đáp án. Chỉ là hắn muốn để chính miệng Sở Khinh Cuồng nói cho hắn biết. Là Lâu huynh dẫn ta vào đây. Sở Khinh Cuồng đau khổ cười nói. Lâu Ngạo Thiên, tuy Tiêu Phàm đã có suy đoán nhưng nghe thấy Sở Khinh Cuồng nói như vậy, trong lòng hắn vẫn vô cùng không bình tĩnh, trực tiếp kinh ngạc thốt ra. Không sai, chính là Lâu huynh. Sở Khinh Cuồng khẳng định đáp án trong lòng Tiêu Phàm, sau đó rơi vào trong hồi ức. Thì ra năm đó hắn bị Bác lão dùng không gian truyền tống trận đưa vào trong một tiểu không gian của Sở gia cổ địa. Bị giam giữ trong không gian đó một năm, cuối cùng hắn đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ rời khỏi tiểu không gian. Sau khi rời khỏi, Sở Khinh Cuồng phát hiện không có nơi nào có thể đến. Cuối cùng hắn quyết định đến thần kiếp địa lịch luyện một phen. Nhưng mà hắn còn chưa khởi hành, Lâu Ngạo Thiên lại tìm đến, nói dẫn hắn đến một nơi khác lịch luyện. Sở Khinh Cuồng hiểu con người của Lâu Ngạo Thiên, biết Lâu Ngạo Thiên sẽ không lừa hắn nên đồng ý cùng rời đi với Lâu Ngạo Thiên. Sau đó thì đến thiên địa lao ngục. Sau khi đến thiên địa lao ngục, Sở Khinh Cuồng vẫn không biết nơi này là nơi nào nhưng điều khiến hắn rất kinh ngạc là Lâu Ngạo Thiên dường như hết sức quen thuộc đối với nơi này. Cuối cùng Sở Khinh Cuồng không nhịn được mà hỏi, mới biết nơi này là một ngôi mộ lớn của cường giả. Lúc đó dọa Sở Khinh Cuồng rất sợ. Theo sự chuyển rời của thời gian, Sở Khinh Cuồng dần dần quen. Hơn nữa khí thần lực vô cùng dày đặc, tốc độ tu luyện của hắn càng tăng vùn vụt, chẳng bao lâu đã đột phá đến chiến thần cảnh. Từ đó về sau, danh Độc Tí Kiếm Thần cũng từ từ vang lên ở thiên địa lao ngục. Thời gian mấy năm, Sở Khinh Cuồng đã có thanh danh cực lớn. Lâu Ngạo Thiên đâu? Tiêu Phàm gật đầu, bây giờ điều hắn để ý nhất là tung tích của Lâu Ngạo Thiên. Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc cần hỏi Lâu Ngạo Thiên, chỉ có Lâu Ngạo Thiên mới có thể giải thích nghi hoặc cho hắn. Sau khi ta đột phá chiến thần cảnh, Lâu huynh cho ta một vài công pháp và tài nguyên thì không thấy tung tích nữa. Đã khoảng 2 năm ta không gặp huynh ấy rồi. Sở Khinh Cuồng lắc đầu. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thất vọng, lẽ nào sự nghi hoặc trong lòng mình cũng không thể giải thích được sao? Trước khi rời khỏi, ta từng hỏi huynh ấy nếu như ta muốn rời khỏi thì nên thế nào? Sở Khinh Cuồng lại nói với ta hắn sẽ tiến vào nơi này. Đến lúc đó ngươi có thể theo hắn rời khỏi nơi này. Ban đầu ta cũng không tin, không ngờ ngươi thật sự đến rồi. Nói đến đây, thần sắc Sở Khinh Cuồng khẽ động. Hắn ở đây thời gian mấy năm, chém giết lẫn nhau mấy năm rồi, sớm đã chán ghét những ngày tháng lưỡi đao nhuốm máu. Hắn luôn muốn rời khỏi, muốn trở về chiến hồn đại lục gặp bạn thân bè tốt của mình. Thời gian mấy năm này, hắn vẫn đợi sự xuất hiện của Tiêu Phàm nhưng mấy năm trôi qua, căn bản không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tiêu Phàm. Vốn dĩ Sở Cuồng Phong đã buông bỏ nên vừa rồi đứng trước cái chết, hắn cũng thản nhiên như vậy, không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Thật không ngờ lại trong lúc mấu chốt, lại được Tiêu Phàm cứu. Như vậy cũng chứng minh lời tiên đoán của Lâu Ngạo Thiên là chính xác. Lâu Ngạo Thiên biết ta sắp đến. Tiêu Phàm càng ngạc nhiên nhưng khi hắn nghĩ đến Lâu Ngạo Thiên có chút liên quan với người thủ mộ, biết hắn sắp tiến vào thiên địa lao ngục không phải chuyện quá khó gì. Dù sao, Tô Họa làm người thủ mộ cũng biết hắn sắp tiến vào lao ngục thiên địa. Không sai, hắn nói với ta, muốn ta ra bên ngoài Tu La Sơn đợi ngươi. Ta tu luyện ở khu lân cận Tu La Sơn nửa năm rồi mới rời đi. Sở Khinh Cuồng gật đầu nói. Trong lòng của hắn cũng khó hiểu vì sao Lâu Ngạo Thiên biết Tiêu Phàm sắp đến. Xem ra ta vẫn phải đến Tu La Sơn một chuyến mới được. Tiêu Phàm hít một hơi, hắn phát hiện bản thân thực sự chỉ là một con cờ mà thôi. Ngay cả Lâu Ngạo Thiên cũng biết vận mệnh của hắn, càng huống hồ là Tô Hỏa. Ta quen thuộc Tu La Sơn, để ta dẫn các ngươi đi. Sở Khinh Cuồng không hề do dự nói, hắn căn bản không hỏi Tiêu Phàm đến Tu La Sơn làm gì. Được,
Có Sở Khinh Cuồng dẫn đường, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không phản đối, bản thân cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đột nhiên, Sở Khinh Cuồng lại liếc mắt thi thể trên đất đó, chau mày nói, chỉ là ngươi đã giết Tiếu Thiên Chi, hơn nữa còn bại lộ thân phận. Ước chừng có 8-9 phần 10 sẽ bị Thương Sinh Thần Quốc phát lệnh truy nã. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta sẽ dám giết. Còn người Tiêu Phàm lạnh lùng vô cùng, đối với Thương Sinh Thần Quốc, Tiêu Phàm cũng thật sự không có bất kỳ hảo cảm gì. Đối với kẻ muốn giết mình, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như Thương Sinh Thần Quốc thật sự dám đối phó hắn, cùng lắm như Tu La Điện Chủ các đời thôi. Hắn ở đây giết cho đến khi càn khôn tươi sáng, khiến chúng nghe tin đã sợ mất mật. Cũng đúng, người chính là Tu La Điện Chủ, sự tồn tại ai gặp cũng sợ trong mảnh thiên địa này. Sở Khinh Cuồng hiếm khi trêu đùa nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, hung danh đó không liên quan chuyện của ta, là của cải của các tiền bối lưu lại mà thôi. Mặc dù bại lộ thân phận của mình, không tránh được một vài phiền phức, nhưng ngược lại sau khi rất nhiều người biết mình là Tu La Điện Chủ cũng không dám tự ý tìm đến mình gây phiền phức. Võ Nhược Phong, Vân Hạc, đi. Tiêu Phàm lại vẫy tay nói, ánh mắt xác thực liếc nhìn đỉnh núi phía xa, khóe miệng lộ nụ cười tà mị. Vân Hạc mà Tiêu Phàm gọi tên chính là tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong may mắn được lưu lại của chiến thần điện đó. Tiêu Phàm không để hắn đi, hắn hoàn toàn không dám chạy trốn. Thần châu chuyển động, hóa thành một tia ánh sáng tiếp tục nhanh chóng kích xạ mà đến cuối chân trời. Mà giờ khắc này, nơi sâu trong lòng đất, Nhạc Nhất Sơn và Nhạc Thạch cùng các nhạc nhân tộc lại vô cùng không bình tĩnh. Không vì việc gì khác, chính là vì Tiêu Phàm lại giết chết thêm một vị công chúa của Thương Sinh Thần Quốc. Tộc trưởng, đây đã là người thứ ba rồi. Hắn cũng thật sự dám giết, lẽ nào hắn muốn diệt hết tất cả vương tử và công chúa của Thương Sinh Thần Quốc hay sao? Một cường giả nhạc nhân tộc cảm thán nói. Hắn chính là điện chủ của Tu La Điện trong Chiến Hồn Đại Lục, còn có ai là người hắn không dám giết? Nhạc Thạch đau khổ cười nói. Vốn dĩ hắn tưởng Tiêu Phàm là đời sau của Tu La Vương tộc, như thế hắn có thể ôm một cây lớn chọc trời nhưng không ngờ mình lại đi cùng một bậc sát thần. Điều chủ yếu nhất là tuy điện chủ Tu La Điện của Chiến Hồn Đại Lục cũng là người thừa kế của Tu La Sơn nhưng lại không được Tu La Sơn chào đón cho lắm. Một khi xuất hiện ở Tu La Sơn, đoán chừng không ít phiền phức, muốn giải trừ nguyền rủa của cả tộc họ, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà không có cách nào giải trừ nguyền rủa, bọn hắn cũng không cách nào rời khỏi cổ mộ thiên địa lao ngục này. Thậm chí có thể cùng chủng tộc khác, thậm chí là Tu La Sơn trở thành địch. Kết quả thế này không phải thứ hắn muốn nhìn thấy. Cha, mọi thứ đều phải theo mặt tốt mà nghĩ. Nhạc Nhất Sơn đột nhiên nói, địa vị Tiêu huynh đệ thực sự không cao quý bằng những người thừa kế của Tu La Sơn đó nhưng địa vị của nhất mạch bọn họ chính là dựa vào kiếm trong tay mình mà ra. Năm đó chính là dựa vào kiếm trong tay bước đến Tu La Vương tộc thừa nhận địa vị của họ. Nhưng, Nhạc Thạch vẫn hơi lo lắng, nói đến cùng, hắn cũng là lo lắng về Tu La Vương tộc. Không có nhưng gì cả. Giọng điệu Nhạc Nhất Sơn kiên định nói, cha, người nghĩ lại đi. Con người của Tiêu huynh đệ thế nào cũng là trọng tình trọng nghĩa. Dưới tình huống trước đây đó, hắn cũng không rời khỏi. Con tin hắn chắc chắn sẽ thay nhạc nhân tộc chúng ta giải trừ nguyền rủa. Lỡ không thành công thì sao? Một tu sĩ khác của nhạc nhân tộc nói. Cho dù không thành công, chúng ta cũng có thể chạy khỏi cổ hoang sơn mạch, chủng tộc vẫn có thể tồn tại tiếp, có vẻ như không thiệt thòi gì cả. Nhạc Nhất Sơn trầm giọng nói. Nhạc Thạch và cường giả khác của nhạc nhân tộc trầm mặc không nói, lời của Nhạc Nhất Sơn khiến họ hoàn toàn không có lý do để phản bác. Bây giờ cho dù họ hợp tác với Tiêu Phàm, hợp tác này bất luận thành công hay không đều không có hại với họ. Cha, các vị trưởng lão, các người hãy tin Tiêu huynh đệ một lần đi. Nếu đến thử cũng không dám, sao nhạc nhân tộc ta có thể có cơ hội phục hưng chứ? Nhạc Nhất Sơn khuyên giải nói. Tuy ta không tin Tu La Điện Chủ nhưng ta tin thiếu tộc trưởng. Nhất Sơn nói không sai, chúng ta hãy tin hắn một lần. Đám người ngươi một lời ta một câu, xem như đã đồng ý lời nói của Nhạc Nhất Sơn. Nhạc Nhất Sơn hơi vui vẻ nói, chúng ta cũng đi đi, thần châu của Tiêu huynh đệ đã đi xa rồi. Tiêu Phàm đứng sừng sững trên thần châu, trông ra xa phía trước. Cổ hoang sơn mạch lớn hơn tưởng tượng của Tiêu Phàm rất nhiều, bay nhanh mấy giờ. Vẫn không nhìn thấy khu vực biên giới đâu. Giờ phút này,
trong đầu Tiêu Phàm vẫn đang có một câu hỏi. Đó chính là Chọc Thiên Hồng và Chiến La đi đâu rồi? Lại nghĩ tới đám người Chiến Thiên Hạ chỉ có 5 người, 5 người khác cũng không thấy tung tích. Có lẽ cũng thật sự như Kiếm La nói, trong truyền tống thông đạo có cửa vào truyền tống khác nhau. Tiêu huynh đệ, chúng ta mau đến khu vực biên giới Cổ Hoang Sơn Mạch. Lúc này, một giọng nói vang bên tai Tiêu Phàm, chính là giọng của Nhạc Nhất Sơn. Tiêu Phàm hồi tỉnh lại, thân xác hơi nặng trĩu. Hắn ngẩng đầu nhìn, chân trời u ám một khoảng. Có lẽ người khác không thể cảm ứng nhưng Tiêu Phàm có thể cảm ứng được tận cùng của thiên địa, có một tia sóng thần văn hơi yếu vây khóa vùng hư không này. Phàm là muốn rời khỏi Cổ Hoang Sơn Mạch, chắc chắn sẽ chạm đến trận pháp đó. Người bày trận cũng có thể phát hiện, kịp thời đuổi đến trước khi trận pháp bị phá. Trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng không bình tĩnh, phạm vi Cổ Hoang Sơn Mạch hàng vạn dặm, muốn vây khoảng hư không này lại, trận pháp bố trí thật không đơn giản. Đây là trận pháp lớn nhất mà Tiêu Phàm thấy qua cho đến nay, càng cực kỳ hiếm thấy. Với năng lực của Tiêu Phàm, muốn phá trận pháp này ra dĩ cần một khoảng thời gian nhưng hắn căn bản không cần phải phá trận. Chỉ cần xé ra một vết rách thì có thể rời khỏi, điều này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dừng, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, ra hiệu cho hai người Vũ Nhược Phong và Vân Hạc dừng Thần Châu lại. Lúc Thần Châu dừng lại, con người sắc bén của Tiêu Phàm đột nhiên xoay đầu nhìn một vùng cách đó không xa trong rừng cổ, thần sắc lãnh đạm nói, theo bọn ta lâu như vậy, cũng nên ra đây rồi chứ. Nếu như không phải sắp tới gần trận pháp, sợ xảy ra chuyện bất ngờ gì đó, Tiêu Phàm cũng lười để ý người trong rừng núi đó. Thực vào lúc giết chết Tiếu Thiên Chi, Tiêu Phàm sớm đã cảm ứng được sự tồn tại của người trong bóng tối kia rồi. Cái gì, nơi đó có người? Kiếm La kinh ngạc nhìn vào khoảng rừng núi đó, tay nắm trường kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú rừng cổ. Sát khí đáng sợ cuộn tỏa ra. Sở Khinh Cuồng cũng kinh ngạc không thôi. Trong ánh mắt rất kinh ngạc của họ, một bóng đen từ trong rừng cổ từ từ đi ra, mặc áo đen, căn bản thấy không rõ chân dung. Muốn chết, Kiếm La giận dữ thét một tiếng, sát khí bừng bừng xông lên. Người này theo dõi họ trong bóng tối chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì. Dừng tay, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, híp đôi mắt nhìn người áo đen kia. Công tử, Kiếm La hơi không cam lòng, Tiêu Phàm đã giết hai công chúa và một vương tử của Thương Sinh Thần Quốc. Nếu như Thương Sinh Thần Quốc có người đến tìm phiền phức, vậy hậu quả kia cũng không phải thứ bọn hắn có thể tiếp nhận. Dù sao, thực lực của mỗi một công chúa và vương tử lớn mạnh không nói. Bên cạnh họ cũng có không ít cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, đủ để thấy sự đáng sợ của thực lực Thương Sinh Thần Quốc. Dựa vào đám người Tiêu Phàm không phải đối thủ của Thương Sinh Thần Quốc. Tiêu Phàm đứng đan tay ở phía sau, thần sắc không hề bận tâm, hờ hững nói, nếu như hắn muốn gây bất lợi đối với chúng ta, sớm vào lúc chúng ta giết chết Tiếu Thiên Hoàng, hắn đã nên động thủ rồi. Cái gì? Kiếm La kinh ngạc nhìn người áo đen, dường như đoán được gì đó. Ta nói đúng chứ, Bát Hoàng tử. Ánh mắt Tiêu Phàm trực tiếp nhìn người áo đen nói, giọng rất nhỏ, chỉ có 3 người là người áo đen, Kiếm La và Sở Khinh Cuồng có thể nghe được. Tiêu Phàm cũng đặc biệt chỉ để 3 người họ nghe được. Dù sao, nếu như đối phương thật sự là Bát Hoàng tử của Thương Sinh Thần Quốc Tiếu Thiên Tà, mà lại bí mật đến đây tìm mình, khẳng định là có chuyện không muốn hé lộ ra ánh sáng. Tiêu Phàm cũng không ngốc, dĩ nhiên sẽ không quang minh chính đại để lộ thân phận của Tiếu Thiên Tà. Đừng nói đám người Nhạc Nhất Thiên, ngay cả Vũ Nhược Phong thì Tiêu Phàm cũng không dám tín nhiệm. Còn Kiếm La và Sở Khinh Cuồng, đó dĩ nhiên là người của mình, cũng không có gì giữ lại. Tiêu Điện Chủ, tại hạ muốn làm khoản giao dịch với người, không biết người có hứng thú không? Người áo đen cũng nhìn ra ý Tiêu Phàm không muốn để lộ hắn, cũng truyền âm nói cho mấy người đó. Kiếm La không khỏi trừng to hai mắt, rất rõ ràng, hắn thực sự không thể tin người đến lại thật sự là Tiếu Thiên Tà. Thế nhưng giọng nói đó tuyệt đối là của Tiếu Thiên Tà, Kiếm La đã nghe nói không lâu trước đây rồi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng hứng thú đối với Tiếu Thiên Tà, đưa tay ra hiệu mời. Nhưng nói thật, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút khinh thường đối với Tiếu Thiên Tà. Bản thân giết huynh muội của hắn, hắn lại không hề có cảm giác gì, người này cũng quá lạnh lùng rồi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết có lẽ chuyện không đơn giản như thế, không thể dùng cách nghĩ của mình đánh giá người khác. Tiếu Thiên Tà hơi thi lễ, lóe thân liền đạp lên Thần Châu.
Tiêu Phàm dẫn đường, đi vào trong khoang thuyền. Lúc này, Tiêu Phàm lại nói, Kiếm La, hộ pháp thay bọn ta. Sở huynh, huynh cùng ta vào đây. Dạ, công tử, Kiếm La bĩu môi, mặc dù trong lòng vô cùng không muốn nhưng cũng đành chịu. Đối với mệnh lệnh của Tiêu Phàm, hắn vẫn không dám làm trái. Ngược lại thì Sở Khinh Cuồng căn bản không muốn đi vào, không ngờ Tiêu Phàm lại kêu hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng tiến vào với Tiêu Phàm. Đi vào trong khoang thuyền, lúc này Tiếu Thiên Tà mới mở vành mũ ra, lộ ra một khuôn mặt hiện rõ tà dị, lại tuấn tú. Sau đó hơi thi lễ nói với Tiêu Phàm, Tiếu Thiên Tà đến thăm hỏi Tu La Điện Chủ. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Sở Khinh Cuồng, hơi cười nói, kính ngưỡng danh độc tí kiếm thần đã lâu, không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh mắt thấy dung nhan người thật. Sở Khinh Cuồng gật đầu tỏ ý, với sự thông minh của hắn sao không nhìn ra được Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều hảo cảm đối với Tiếu Thiên Tà. Nếu như không phải Tiêu Phàm gọi hắn vào đây, hắn căn bản sẽ không quá muốn cùng xuất hiện với Tiếu Thiên Tà. Bát hoàng tử, nói ngắn gọn đi, ngươi theo dõi ta lâu như vậy, nếu như không cho Tiêu Mỗ một cách nói thích hợp, đặt chân lên thần châu này dễ, muốn rời khỏi thì khó. Thần sắc Tiêu Phàm hờ hững nói. Tiếu Thiên Tà cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói, tại hạ đuổi theo Tiêu Điện Chủ, một chỉ là muốn xác minh thân phận của Tiêu Điện Chủ. Hai là vừa rồi tại hạ đã nói, là muốn làm một khoản giao dịch với Tiêu Điện Chủ. Giao dịch gì? Tiêu Phàm đi đến ghế kế bên ngồi xuống. Tiếu Thiên Tà cũng không tức giận, ngồi bên trên một cái ghế khác nói, nghĩ ắt Tiêu Điện Chủ là vì truyền thừa của Tu La Vương mà đến. Tại hạ muốn giúp Tiêu Điện Chủ một tay, thậm chí gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi híp đôi mắt, từng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Đối với Tiếu Thiên Tà, từ trong ký ức của mấy tu sĩ thương sinh thần quốc hắn khống chế, Tiêu Phàm cũng đã nhận được một chút tin tức. Người này nhìn xa trông rộng, ngấm ngầm chịu đựng, con người vô cùng nhỏ tiếng, lạnh lùng, xem như một vị vô cùng thần bí trong rất nhiều vương tử và công chúa của thương sinh thần quốc. Nghe đồn, hắn rất có thể đã đột phá đến cửu biến chiến thần nhưng rất ít có người thấy hắn động thủ. Cho dù thấy, cũng không biết danh giới thật sự của hắn. Một người như vậy, nếu như thật lòng thật ý gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu như không thể điều khiển người này, đối với Tu La Điện mà nói tuyệt đối là một tai họa lớn. Đây không phải điều Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Ngón tay Tiêu Phàm gõ bàn, Tiếu Thiên Tà cũng không quấy rầy, chỉ là yên lặng ngồi ở đó. Sở Khinh Cuồng nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Tà, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Bát hoàng tử thương sinh thần quốc lại muốn chủ động gia nhập Tu La Điện. Điều này để người ngoài biết được, đoán chừng đã sớm kinh động lòng người. Sau một hồi lâu, lúc này Tiêu Phàm mới mở miệng, nói thử điều kiện của ngươi. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này Tiêu Phàm rất rõ. Tiếu Thiên Tà tìm đến cửa để giao dịch, chuyện chắc chắn không đơn giản. Với năng lực của Tiếu Thiên Tà, chuyện hắn cũng không thể làm, thiên địa lao ngục này lại có mấy ai có thể làm được chứ? Ta muốn Tiêu Điện Chủ giúp ta có được tự do. Tiếu Thiên Tà hít hơi sâu, vô cùng nghiêm túc nói. Tự do, Tiêu Phàm lại rất kinh ngạc, vốn dĩ hắn tưởng Tiếu Thiên Tà là muốn để Tiêu Phàm giúp hắn giải quyết vấn đề trên người hoặc giúp hắn đoạt vị thần chủ của thương sinh thần quốc. Nhưng hắn không ngờ Tiếu Thiên Tà muốn vẻn vẹn chỉ có hai chữ. Tự do đối với một bát biến chiến thần mà nói không phải chuyện rất đơn giản sao? Vì sao cần người khác giúp đỡ? Nếu như không phải nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Tiếu Thiên Tà, Tiêu Phàm tuyệt đối tưởng Tiếu Thiên Tà cố ý đùa nghịch hắn. Không sai, thứ ta cần chính là tự do, thoát khỏi thương sinh thần quốc. Tiếu Thiên Tà vô cùng khẳng định nói. Chẳng lẽ ngươi rời khỏi thương sinh thần quốc, còn có ai dám giết ngươi hay sao? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, tốt xấu gì Tiếu Thiên Tà cũng là vương tử mà. Ở thương sinh thần quốc, cũng thật sự không có mấy ai dám giết hắn. Cũng giống như Tiêu Phàm hắn vậy, mới không kiêng nể gì cả. Đương nhiên nếu như không phải đám người Tiếu Thiên Hoàng gấp gáp tìm chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không đi giết họ. Tiếu Thiên Tà liếc nhìn Sở Khinh Cuồng, hắn biết Tiêu Phàm có thể để Sở Khinh Cuồng vào đây khẳng định là tin tưởng Sở Khinh Cuồng. Nghĩ một chút, Tiếu Thiên Tà mới nói, không phải người khác muốn giết ta, mà là Tiếu Thương Sinh muốn giết ta. Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm càng khó hiểu. Suýt chút không nhịn được tát một bạt tay lên nhưng vẫn nhịn được,
trầm giọng nói, ngươi không phải con trai của Tiếu Thương Sinh sao? Hổ dữ không ăn thịt con, hắn giết ngươi làm gì? Đoán chừng Tiêu điện chủ chắc là có chút hiểu lầm với tại hạ rồi. Tiếu Thiên Tà đột nhiên nói một vấn đề không hề liên can. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong lòng của hắn quả thật có chút khó chịu với Tiếu Thiên Tà, nói chuẩn xác là khó chịu với sự vô tình lãnh đạm của Tiếu Thiên Tà. Trong thiên hạ, lại có ai nhìn thấy huynh muội mình chết dưới mí mắt, cũng không chút động lòng. Chí ít Tiêu Phàm khẳng định rất ít, người có thể vẫn thờ ơ lạnh nhạt như vậy giống Tiếu Thiên Tà càng thêm ít ỏi. Tiếu Thiên Tà dường như nhìn ra sự khó chịu trong lòng Tiêu Phàm, đau khổ nói, ta biết Tiêu điện chủ cho là ta không dám báo thù cho huynh muội mình, rất máu lạnh, thậm chí không đáng làm người. Nhưng nếu như Tiêu điện chủ biết Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long với Tiêu Thiên Chi mà ngươi giết chết, họ đều không phải huynh đệ tỉ muội của ta, ngược lại là kẻ thù của ta thì sao? Cái gì? Tiêu Phàm nghe vậy, suýt chút kinh hãi mà ngồi dậy. Tin tức này cũng thật sự khiến Tiêu Phàm kinh sợ rồi. Đám người Tiếu Thiên Tà đều là con cái của thần chủ Thương Sinh Thần Quốc. Sao lại có thể không phải huynh đệ tỉ muội mà là kẻ thù chứ? Rất nhanh, từng suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, trong lòng do dự nói, thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc là Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh chính là nhân vật hàng vạn năm trước đây. Cho dù có con trai nối dõi, đoán chừng cũng là lão quái vật mấy ngàn năm rồi. Cho dù già mới có con, cũng không thể sinh một lúc nhiều như thế. Suy cho cùng Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long, Tiếu Thiên Chi và Tiếu Thiên Tà, tuổi tác của họ gần bằng. Khả năng duy nhất chính là họ không phải con ruột của Tiếu Thương Sinh. Khi toát ra cách nghĩ này, Tiêu Phàm cảm thấy rất hoang đường nhưng hắn lại không thể không nghĩ đến phương diện này. Mặt khác, Chiến Thiên Hạ từng nói qua, thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc chỉ là một linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh thật sự mà thôi. Linh hồn phân thân sẽ không sinh sôi đời sau. Ta có một lần nghe người ta nói, vương tử và công chúa Thương Sinh Thần Quốc đều là nhân tài được tuyển chọn từ dân gian. Lẽ nào đây là sự thật? Sở Khinh Cuồng trầm mặc cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Không sai, Tiếu Thiên Tà gật đầu, nói, những người như bọn ta vốn đều có gia đình và gia tộc của mình. Chỉ là Tiếu Thương Sinh vì ham muốn cá nhân mà để những người gọi là huynh đệ tỉ muội bọn ta giết sạch gia tộc khác. Gia tộc của ta chính là bị Tiếu Thiên Long và Tiếu Thiên Hoàng họ hủy diệt. Tại sao Tiếu Thương Sinh lại làm như thế? Tiêu Phàm hơi chau mày, hắn mơ hồ nghĩ đến gì đó, chỉ là không rõ ràng lắm. Bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Tiếu Thiên Tà không cứu Tiếu Thiên Hoàng và Tiếu Thiên Long. Đừng nói cứu họ, đoán chừng trong lòng Tiếu Thiên Tà chỉ mong sao họ chết nữa. Bởi vì hắn không thể cứ tồn tại trên thế gian này. Bắt buộc nhờ vào thân xác người khác mới có thể trường tồn. Thân xác người bình thường dĩ nhiên không lọt vào mắt Tiếu Thương Sinh nên hắn muốn lựa chọn người lớn mạnh nhất trên thế giới này. Những huynh đệ tỉ muội như bọn ta đều là từ nhỏ được chọn ra. Sau đó để chúng ta tới một nơi giết chóc lẫn nhau. Người cuối cùng sống sót đó mới có thể trở thành công chúa hoặc hoàng tử. Tiếu Thiên Tà cắn răng nói. Nói đến đây. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ tàn bạo cuồn cuộn ngất trời nhưng bị hắn áp chế xuống rất nhanh, thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai người Tiêu Phàm và Sơ Khinh Cuồng kinh hãi không thôi. Họ hiển nhiên không ngờ công chúa và vương tử của Thương Sinh Thần Quốc cao cao tại thượng lại đều trải qua chuyện bi thảm nhất trần gian như vậy. Phải biết lúc đó họ còn là đứa trẻ, để đứa trẻ tàn sát lẫn nhau, điều này tàn khốc biết bao. Khó trách khi lần đầu tiên Tiếu Thiên Hoàng nhìn thấy mình đã trực tiếp thét đánh thét giết. Đó không chỉ là bá đạo, mà là một thói quen từ nhỏ đến lớn của họ. Phàm là người ngỗ ngược mình đều phải chết, đây là chuẩn tắc duy nhất họ có thể sống tiếp. Nếu không, đoán chừng họ sớm đã biến mất trong dòng lịch sử rồi. Vốn dĩ Tiêu Phàm tưởng thủ đoạn huấn luyện sát thủ đã đủ tàn nhẫn rồi nhưng so sánh với đám người Tiếu Thiên Tà thì thực sự chính là tiểu vu gặp đại vu. Tâm tính của Tiếu Thiên Tà không hề xoay chuyển, ngược lại rất nhìn xa trông rộng, đã được coi là vô cùng hiếm có rồi. Ta đã không nhớ rõ người chết trên tay ta có bao nhiêu nữa. Đoán chừng không tới 10.000, thì cũng có 8.000 rồi. Giết chết kẻ thù thực sự không cảm thấy tàn nhẫn nhưng khi bạn đồng hành của mình phải chết trên tay mình, cảm giác đó suốt đời khó quên. Tiếu Thiên Tà lại tự lẩm bẩm nói, dường như đã tìm thấy đối tượng dốc bầu tâm sự. Trong con người của hắn lóe lên ánh sáng u ám,
trên mặt lộ ra một nụ cười tà dị khiến khuôn mặt vốn dĩ trông tà dị của hắn cho người khác một cảm giác u ám. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện Tiếu Thiên Tà rất đáng thương nhưng người thế này thường cũng lớn mạnh hơn. Đời này, chuyện duy nhất ta muốn làm chính là giết chết Tiếu Thương Sinh. Muốn giết chết hắn, ta phải trở nên mạnh hơn nhưng ta lại không dám mạnh hơn. Một khi trở nên mạnh hơn, chỉ có thể trở thành cái túi da của hắn. Tiếu Thiên Tà hung tợn nói. Trầm ngâm một lát, Tiếu Thiên Tà lại nói, trước đây ta không biết tại sao hắn phải không ngừng tìm thân xác. Bây giờ ta mới biết hóa ra hắn luôn chỉ là một linh hồn phân thân mà thôi. Chỉ có mượn thân xác mới có thể trường tồn tiếp nhưng cho dù biết rõ Tiếu Thương Sinh chỉ là linh hồn phân thân, ta cũng không có bất kỳ sự nắm chắc nào để đối phó hắn, vì ta không dám mạnh hơn. Nên ngươi tìm đến ta, vì tỏa hồn châu của ta có thể đối phó hắn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bình phục tâm tư một chút. Trong đầu hắn lại suy xét tính chính xác lời nói của Tiếu Thiên Tà. Đúng vậy, Tiếu Thiên Tà gật đầu khẳng định, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đang đợi đáp án hắn muốn. Tiêu Phàm cũng nhìn hắn, ngón tay gõ mặt bàn nói, ngươi nói ngươi muốn tự do nhưng gia nhập Tu La Điện, ngươi không phải cũng thành người có thân phận thấp kém sao? Ở Tu La Điện không phải cũng không có tự do sao? Chí ít ta có thể thoải mái ân oán, không cần rơi vào làm con rối của người khác, không phải sao? Tiếu Thiên Tà lắc đầu nói. Con rối sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn đột nhiên phát hiện cuộc đời của mình có chút tương tự Tiếu Thiên Tà, trong lòng thầm nói, bản thân ta không phải cũng là con rối của Tiêu Thần Võ sao? Nghe thấy lời của Tiếu Thiên Tà, cảm xúc trong lòng Tiêu Phàm có rất nhiều. Chỉ là hắn hạnh phúc hơn Tiếu Thiên Tà không ít, chỉ ít cuộc sống của hắn không có đẫm máu như vậy. Một đường đến giờ, kẻ thù Tiêu Phàm giết chết không ít nhưng chưa từng động thủ với bạn đồng hành. Nhưng bây giờ chưa làm, không có nghĩa sau này không làm. Một khi bản thân thoát khỏi khống chế của Tiêu Thần Võ chắc chắn sẽ dùng bản thân bè tốt của mình uy hiếp hắn. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm chuẩn bị đồng ý điều kiện của Tiếu Thiên Tà. Lúc này Sở Khinh Cuồng lại nói, thế giới cổ mộ này rất lớn, nếu ngươi trốn, Tiếu Thương Sinh cũng chưa chắc có thể tìm thấy ngươi mà. Tiêu Phàm cũng nghi hoặc nhìn Tiếu Thiên Tà, nếu như cố ý trốn, cho dù thiên thần cảnh cũng chưa chắc tìm thấy, dù sao thiên địa lao ngục cũng không nhỏ. Tiếu Thiên Tà không nói mà xé y phục của mình ra, trên ngực hắn có một phù văn màu đen to bằng bàn tay. Hai mắt Tiêu Phàm híp thành một đường thẳng, một sợi tinh quang bắn phụt ra. Hắn dĩ nhiên biết phù văn này là gì. Có phù văn này ở đây, đừng nói chân trời góc biển, cho dù chư thiên vạn giới, Tiếu Thiên Tà cũng không thể thoát. Phương pháp có thể tách phù văn ra chỉ có hai cách. Một là người bố trí phù văn chủ động giải trừ, thứ hai là giết người bố trí phù văn. Nếu không, không còn cách nào khác. Thần quỷ đoạt hồn phù, Tiêu Phàm hít sâu, ký hiệu này chính là thứ cần tinh khí linh hồn bố trí. Hơn nữa từ trong phù văn này, Tiêu Phàm cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Lần trước giết chết linh hồn kia trong không gian ý thức của vô tâm chính là khí tức này. Rất hiển nhiên, đây chính là khí tức của Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm cũng đã biết, người đứng sau lưng chiến luân hồi có 89 phần 10 chính là Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh chỉ là một linh hồn phân thân, hắn dĩ nhiên sẽ không tùy tiện lãng phí tinh khí linh hồn để bố trí thần quỷ đoạt hồn phù này. Trừ phi hắn thật sự muốn có được thân xác của Tiếu Thiên Tà. Trước đó Tiêu Phàm xác thật có chút hoài nghi Tiếu Thiên Tà, nhưng bây giờ Tiêu Phàm đã tin tưởng hắn. Bởi vì thần quỷ đoạt hồn phù này, trước đây hắn cũng đã thấy qua trên người Tiếu Thiên Long. Có thần quỷ đoạt hồn phù này, cách nhau khoảng cách vô tận, Tiếu Thương Sinh cũng có thể đòi mạng của ta. Tiếu Thiên Tà gật đầu khẳng định. Nếu như để người hiểu Tiếu Thiên Tà nhìn thấy hắn lại bại lộ hết nội tình của mình trước mặt một người ngoài, chắc chắn sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lần này, Tiếu Thiên Tà lại thật sự mở rộng ra ngoài. Bởi vì không được bao lâu, hắn có thể sẽ bị Tiếu Thương Sinh cướp thân xác. Bất luận thành công hay không, hắn đều phải chết không nghi ngờ. Qua nhiều năm như vậy, Tiếu Thiên Tà vẫn đang nghĩ cách gạt trừ thần quỷ đoạt hồn phù nhưng cũng thất bại. Hơn nữa hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ kinh động Tiếu Thương Sinh. Hiện tại, hắn từ trên người Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng duy nhất, dĩ nhiên không thể buông bỏ. Muốn khiến Tiêu Phàm tin tưởng, hắn phải lấy thành ý nhất định ra. Dù sao Tiêu Phàm không thân thiết với hắn, vì sao phải giúp hắn chứ?
ta có thể đồng ý ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, lập tức chuyển đề tài câu chuyện, nói, nhưng ta cũng có một điều kiện. Tiếu Thiên Tà nghe vậy, thần sắc rất kích động nói, mời Tiêu Điện Chủ nói. Chỉ cần có thể thoát khỏi khống chế của Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thiên Tà đã không để ý nhiều như vậy nữa. Gia nhập Tu La Điện, phục tùng Tiêu Phàm có lẽ cũng không có tự do trong tưởng tượng nhưng ít nhất tính mệnh bản thân được bảo đảm. Nếu ta giúp ngươi giải trừ thần quỷ đoạt hồn phù này, ngươi phải theo ta rời khỏi cổ mộ, còn phải dẫn theo những thuộc hạ đó của ngươi. Tiêu Phàm không gấp không chậm nói, nếu ngươi đã muốn tự do, không muốn bất kỳ câu thúc nào, ta có thể không cần các ngươi gia nhập Tu La Điện vĩnh cửu, chỉ cần các ngươi gia nhập 100 năm. Thật sao? Ánh mắt Tiếu Thiên Tà hơi sáng, nếu như có thể như thế, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Tiêu Phàm ta chưa từng nuốt lời. Tiêu Phàm gật đầu nói. Tiêu Phàm nói vậy thực ra là cho Tiếu Thiên Tà một hy vọng. Nếu như ép buộc Tiếu Thiên Tà gia nhập Tu La Điện, hắn chưa chắc toàn tâm toàn ý phục vụ vì Tu La Điện. Nhưng nếu như chỉ là thời gian 100 năm, trong lòng Tiếu Thiên Tà chắc chắn sẽ có chút áy náy. Trước khi hắn rời khỏi, khẳng định cũng sẽ dốc hết toàn lực vì Tu La Điện. Hái dưa chưa chín sẽ không ngọt, thay vì như vậy cũng chỉ bằng để hắn tận tâm tận lực cống hiến thời gian 100 năm vì Tu La Điện. Còn sau thời gian 100 năm, ai biết lại sẽ xảy ra gì nữa. Đa tạ Tiêu Điện Chủ, Tiếu Thiên Tà đứng dậy, có chút thi lễ nói với Tiêu Phàm. Trước tiên không cần cảm ơn ta, Tiêu Phàm vẫy tay nói, chuyện không đơn giản như vậy, ngươi muốn giải trừ thần quỷ đoạt hồn phù, trước mắt mà xem thì ngươi chỉ có một biện pháp. Tiếu Thiên Tà nghe vậy, nụ cười trên mặt đông cứng ở đó trong chớp mắt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Điện Chủ, lẽ nào ngươi nghĩ? Xiết tạn niệm của Tiếu Thương Sinh, giọng điệu Tiêu Phàm vô cùng ung dung nói, nơi sâu đáy mắt lóe lên một vẻ u ám. Tiếu Thiên Tà kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, đây là chuyện dám nghĩ mà không dám làm nha. Nếu như thần niệm của Tiếu Thiên Sinh dễ dàng giết chết như thế, vậy hắn cũng không thể thống trị Thương Sinh thần quốc hơn vạn năm. Sở Khinh Cuồng cũng kinh ngạc vô cùng, hắn biết Tiêu Phàm là một người điên cuồng nhưng chuyện này cũng quá điên cuồng rồi. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn giết Tiếu Thương Sinh không dễ dàng, bên cạnh hắn có hàng chục chiến thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa bản thân hắn cũng tiếp cận thiên thần rồi. Thần sắc Tiếu Thiên Tà nặng trĩu nói. Theo ta được biết bây giờ thân xác này của Tiếu Thương Sinh đã có thời gian hơn ngàn năm rồi chứ. Tinh, khí, thần chắc cũng trôi đi nhiều rồi. Chỉ cần hắn không phải thiên thần, vậy sẽ có hy vọng giết chết hắn. Tiêu Phàm lại cười thần bí, một dáng vẻ tính trước kỹ càng. Không sai, thực sự không bao lâu nữa, Tiếu Thương Sinh chuẩn bị đoạt thân thể của bọn ta rồi. Tiếu Thiên Tà gật đầu, cho dù như thế, hắn vẫn cảm thấy Tiêu Phàm có chút điên cuồng. Tiêu Phàm mạnh nhưng cũng chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, giết chiến thần đỉnh phong không đáng kể nhưng đối phó với bán bộ thiên thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Như thế là tốt nhất nhưng trước lúc này, ta cũng phải chuẩn bị một vài món đồ. Tiêu Phàm híp hai mắt, bây giờ hắn cũng muốn thử chất lượng linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh. Tiêu Điện Chủ cần chuẩn bị thứ gì, bây giờ ta lập tức đi chuẩn bị. Tuy Tiếu Thiên Tà không tin Tiêu Phàm có thể giết chết linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh nhưng Tiêu Phàm cũng dám làm thế, hắn lại có gì đáng do dự nữa. Xác thực cần ngươi làm hai chuyện. Tiêu Phàm gật đầu, chuyện đầu tiên. Để đề phòng việc ngoài ý muốn, ta phải khắc thêm một đường tỏa hồn ấn phù ở bên ngoài thần quỷ đoạt hồn phù này của ngươi. Tuy không thể cứu ngươi nhưng cũng có thể chống lại trong chốc lát. Đa tạ Tiêu Điện Chủ, Tiếu Thiên Tà hơi vui vẻ, hắn cũng thật sự sợ Tiếu Thương Sinh dưới cơn tức giận trực tiếp lấy mạng của hắn. Cùng lúc kinh ngạc vui vẻ, Tiếu Thiên Tà cũng vô cùng kinh ngạc, có thể vẽ phù ấn thì chính là hồn điêu sư. Hắn phát hiện mình vẫn quá đánh giá thấp Tiêu Phàm rồi. Chuyện thứ hai thì sao? Tiếu Thiên Tà lại hỏi. Chuyện thứ hai, ngươi trở về thành Thiên Thương Thần thì bắt đầu toàn lực tuyên truyền. Trên thế gian này có một thần dược sư có thể luyện chế một đan dược khiến thân xác tồn tại vĩnh viễn, trường sinh đan. Tiêu Phàm cười. Mặt Tiếu Thiên Tà và Sở Khinh Cuồng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, không biết thuốc hắn bán trong hồ lô là thuốc gì. Tiêu Điện Chủ, ta đi đâu tìm thần dược sư đây? Tiếu Thiên Tà đau khổ cười nói. Sở Khinh Cuồng nghe vậy, đột nhiên rất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cười nói, thần dược sư xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Sở Khinh Cuồng biết thuật luyện thuốc và y thuật của Tiêu Phàm vô cùng biến thái.
lúc đầu hắn không có thuốc cứu, chính là Tiêu Phàm ra tay cứu hắn. Tiêu điện chủ, Tiếu Thiên Tà càng kinh ngạc hơn, Tiêu Phàm không chỉ thực lực lớn mạnh, còn là một hồn điêu sư. Bây giờ xem ra hắn lại cũng là một luyện dược sư. Được rồi, bây giờ ta thêm một đường tỏa hồn ấn phủ giúp ngươi. Tiêu Phàm cười, hợp thời nói tránh đi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đứng sừng sững ở đầu thuyền nhìn Tiếu Thiên Tà đang bọc áo bào đen rời đi, áo bào đón gió tung bay, sợi tóc bay múa trong gió. Đợi tới khi bóng dáng Tiếu Thiên Tà biến mất ở cưới chân trời, Tiêu Phàm mới lấy lại tinh thần. Công tử, Kiếm La muốn nói gì đó nhưng lại bị Tiêu Phàm ngắt lời. Việc này cứ để nó ở trong lòng đi, tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chuyện với Tiếu Thiên Tà vẫn là càng ít người biết càng tốt. Còn về phần Võ Nhược Phong và mấy người Nhạc Nhất Sơn, Tiêu Phàm căn bản không muốn giải thích với họ, Tiếu Thiên Tà che giấu khí tức rất cẩn thận nên người bình thường chắc chắn không thể phát hiện ra. Võ Nhược Phong và Vân Hạc cũng không dám hỏi Tiêu Phàm nên đành tiếp tục điều khiển Thần Châu tiến về phía trước. Cũng không lâu sau, Thần Châu đã tới gần sóng Thần Văn, hai tay Tiêu Phàm bấm, miệng niệm pháp quyết, bay lên không đánh ra mấy chưởng, trong hư không lập tức kích phát ra từng đạo gợn sóng Thần Văn. Lúc này, Nhạc Nhất Sơn chờ đám người Nhạc nhân tộc rối rít xuất hiện từ trong lòng đất sâu, tuy bọn họ cử động ở trong lòng đất rất thoải mái nhưng khí lên mặt đất lại trở nên vô cùng vụng về. Mọi người thấy Tiêu Phàm đánh thẳng vào trận pháp trên không thì tim nhảy lên tận cổ, sau khi kích động lại là lo lắng không thôi. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn chung quanh, lo sợ đám người Thương Sinh Thần Quốc truy sát phía sau. Dù sao, việc miễn cưỡng phá trận như thế này thì Nhạc nhân tộc bọn họ cũng từng thử qua rất nhiều lần nhưng tiếc là kết quả đều thất bại, không những thế, họ còn hy sinh rất nhiều mạng sống của tộc nhân. Sau đó, Nhạc nhân tộc cũng không dám xông vào trận pháp nữa. Tiêu Phàm không hề quan tâm, hắn đánh ra thêm mấy chưởng, trận văn kia rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt nhanh chóng lan ra bên ngoài rồi vỡ vụn. Ra ngoài đi, Tiêu Phàm khẽ quát. Vâng, Nhạc Thạch thấy thế, giọng nói cũng có chút run rẩy, hắn ta làm gì dám chần chờ thêm nữa, lập tức ra lệnh cho tộc nhân lao nhanh qua khỏ khe nứt trên trận văn. Khe nứt trên trận văn càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới độ dài hơn ngàn trượng. Tuy Nhạc nhân tộc cao tới mấy trăm trượng nhưng muốn rời khỏi đây cũng không phải là chuyện khó khăn. Tình cảnh hơn trăm Nhạc nhân tộc trùng trùng điệp điệp lao nhanh khiến mặt đất không ngừng rung động, làm kinh động vô số chim và dã thú. Không ít hồn thú thừa dịp trận pháp bị phá, ào ào bay ra bên ngoài. Dãy cổ hoang sơn này chỉ là một bãi săn của Thương Sinh Thần Quốc, bọn chúng bị nhốt tại đây, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị săn giết. Dừng tay, đúng lúc này. Một tiếng nổ từ xa truyền tới, quay đầu lại có thể thấy một chiến thuyền đang nhanh chóng tiếp cận, ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bay thẳng tới chỗ đám người Tiêu Phàm. Kiếm La, Vân Hạc, Võ Nhược Phong, các ngươi cản họ lại, Tiêu Phàm trầm giọng ra lệnh, hắn còn phải khống chế trận pháp, tạm thời không thể ra tay. Nếu như đã đồng ý giúp chuyện của Nhạc nhân tộc thì hắn phải đảm bảo cho tất cả tộc nhân của họ đều thoát khỏi nơi này. Sở Khinh Cuồng vừa chuẩn bị ra tay thì lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, Sở Huynh, Huynh vào khoang nhỏ trên thuyền đi. Lúc quay lại thành Thiên Thương Thần, ta còn phải làm phiền Huynh giúp vài chuyện nên Huynh tốt nhất không thể để lộ thân phận. Được, Sở Khinh Cuồng gật đầu, nhìn hư không một chút rồi quay vào khoang thuyền. Y tin, với thực lực của đám người Tiêu Phàm thì những người thuộc Thương Sinh Thần Quốc này sẽ không làm gì được họ cả. Kiếm La, Vân Hạc và Võ Nhược Phong rối rít đạp không bay lên. Nghênh chiến với chiếc chiến thuyền kia. Chỉ là một đám chiến thần cảnh hậu kỳ thôi mà. Vân Hạc cười lạnh một tiếng, hắn ta bị đánh tới mức không còn cách nào phản kháng, trong lòng còn đang bị nghẹn một trận lửa giận đây. Nhiều ngày nay không có chỗ để phát tiết, hiện tại gặp đám người Thương Sinh Thần Quốc, hắn ta phải phát tiết một trận mới được. Tiếng nói vừa dứt, Vân Hạc cũng đã bay ra khỏi trận pháp, sau đó hắn ta trực tiếp đánh ra một chưởng. Một trưởng mang sức mạnh thần lực cả ngàn trượng bay ngược tới chỗ chiến thuyền, những nơi trưởng lực đi đều là thế như trẻ tre. Mặc dù hắn ta không phải là đối thủ của Tiêu Phàm nhưng dù gì hắn ta cũng có tu vi chiến thần cảnh đỉnh phong, một trưởng đầy phẫn nộ như thế làm sao mà một vài chiến thần cảnh hậu kỳ có thể chống lại được. Lệ khí không nhỏ đâu, Kiếm La thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn Vân Hạc. Lui, một tiếng quát lớn truyền từ chiến thuyền tới.
nhận thấy khí tức tỏa ra từ một kích của Vân Hạc, bọn hắn căn bản không thể đỡ được. Đa số bọn hắn đã không thể lo được chiếc chiến thuyền này rồi, bọn hắn trực tiếp bỏ thuyền chạy trốn khỏi nơi này, bọn hắn chỉ là đội tuần tra mà thôi, không cần phải liều mạng ở đây. Một tiếng nổ huỳnh vang lên, chiến thuyền nổ tung, một vài tu sĩ cấp thấp còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã lập tức mất mạng, chỉ có cường giả chiến thần cảnh trung kỳ trở lên mới tránh được một kiếp. Hừ, Vân Hạc hừ lạnh, chuẩn bị lao thẳng về hướng những tu sĩ chiến thần cảnh trung lì đang chạy trốn kia. Không cần đuổi theo, Kiếm La lạnh nhạt nói. Vân Hạc nhíu mày nhìn Kiếm La một cái, rồi lại nhìn về phía Tiêu Phàm đang ở xa xa thì mới phát hiện Tiêu Phàm căn bản chẳng để ý gì tới hắn ta, giống như là không thèm quan tâm xem hắn ta có chạy trốn hay không. Vân Hạc khẽ cắn môi nhưng cuối cùng cũng không rời đi. Ngươi đã bỏ qua một cơ hội tốt để chạy trốn. Kiếm La nhìn Vân Hạc nói với ý tứ sâu xa. Nhưng mà ta tin là ngươi sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay. Vân Hạc im lặng không nói, vẻ mặt không ngừng lấp lóe, tâm tình bất thường, chính hắn ta cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại không chạy trốn mà ngược lại còn lựa chọn ở lại. Sau đó hắn ta lại liếc nhìn Võ Nhược Phong, rồi lại phát hiện Võ Nhược Phong hình như cũng không muốn chạy trốn. Hắn ta không biết là Võ Nhược Phong đã bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma thuật nên cho dù có muốn chạy trốn cũng không chạy được. Chứ nếu không thì Võ Nhược Phong đã chạy từ sớm rồi. Thời gian nửa chén trà nhanh chóng trôi qua, trong lúc đó, có không ít chiến thuyền chạy tới, nhưng tất cả đều bỏ Vân Hạc giết lùi về. Ha ha, rốt cuộc chúng ta cũng được cứu rồi. Cuối cùng cũng có thể rời đi cái nơi quỷ quái, đáng chết này rồi. Sau này Nhạc nhân tộc chúng ta sẽ có được trời cao biển rộng, không ai có thể cản bước chúng ta. Thương sinh thần quốc đáng chết. Sau này khi trả thù chúng. Chúng ta phải làm cho thành trì của chúng đều bị san bằng, để chúng hưởng thụ cảm giác thương hải tang điền thế sự xoay vần, thay đổi lớn lao. Từng tiếng cười điên cuồng vang lên, khoảng trăm người Nhạc nhân tộc đều thoát khỏi dãy cổ hoang sơn. Từ nay về sau, họ không cần phải sợ người của thương sinh thần quốc vây giết nữa. Tiêu Phàm thao túng thần châu chậm rãi bay ra khỏi trận pháp, vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhìn xuống. Lúc này, Kiếm La... Võ Nhược Phong và Vân Hạc cũng lắc mình xuất hiện phía trên thần châu. Kiếm La nhìn chằm chằm đám người Nhạc nhân tộc phía dưới rồi nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm, công tử, bọn hắn hình như đắc ý tới mức quên hết mọi thứ rồi. Đi thôi, Tiêu Phàm thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhưng mà, ai, Kiếm La như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi. Bây giờ Nhạc nhân tộc đã rời khỏi dãy cổ hoang sơn thì dù là Tiêu Phàm cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao Nhạc nhân tộc cũng biết thuật độn thổ, trên mặt đất này thì không ai là đối thủ của bọn họ. Tiêu huynh đệ, xin chờ chút. Ngay lúc thần châu khởi động, một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm trượng lao nhanh tới, mặt đất đều chấn động mạnh. Có chuyện gì? Tiêu Phàm lạnh nhạt nhìn cái đầu lớn bằng thần châu kia. Đó chính là Nhạc Nhất Sơn. Sau một khắc, chuyện khiến Tiêu Phàm bất ngờ xảy ra, Nhạc Nhất Sơn đột nhiên quỳ một gối xuống, cung kính nói, Nhạc Nhất Sơn bái kiến chủ nhân. Thiếu tộc trưởng, Nhạc nhân tộc thấy cảnh này từ xa đều rối rít lại gần, tất cả đều kinh ngạc nhìn Nhạc Nhất Sơn, có chút khó hiểu vì sao Nhạc Nhất Sơn lại làm như thế. Tộc trưởng Nhạc nhân tộc đi lại chỗ Nhạc Thạch mà không hề lên tiếng, ông ta như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn nhi tử và Tiêu Phàm. Các vị, ta đã từng hứa rằng, chỉ cần Tiêu huynh đệ có thể cứu mọi người thì ta sẽ nguyện ý nhận Tiêu huynh đệ làm chủ. Hiện tại, mọi người đã được cứu, Nhất Sơn tất nhiên phải tuân thủ lời hứa của mình. Lời hứa của nam nhân không thể vi phạm, Nhạc Nhất Sơn nói vô cùng khí phách. Nhưng mà, người Nhạc nhân tộc muốn nói gì đó, dù sao Nhạc Nhất Sơn cũng là thiếu tộc trưởng của Nhạc nhân tộc. Nếu như hắn ta làm nô bộc cho một nhân loại thì chẳng phải đồng nghĩa với việc Nhạc nhân tộc bọn họ kém một tầng sao? Nếu đổi lại là một người khác thì bọn hắn sẽ không hề phản đối nhưng Nhạc Nhất Sơn lại chính là thiếu tộc trưởng của Nhạc nhân tộc, cũng đại biểu cho Nhạc nhân tộc. Nhưng lời nói của mọi người lại bị Nhạc Thạch cắt ngang, người hứa mà không giữ lời sao, mặc dù Nhạc nhân tộc ta đã suy tàn nhưng từng lời nói ra đều là hứa hẹn. Tiếng nói của Nhạc nhân tộc dần dần biến mất. Nhạc Thạch đã đồng ý thì bọn hắn lại phản đối cũng có ý nghĩa gì đâu. Chủ yếu là, Nhạc Nhất Sơn và Nhạc Thạch nói không sai, dù gì Nhạc nhân tộc bọn hắn cũng là người có ảnh hưởng trong bọn họ, sao có thể thất hứa như đám tiểu nhân chứ?
Nhạc Thạch thấy mọi người không nói gì nữa thì quay đầu nhìn Tiêu Phàm, Tiêu huynh đệ, lời Nhạc Mỗ đã nói trước đó có còn hiệu lực không? Tiêu Phàm nghe thế, hắn có hơi bất ngờ về hành động của Nhạc Thạch, vốn dĩ hắn chỉ định giúp Nhạc nhân tộc thoát khỏi dãy cổ hoang sơn mạch thành công thôi, cũng không để ý gì tới hứa hẹn trước đó cả. Hắn không ngờ Nhạc Nhất Sơn là thiếu chủ của một tộc lại nguyện ý làm nô lệ cho mình. Còn Nhạc Thạch cũng có vẻ nguyện ý thần phục hắn, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Tiêu Phàm có thể phá bỏ nguyền rủa cho bọn hắn. Có hiệu lực, Tiêu Phàm gật đầu. Được, vậy Nhạc nhân tộc chúng ta sẽ ở gần Tu La Sơn chờ ngươi, còn Nhất Sơn thì đi theo Tiêu huynh đi. Nhạc Thạch cười, sau đó, trong mắt Nhạc Thạch phóng ra một tia sáng bay về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nâng tay bắt lấy, lòng bàn tay hắn đã có thêm hai cuộn tranh cổ xưa, trên đó còn có thể thấy vài hoa văn mờ nhạt, còn có một hai địa điểm nhưng bởi vì niên đại của nó quá xa xưa nên hoàn toàn không thấy rõ. Đây là bản đồ địa hình và cấu tạo của vùng Tu La Sơn à. Mở hai cuộn tranh ra, Tiêu Phàm có hơi kinh hãi trong lòng, trong nháy mắt, hắn đã khắc hai bức bản đồ vào trong đầu. Nhưng mà trên hai bức bản đồ này có một chỗ vẫn không thể nhìn rõ ràng khiến Tiêu Phàm nhíu mày. Thu hồi hai bức bản đồ, trong lòng Tiêu Phàm cân nhắc rồi nói, đến lúc đó chỉ có thể kết hợp địa hình và cấu tạo cụ thể để cân nhắc thôi. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Nhạc Thạch đã dẫn Nhạc nhân tộc đi xa, chỉ còn Nhạc Nhất Sơn vẫn quỳ gối trên mặt đất như cũ. Đứng lên đi, hơn nữa, sau này cũng đừng gọi ta là chủ nhân, cứ gọi là công tử giống kiếm là đi. Không thì thiếu chủ cũng được, Tiêu Phàm nhìn Nhạc Nhất Sơn rồi nói. Vâng, công tử, Nhạc Nhất Sơn có hơi kích động mà đứng lên, trong cặp mắt to kia có hai ngọn lửa màu xanh lam đang rực cháy. Người cứ phục kích trong lòng đất, đi theo sau lưng chúng ta, đừng để bại lộ bản thân. Nếu như bại lộ thì ngươi cũng không cần đi theo bên cạnh ta nữa. Ngữ khí của Tiêu Phàm rất nặng nề. Vâng, công tử, Nhạc Nhất Sơn khẽ run nhưng hắn ta vẫn nghiêm túc gật đầu. Vào thời khắc này, hắn ta không cần phải chống đối Tiêu Phàm. Nếu như hắn ta biết Tiêu Phàm chuẩn bị đi tới Thương Sinh Thần Quốc thì sẽ hiểu tại sao Tiêu Phàm lại nghiêm túc như vậy. Vừa dứt lời, Nhạc Nhất Sơn hóa thành một đống đá rơi đầy đất, hồn hỏa chui sâu vào trong lòng đất, dù cho đám người Tiêu Phàm có dùng linh hồn lực để dò xét thì cũng không thể phát hiện hắn ta tồn tại. Tiêu Phàm thấy vậy cũng hài lòng gật đầu, sau đó hắn điều khiển thần châu nhanh chóng lao về phía chân trời. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm thu hồi thần châu, mọi người lại vội vàng đi thêm một canh giờ, lúc này mới dừng chân lại. Mấy người kiếm la nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, khó hiểu tại sao hắn dừng lại. Được rồi, kế tiếp, chúng ta nói một chút về chỗ chúng ta sắp đi. Tiêu Phàm híp hai mắt lại, ánh mắt đánh giá mấy người kiếm la, cuối cùng lại nhìn Vân Hạc. Vân Hạc bị Tiêu Phàm nhìn tới mức tê cả da đầu, không nhịn được mà lùi về sau mấy bước. Trong mắt càng thêm kinh sợ. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm lại chuyển hướng nhìn Võ Nhược Phong, chúng ta chuẩn bị tiến về thành Thiên Thương Thần của Thương Sinh Thần Quốc. Thành Thiên Thương Thần, kiếm la kinh hãi trực tiếp la lên, Vân Hạc và Võ Nhược Phong cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc như vậy, phải biết rằng bọn họ chính là người giết hai công chúa và một vương tử của Thương Sinh Thần Quốc đó. Bây giờ tới đó chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Từ mấy ngày trước cho tới bây giờ, bọn họ đã thấy rõ sự kinh khủng của Thương Sinh Thần Quốc, cường giả chiến thần đỉnh phong có vô số, với thực lực của bọn họ thì cũng không phải là đối thủ của Thương Sinh Thần Quốc. Đương nhiên chúng ta cũng không thể trắng trợn như vậy, Tiêu Phàm cười nhạt. Sau đó, thân hình hắn biến hóa một trận, mấy giây sau đã biến thành bộ dạng kiếm hồng trần trước kia, thậm chí thần lực dao động trên người cũng thay đổi, hắn nói từ giờ trở đi, ta sẽ tên là Kiếm Hồng Trần. Kiếm la thấy thể, xương cốt cũng chậm rãi dịch chuyển vị trí, đạt tới chiến thần cảnh, tướng mạo thì ai cũng có thể tùy tiện biến đổi, chỉ có khí tức thần lực và khí tức mệnh cách mới khó biến đổi mà thôi. Ta vẫn tên là Kiếm la thôi, dù sao thì cũng không có ai biết tên của ta, Kiếm la cười nói. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một cây kim châm đánh vào trong biển thần lực của Kiếm la, đột nhiên, khí tức thần lực trên người Kiếm la thay đổi. Còn khí tức mệnh cách. Người bình thường không thể thay đổi được, nhưng đám người Tiêu Phàm cũng không sợ bại lộ vì đã đạt tới chiến thần cảnh, khí tức mệnh cách của họ sẽ không bị lộ ra ngoài. Võ Nhược Phong và Vân Hạc hít sâu một hơi, cũng biến đổi thân thể,
Tiêu Phàm cũng làm một việc như vẽ hổ lô mà giúp hai người biến đổi khí tức, xong rồi hắn nói, Võ Nhược Phong gọi là Kiếm Phong, Vân Hạc thì gọi là Kiếm Hạc. Vâng, Võ Nhược Phong gật đầu, Vân Hạc cũng không phản đối. Tiêu huynh, còn ta thì sao? Vẻ mặt Sở Khinh Cuồng có chút khó coi, mặc dù y có thể biến hóa bề ngoài nhưng y chỉ có một cánh tay nên dù thay đổi thế nào cũng sẽ bị người có tâm nhận ra. Ngươi không cần thay đổi dung mạo, danh độc tí kiếm thần vẫn dùng tốt ở Thương Sinh Thần Quốc. Tiêu Phàm trêu chọc y. Sở Khinh Cuồng chua xót cười một tiếng, một tay này của y không có thần dược trong truyền thuyết hoặc thần đan nên không thể khôi phục như cũ. Sở huynh yên tâm, Tiêu mẫu nhất định sẽ giúp huynh hồi phục lại cánh tay như cũ. Tiêu Phàm vỗ bả vai Sở Khinh Cuồng, cam đoan với y. Hắn còn nhớ rõ, lúc đầu khi ở thành Vô Song Thánh, Sở Nhạn Nam dùng Sở Khinh Cuồng để uy hiếp hắn mà chém dụng một tay của Sở Khinh Cuồng, trong lòng Tiêu Phàm vẫn khá áy náy về việc này. Với thành tựu y thuật hiện tại của hắn, muốn làm tay cụt mọc lại thì rất khó nhưng nếu như dùng thần đan tương ứng, hắn vẫn có thể làm được. Được rồi, đã nhiều năm rồi, ta cũng đã quen với nó rồi. Sở Khinh Cuồng cười vô cùng thoải mái. Tiêu Phàm gật nhẹ, sau đó hắn nhìn mấy người kiếm la, sắc mặt đột ngột trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, lần này chúng ta tiến về thành Thiên Thương Thần, nếu như ai muốn đối nghịch với ta, làm bại lộ thân phận thì đừng trách sao ta không khách khí. Mấy người kia không khỏi rùng mình, không hề do dự mà gật đầu. Công tử, chúng ta tới thành Thiên Thương Thần làm gì? Kiếm la lấy dũng khí hỏi hắn, hắn ta cũng không tin là Tiêu Phàm chỉ muốn đi thần thành dạo một vòng. Vân Hạc và Võ Nhược Phong cũng lộ vẻ tò mò, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Các ngươi thật sự muốn biết à? Tiêu Phàm nở một nụ cười vô lại. Mọi người thấy nụ cười này thì lại dùng mình một cái, kiếm la vẫn gật đầu, muốn biết. Đi giết thiên thần, Tiêu Phàm cười khẩy. Khịt, ba người kiếm la không khỏi hít một hơi lạnh, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Phàm. Miệng họ đủ nhét một quả trứng vịt vào luôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.